phu, liền biến thành một cái lồng bao phủ gần lam sắc quang mạc. Sau đó Liễu Thúy Nhi khẽ lật bàn tay, đem lam sắc tinh cầu thu lại, đồng thời đầu vai nhoáng lên một cái, liền hóa thành một đạo bạch ảnh nhập vào trong màn sáng kia. Đầu ám thú bên trong thấy vậy, liền không chút trần trừ hùng hổ bổ nhào tới phía nàng này, giữa chừng, thân thể uốn éo một cái, liền phân thành ba đạo bóng đen khác. Liễu Thúy Nhi không chút hoang mang, môi anh đào khúc khích một tiếng, một chùm lam ti tinh tế liền bắn ra. Sau khi lam ti tản ra, liền biến thành một tấm lam sắc quang cháo, hương ám thú cùng những hắc ảnh hóa thân kia bao bọc lại. Ám thú thấy vậy cũng không cam chịu yếu thế, miệng há ra, một đạo hắc sắc quang trụ liền bắn ra, còn bóng đen thì dương nhanh múa vuốt, huyễn hóa ra chi chít móng vuốt nhọn hót nghiền đón lam sắc quang cháo. Ngay tức khắc liền có tiếng ùng ùng phát ra từ trên lam sắc quang mạc, hai loại quang mang hắc lam kỳ lạ đan xen vào nhau, tiếng bạo liệt liên miên không dứt. Lam sắc quang mạc hiển nhiên có cách đoạn thần thông, linh khí kịch liệt thay đổi, cùng với những tiếng đinh tai nhức óc kia sau khi truyền tới ngoài quang mạc, liền biến thành cực kỳ yếu ớt. Liễu Thúy Nhi cùng ám thú liền bắt đầu khai chiến, ở bên ngoài lam sắc quang mạc, thanh quang cùng hoàng khí vừa hiện ra, thân ảnh hàn lập cùng thạch côn không tiếng động liền hiện ra. Hai người cùng quan sát tình hình trong lam sắc quang mạc, thần sắc có phần khác nhau. Hắc hắc, Liễu đạo hữu thật đúng là phiền toái, cứ nhất định phải tìm một con ám thú giống cái mới bằng lòng hạ thủ. Thạch côn lắc đầu nói, Liễu tiên tử nếu đã làm như thế, hẳn là đang kiêng kỵ điều gì đó. Hàn Lập cũng bất động thanh sắc trả lời, Nga, liếu đạo hữu là nữ lưu có chút băn khoăn còn chưa tính. Hàn đạo hữu ngày đó sao cũng buông tha cho đầu ám thú hai ngày trước, điều này cũng làm cho thạch mỗ trong lòng có chút kỳ quái. Thạch côn nghe vậy nhưng mặt lại lộ vẻ dị sắc nhìn Hàn Lập một cái. Cũng không có gì, đầu ám thú kia đã bị thương trong người, hơn nữa vết thương trên người lại trồng chất, Hàn mỗ cho dù có gỡ ra lông của nó xuống, sau khi biến hóa sợ vẫn có chút không ổn, tại hạ vẫn tính là thay một con khác hàn lập thản nhiên nói thì ra là như vậy ta còn tưởng rằng hàn huynh ngày đó nhìn thấy đầu ám thú bị thương kia bên cạnh có vài đầu ấu thú khác nhất thời lòng từ thiện nổi lên chứ nghĩ lại cũng phải chúng ta là người tu luyện sao lại có cái ý nghĩ nông cạn như thế trong lòng chứ thạch côn đĩnh đạp nói hàn lập nghe vậy liền cười hắc hắc không có tiếp lời khi hai người đang thấp giọng nói chuyện phiếm trong lam sắc quang mạc đột nhiên có một tiếng trầm muộn phát ra cả màn sáng khẽ rung lên nhưng liền lập tức khôi phục như thường hàn lập thấy vậy không khỏi nheo mắt mà thạch côn cũng lộ vẻ giật mình lam sắc quang mạc đột nhiên vỡ vụn từng khúc cuối cùng hóa thành vô số điểm linh quang biến mất không thấy chỉ thấy ở trung tâm màn sáng liễu thúy nhi lẳng lặng đứng đó ở bên chân là con ám thú giống cái kia đang nằm sấp bất động trên người ngoại trừ da lông ướt nhẹp thì một vết thương cũng không có hàn lập hướng thân mình con thú này thần niệm đảo qua cũng biết đầu ám thú này đã mất mạng hoàn toàn không có hơi thở. Thủ đoạn thật cao minh, không nghĩ tới thần thông thủy thuộc tính của liễu đạo hữu lại kinh người như thế, so với thạch mỗi ngày đó còn nhanh hơn mấy phần. Vẻ kinh ngạc trên mặt thạch côn dần biến mất nhưng miệng liên tục tán dương. Thạch huynh cần gì giễu cợt tiểu muội thạch huynh thân thể mạnh mẽ, ngày đó ta cùng hàn đạo hữu cũng đã quá rõ ràng, sao những thủ đoạn nhỏ nhặt này của ta có thể sánh bằng. Liễu Thúy Nhi giơ tay đem con ám thú kia hút đến tay, thản nhiên cười nói. Ha ha, nếu thần thông bậc này còn là thủ đoạn nhỏ, vậy vài điểm thần thông kia của thạch mỗ chắc chẳng coi vào đâu được rồi. Hàn đạo Hữu hiện giờ ta cùng liễu tiên tử cũng đã có gia thú, chỉ còn một mình ngươi thôi đấy. Hơn nữa càng đi vào sâu trong rừng rậm, khả năng gặp phải ám thú càng lớn. Đạo hữu cũng nên sớm tính toán cho phải đi. Thạch Côn bỗng nhiên quay đầu, thâm ý rất sâu sắc hướng Hàn Lập nói. Thạch Huynh yên tâm, Hàn Mỗ trong lòng hiểu rõ, tuyệt đối không lấy mạng nhỏ của mình nói dẫn đâu. Hàn Lập cười nhạt trả lời. Ba ngày sau, bên cạnh một dòng suối nhỏ quanh co trong ám thú xâm lâm, một đầu ám thú hình thể so với ám thú bình thường còn lớn hơn ba phần bị một mảnh thanh mông quang mạc vây lấy. Hàn Lập huyền phù phía trên quang mạc, hai mắt khép hờ, hai tay bấm niệm thần chú thúc dục pháp thuật nào đó, làm cho thanh sắc quang mạc liền khẽ chớp động, nhanh chóng sáng dần lên. Mà Liễu Thúy Nhi cùng Thạch Côn thì đứng ở một bên màn sáng. Đôi mắt đẹp chớp động không dứt, một trao mày nhưng trong lòng hai người đều hoảng sợ không thôi thanh sắc quang mạc này chẳng những dày đặc như thực thể, làm cho bọn họ căn bản không thấy được tình hình bên trong, thần niệm đảo qua cũng không chút khách khí bị bắn ngược trở ra. Đây chính là xuân lệ kiếm trận do Hàn Lập bày ra. Hàn Lập huyền phù trong không trung, bỗng đuôi lông mày nhảy dựng, pháp quyết trong tay dừng lại, một tay áo bảo phất xuống, đồng thời miệng phun một chữ thu. Ngay lập tức thanh sắc quang mạc linh quang tản mát, trở lại thành mấy chục khẩu phi kiếm lấp lánh, dài vài xích, huyền phù đung đưa trong không trung hàn lập hướng khoảng không phía dưới quơ một chảo tất cả phi kiếm thanh quang chấp động ào ào co lại chỉ còn vài tấc sau đó lóe lên một cái liền toàn bộ chui vào trong thân thể mà ở mặt đất khi trước kiếm trận bao phủ đầu ám thú khổng lồ đã thất khiếu chảy máu ngã xuống đi đời nhà ma thấy cảnh này nữ tử khoác áo choàng cùng thạch côn không khỏi nhìn nhau nhưng đều từ trong mắt đối phương thấy được vài phần kiêng kỵ hàn lập thoáng nhìn thấy cảnh này cũng bất động thanh sắc từ từ hạ xuống hai chân vừa hạ xuống bên cạnh thi thể ám thú Nhị vị đạo hữu, có ra của ám thú này, hiện tại chúng ta có thể hướng vào sâu trong rừng rậm mà đi được rồi." Hàn Lập hướng hai người bật cười lớn nói, "Có ra thú, dĩ nhiên không thành vấn đề rồi, nhưng quả thực không nghĩ tới, đại thần thông của Hàn huynh lại là kiếm trận trong truyền thuyết." Hai người chúng ta mặc dù không cách nào thấy tình hình trong trận nhưng đã có thể ngăn cách thần niệm ta cùng Thạch Côn đạo hữu thì có thể nói là bí hiểm. Liễu Thủy Nhi khẽ cười khổ nói, "Không sai, từ khi đạo hữu rủ dỗ đầu ám thú này vào trong trận, đến khi đánh chết nó rồi triệt hồi kiếm trận, mặc dù so với hai người chúng ta động thủ mất thời gian hơn một chút nhưng không có chút âm thanh ba động nào lọt ra ngoài. Có thể thấy được kiếm trận này rất thần diệu, đạo hữu có thần thông này rồi thì, hẳn là dưới thánh cấp cũng ít có địch thủ. Thầy Côn cũng tán dương tự đáy lòng, hắc hắc, nhị vị đạo hữu cần gì phải rát vàng lên mặt hàn mỗ như vậy. Xuân lễ kiếm trận của ta mặc dù có chút huy năng nhưng nhị vị đạo hữu có thể được hai vị tiền bối giao trách nhiệm nặng nề, hẳn là bản lĩnh chân chính mới chỉ hiển lộ một hai phần mười thôi đi. Kiếm trận vừa rồi của ta sao có thể sánh bằng? Hàn lập cười hắc hắc, hơi hợt trả lời. chương 1681, ám thú chi vương. Nghe được lời này của Hàn lập, thạch côn ngẩn người nhưng ngay lập tức cười ha hả nói. Đạo hữu thần thông tuyệt không dưới ta và liếu tiên tử cũng đừng thổi phồng cho nhau như thế, nói tránh sự đi. Chúng ta đã đi hơn một ngày, coi như là đã đi vào sâu trong ám thú xâm lâm, hơn phân nửa ám thú đều sinh hoạt tại đây chúng ta muốn thông qua khu vực này thì cần phải xuất toàn lực mới được muốn thông qua khu vực bên trong ám thú xâm lâm thời điểm này ngàn vạn lần đừng vọng tưởng lại gặp được ám thú hành động đơn độc chúng ta dùng cấm chế để che giấu việc động thủ với ám thú nhưng đối mặt với tam nhãn ám thú thì chỉ cần vừa động thì khẳng định sẽ bị phát hiện hơn nữa tại chỗ bên trong này cũng không có thể thả thần niệm tra xét như trước nữa một khi đã động thủ nguy hiểm cỡ nào có thể nghĩ được liễu thúy nhi ngưng trọng nói cho dù thật sự phải động thủ cũng không thể giống như kéo dài thời gian như lúc trước nữa. Chúng ta ba người phải đồng loạt ra tay tranh thủ trong nháy mắt hạ sát đối phương để giảm khả năng bị phát hiện xuống thấp nhất. Thạch Côn trầm ngâm một chút rồi nói thêm một chút. Ân, đối với một con ám thú thành niên bình thường chỉ với ba người chúng ta liên thủ thì nhất định trong nháy mắt đánh gục được cũng không phải là chuyện tình gì khó khăn. Nhưng nếu gặp cao dài ám thú thì sự tình có chút khó khăn. Hàn lập sờ sờ cầm, có chút suy nghĩ nói. Muốn không bị cao dài ám thú để ý, không thể không nói thuật hợp kích nguyên từ thần quang của chúng ta đã có đất dụng võ rồi. Liễu Thúy Nhi cười khẽ một tiếng. Không sai, thạch mỗ thiếu chút nữa đã quên mất bí thuật này. Dùng thủ đoạn này để đối phó với cao dài ám thú đơn độc cũng không e ngại cái gì nữa. Thạch côn hai mắt nhất thời sáng ngời, vỗ tay cười ha hả. Bất quá, không phải bất đắc dĩ thì không nên sử dụng thần thông này, ta cũng không muốn bị một đám cao dài ám thú đồng thời truy sát đâu. Hàn lập lắc lắc đầu, tựa hồ vẫn có chút lo lắng nói. Yên tâm, điểm ấy ta cùng Thạch Huynh trong lòng tự nhiên hiểu rõ. Chúng ta lập tức biến ảo rồi lên đường thôi. Trong lúc này chúng ta tốt nhất là cách xa nhau một chút, đi cùng nhau rất dễ bị nghi ngờ. Liễu Thúy Nhi đề nghị, Liễu Tiên Tử nói có lý, vậy Thạch Mỗ đi trước một bước vậy. Thạch Côn nghe vậy liền đáp ứng một tiếng. Tiếp theo, hắn bắt quyết, ngoài thân bỗng nhiên hiện ra một tấm da thú, một đoàn ngân quang bỗng hiện ra nhập vào TANG tấm da thú, đại hán trở mình một cái lập tức biến thành một đầu ám thú đen sì tứ chi dùng sức một cái toàn thân giống như tên bắn về phía trước hàn lập và liễu thúy nhi thấy vậy không trần trừ đồng dạng làm phép phân biệt hóa thành hai đầu ám thú khác nhau giữ khoảng cách mà đuổi theo trên đường đi ba người đều thúc giục bảo vật khác nhau lần nữa che giấu thân hình kể từ đó dưới bóng cây mông lung muốn phát hiện ra bóng dáng ba người thì đã khó lại càng khó hơn trên đường đi đám người phát hiện bóng dáng dị thúc hoặc vài sự tình khác nhưng lập tức quỷ dị rời đi xa, tuyệt không dám tiếp xúc với chúng. Trong mấy ngày tiếp theo, ám thú không xuất hiện nhiều lắm nhưng mỗi lần xuất hiện thì đều là hai ba con đi với nhau. 7-8 ngày tiếp theo, bọn họ chính thức đã xâm nhập vào trung tâm của ám thú xâm lâm. Một số ám thú bắt đầu kết đội, bình thường là 5-6 con, thậm chí có khi lên đến mười mấy con. Điều này làm cho ba người hàn lập cả kinh, càng trở nên thận trong hơn. Cũng may, độn pháp ba người thần diệu, hơn nữa pháp lực hơn xa đám ám thú bình thường nên cũng không bị phát hiện. Mặt khác, không biết có phải do vận khí quá tốt hay là ám thú xâm lâm xuất hiện đại sự ngoài ý muốn mà một đường đi tới ngay cả một đầu tam nhãn ám thú cũng không gặp, một đường thẳng tiến vào trung tâm rừng rậm. Trong 3-4 ngày tiếp theo, bọn họ có thể nói là thuận lợi dị thường, cứ như vậy một hơi xuyên qua hầu hết những khu vực nguy hiểm trong ám thú xâm lâm. Nhưng điều này lại làm cho ba người Hàn Lập không dám thả lọc, ngược lại càng trở nên ngưng trọng hơn. Ba người đều là kẻ lịch duyệt thâm hậu, từng thấy rất nhiều chuyện thất bại trong gang tắc. Bởi vì chưa gặp phải cao dài ám thú nào cho nên tuy bọn họ trong lòng mừng rỡ không thôi nhưng vẫn cảnh giác mười phần. Đoạn đường tiếp theo, ám thú bình thường rất thưa thớt, đi một hai ngày mới gặp được mười mấy con. Điều này khiến trong lòng ba người Hàn Lập càng thêm lo lắng. Hàn Lập đi trong rừng rậm phảng phất như u linh, rõ ràng trước mắt có một cây đại thụ nhưng hắn biến thành thanh ảnh, chấp một cái liền xuyên qua, không gây ra bất cứ tiếng động gì độn pháp như thế hiển nhiên làm cho độn tốc nhanh hơn một chút. Nhưng điều đó càng khiến hắn phải nhíu mày, làm mang trong mắt thiểm động không ngừng quét về bốn phía. Trong trung tâm rừng rậm nên hắn không dám thả thần niệm ra chỉ có thể dựa vào minh thanh linh mục thần thông mà dò xét tình hình xung quanh, kịp thời tránh ra khỏi những phiền phức không đáng có. Về phần hai người còn lại, không biết hai người Liễu Thúy Nhi và Thạch Côn dùng cách nào mà mỗi khi có ám thú xuất hiện thì cả hai đều tránh được, bộ dáng không chậm hơn hắn bao nhiêu điều này khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc không thôi không biết hai người đó tu luyện công pháp bí thuật có thể cảm ứng huyền diệu hay là mượn bảo vật để làm việc đó điều này làm cho hắn không khỏi đề cao hai người thêm vài phần trong lòng tự định giá như thế ánh mắt hàn lập xoay chuyển một vòng nhìn về phía hai người dưới linh mục thần thông hắn thấy rõ liễu thúy nhi và thạch côn khi biến ảo thành ám thú phân biệt cách hắn hơn trăm trượng đồng dạng đi tới rất nhanh thấy hai người vẫn chưa xảy ra vấn đề gì hắn thoáng thả lỏng tinh thần vài phần lại đem ánh mắt thu hồi lại. Nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên, trong khi bọn họ đang đi tới thì bỗng nhiên một đạo kinh ảnh từ trong bóng tối phía trước bắn ra. Chỉ một lần chấp động liền đi được hơn 10 trượng tới bên cạnh thạch côn, đầu đụng vào thạch côn đang ẩn nặc. Cho dù là thạch côn đang kinh hãi muốn tránh ra nhưng do không đề phòng, cộng thêm động tác của đối phương quá nhanh cho nên căn bản là không thể tránh kịp. Khi đó hắn chỉ có thể bất chấp, ngoài thân hoàng quang đại phóng, đem pháp lực rót vào hộ thể linh khí. ầm um, một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra, kim quang và hoàng quang đan vào nhau, kim ảnh không khỏi lui lại mấy bước, lập tức thân hình nhoáng lên liền đứng vững lại. Mà ám thú do thạch côn biến thành thì trực tiếp bị bắn ra xa, mạnh mẽ đụng gãy một thân đại thụ to hơn 10 trượng thì mới dừng lại được. Nhưng ám thú do đại hán biến thành trong đám gỗ vụn vẻ mặt thống khổ, nhất thời không thể đứng dậy được. Hàn lập và áo choàng nữ tử thấy vậy, sắc mặt không khỏi đại biến. Bọn họ đã từng sớm tận mắt thấy qua thân thể mạnh mẽ của Thạch Côn nhưng thân thể của kim ảnh kia còn mạnh mẽ hơn nhiều, như vậy chẳng phải là kim ảnh kia vô cùng đáng sợ sao. Lam mang trong mắt hàn lập trợt lóe lập tức nhìn rõ kim ảnh phía xa. Kết quả làm hắn phải trợn mắt, diện mục kim ảnh nọ rõ ràng là một thân ám thú dài hơn một trượng nhưng cả người đều là kim quang trói mắt, hai mắt đen như mực. Đúng là ám thú vương trong lời đồn, không thể nào, trước khi xuất phát hắn đã thầm nhủ không thể xui xẻo đến mức gặp phải ám thú vương kết quả hiện tại lại là chưa gặp phải cao giai ám thú nào mà lại gặp luôn thứ đáng sợ nhất trong khu rừng này. Mặc dù không biết thần thông của đối phương ra sao nhưng tuyệt đối đã ngoài thánh giai. Tâm hàn lập trùng xuống, thân hình đứng lại ở phía xa, hai mắt gắt gao nhìn thẳng vào kim sắc ám thú không chớp mắt chút nào. Đồng thời, dị bảo trong lòng cũng cảm ứng được, bắt đầu có chút rung động. Bên kia, ám thú do liễu thúy nhì biến thành cũng dừng lại trên một cành cây khô, đồng dạng nhìn về phía kim sắc ám thú như lâm phải đại địch. Còn ám thú vương này hiển nhiên cũng ngoài ý muốn đụng phải thạch côn, đầu còn chút choáng váng. Sau khi lắc đầu vài cái, lập tức hai mắt phóng ra hung quang nhìn thẳng về phía thạch côn đang nhất thời không thể đứng dậy ở đằng xa. Hai chân nó cào một cái, chào mang chấp động dường như muốn lập tức công kích đại hán. Hàn lập và liễu thúy nhi thấy cảnh này, trong lòng bối rối không thôi, có chút do dự nên cứu hay không. Hiển nhiên hai người bọn họ chưa bị đầu ám thú vương này phát hiện ra nếu cứ yên lặng bỏ đi thì nói không chừng còn toàn thân trở ra. Nếu không cho dù ba người có liên thủ, miễn cưỡng đánh với nó thì đối phương chỉ cần hú lên một cái thì bọn họ lập tức không nắm chắc phần thắng. Nhưng mà cứ như vậy để thạch côn chết đi, sau khi thiếu một người thì cấm chế chi địa kia cũng đừng nghĩ đến việc mở ra. Chuyến đi này chưa bắt đầu đã thất bại, không thể hoàn thành nhiệm vụ ngược lại thạch côn còn chết trong ám thú xâm lâm. Khi trở về đối mặt với hai người Thải Lưu Anh và Đoạn Thiên Nhật, cho dù hắn có toàn thân trở ra từ nhiễm hàn giới thì tuyệt không có kết quả tốt bất quá việc này ngay cả khi kho xử thì đó cũng là chuyện về sau hiện tại tất nhiên phải ưu tiên cái mạng nhỏ của mình trước đã cơ hồ chỉ trong nháy mắt hàn lập đã nghĩ thông suốt ánh mắt thoáng nhìn về phía nữ tử nhưng lại phát hiện ám thú do liễu thúy nhi biến thành ngoài thân bắt đầu nổi lên bạch quang bộ dáng sẽ động thủ không chút do dự điều này làm hắn kinh ngạc sâu trong mắt hiện ra vẻ như nghĩ tới điều gì đó bất quá Nữ tử này nổi điên thì hắn cũng không muốn tham gia, lúc này hít sâu một hơi định quay đầu bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, một chuyện làm cơ hồ làm cho hai con mắt hắn phải rớt xuống đất. Rõ ràng ánh mắt kim sắc ám thú kia đang lộ ra vẻ hung ác, đột nhiên hai tay nhích lên, thần sắc biến đổi, tiếp theo ánh mắt từ hung quang chuyển thành vẻ cực kỳ kinh sợ. Nó gầm lên một tiếng, thân hình vừa động liền hóa thành một đạo kim ảnh bắn đi, sau vài lần chấp động liền tiến sâu vào trong bóng đêm không thấy bóng dáng. Chương 1682, hai con, thấy cảnh này, Hàn Lập và Liễu Thúy Nhi không khỏi bốn mắt nhìn nhau. Thạch Côn rốt cuộc cũng chậm rãi đứng lên, giọng nói truyền đến một nỗi vô cùng kinh sợ truyền âm với hai người Hàn Lập. Chuyện gì xảy ra vậy, tại sao ám thú vương lại đột nhiên xuất hiện vậy nhỉ? Vô ý mà đụng phải nó, nguy hiểm quá. Thạch huynh không việc gì chứ? Liễu Thúy Nhi tựa hồ rất quan tâm. Không sao, chỉ là thân thể hơi tê một chút, bây giờ thì tốt hơn rồi. Thạch Côn lầm bầm nói, thanh âm dần rõ ràng, tựa hồ không có gì đáng ngại. Hàn Lập nghe xong, những mày như đang muốn nói gì đó thì ở phía trước lại có dị biến phát sinh. Đột nhiên, thanh âm của hàng vạn ma thú cùng hống đột nhiên xuất hiện. Tiếng hống phảng phất như tiếng sấm, cuồn cuộn mà đến làm cho tai người ta ong ong lên, xung quanh cây rừng cũng bị ảnh hương mà nghiêng ngả không thôi. Đây là, Liễu Thúy Nhi có chút thất thố la lên, Hàn Lập và Thạch Côn đồng dạng cũng kinh nghi bất định. Sau một khắc, tiếng hống dừng lại nhưng từ phương hướng tiếng hống chuyển đến bỗng nhiên xuất hiện vô số khí thức cực kỳ kinh người, lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía đám người Hàn Lập. Chỉ một lát sau, đám người Hàn Lập đã nghe được tiếng sản sạt không dứt. Không tốt, tránh mau. Lúc này đây, tâm niệm Hàn Lập vừa chuyển, sắc mặt thoáng chút đã trắng bệch cúi đầu truyền âm cho hai người kia một tiếng, tiếp theo thân hình phóng về một phía đại thụ gần đó, thanh quang chợt lóe cả người biến mất vào trong thân cây. Thạch Côn và Liễu Thúy Nhi đồng dạng cũng không chậm hơn bao nhiêu. Cơ hồ ngay khi Hàn Lập nhắc nhở hai người cũng đồng thời tỉnh ngộ, mộ. một người thì dẫm lên mặt đất, hoàng mang chợt lóe lên cả người lập tức chìm vào trong lòng đất, người còn lại thì há miệng phun ra một đoàn lam sắc quang hà bao lấy thân hình, sau đó thân hình dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng cũng biến mất vào hư không. Dường như ngay sau khi ba người cùng phân ra bỏ chạy thì hắc quang trong rừng cây phía xa chấp động không ngừng, vô số ám thú từ trong đó tuôn ra như thác lũ, số lượng nhiều vô kể. Phảng phất như hơn nửa số ám thú trong ám thú xâm lâm đều tụ tập về đây hàn lập không ngừng thi triển thân pháp sau vài lần chớp động đã chạy xa ra ngoài vài dặm khi đó hắn mới quay đầu nhìn lại chỉ thấy trong đó có không ít ám thú hình thể to lớn giữa chán có một con mắt quỷ dị dĩ nhiên là một đám cao dai tam nhãn ám thú đoạn đường trước đây ngay cả một đầu cao dài cũng không gặp hóa ra tất cả bị tập trung lại đây ám thú sau khi tuôn ra vô số đạo thần niệm phóng ra bốn phương tám hướng đem cả khu vực mấy trăm dặm bao phủ hàn lập vừa thấy cảnh này không dám suy nghĩ gì thêm hắc quang ngoài thân chợt lóe, một tấm lụa đen hiện ra bao phủ lấy thân hình, tiếp theo hắn lại há miệng phun ra một tử sắc phù lục, không nói hai lời liền dán lên người. Sau một tiếng phốc suy, một đoàn tử khí hỗn loạn với vô số ngân sắc phù văn hiện lên đem thân hình hắn bao phủ vào trong. Ngay sau đó thân hình liền trở nên trong suốt nhưng độn tốc lại chậm lại một chút. Sau khi làm xong hết thảy, Hàn Lập lại nhìn về phía hai người kia một cái. Khác với hắn, độn tốc của hai người kia cũng không dừng lại chút nào, mang theo khí tức rất mờ nhạt độn ra ngoài hơn 10 giảm Hiển nhiên khác với Hàn Lập đang tận lực ẩn nặc thân hình, hai người này thừa dịp chưa bị đám cao dài ám thú phát hiện, trước tiên tận lực chạy trốn ra càng xa càng tốt. Hai cách này không thể nói là cách nào tốt hơn được. Nếu thần niệm của đám ám thú này nhất thời không thể phát hiện ra ẩn nặc thuật của hai người thì hiển nhiên hai người sẽ rời khỏi đây một cách vi diệu. Nhưng bởi vì độn tốc cực nhanh nên làm ẩn nặc thuật giảm đi không ít, khi bị đám ám thú nhận ra thì tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Mà Hàn Lập sớ dị chọn cách ẩn thân chủ yếu là bởi vì hắn rất rõ uy lực của Hắc Sa và Thanh Phù, không thể nào dễ dàng bị phát hiện được. Đám cao dài ám thú chấp động con mắt thứ ba liên tục, vô số thần niệm từ không trung hạ xuống, chẳng những thay nhau đảo qua sát người Hàn Lập mà ngay cả hai người thạch côn ở phía xa cũng không buông tha. Nhưng đám thần niệm này chỉ đảo qua mà không dừng lại chút nào trên người bọn họ, dĩ nhiên là chưa phát hiện được sự tồn tại của ba người. Sau khi cảm thấy an toàn, cả ba người không hẹn mà đều thở dài một hơi. Đúng lúc này, ánh mắt Hàn Lập chợt động, đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó trong đàn thú, lập tức hít vào một ngụm lương khí. Chỉ thấy trong đàn thú, một đạo kim ảnh nổi bật hiện lên, cả người kim quang trói mắt, đúng là một đầu ám thú vương. Ám thú vương này khác hẳn với con vừa rồi, chẳng những nó có thân hình lớn hơn mà bên cạnh lại có đến 7-8 con tam nhãn ám thú đứng cạnh, mà mắt của đám ám thú này không phải là hôi sắc mà là ngân quang. Kim sắc ám thú vừa hiện thân, Ngoại trừ đám thê thiếp là vài con ngân nhạn ám thú ra thì những ám thú gần đó lập tức cung kính lui ra hơn 10 trượng để con thú này đứng giữa một khu vực trống trải. Sau đó chúng lại dừng lại, có ngồi có đứng, đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn về phía kim sắc ám thú. Mà con ám thú vương này lại dùng ánh mắt lạnh như băng đảo qua khắp nơi, tiếp theo đó là một cỗ khí tức cực kỳ cường đại, một cỗ thần niệm không thể ngăn cản từ trên người nó phát ra áp đảo mọi thần niệm của những cao dài ám thú khác, thần niệm cường đại này quét ngang khu vực gần đó. Hàn Lập thấy cảnh này, trong lòng có chút trầm xuống, dứt khoát rừng phi độn lại, lặng lặng ẩn thân trong một gốc đại thụ gần đó. Còn hai người Liễu Thúy Nhi và Thạch Côn ở phía xa, sau khi cảm ứng được ba động thật lớn chuyển đến đồng dạng rừng động quang lại, tận lực thu liếm khí tức, hy vọng có thể giấu giếm được thần niệm của đối phương. Nhưng lúc này lại đã chậm, Hàn Lập thì may mắn hơn nhiều, Thần niệm cường đại này sau khi đảo qua thì cũng không phát hiện ra hư hóa chi thân nhưng sau khi đảo qua hai người Liễu Thúy Nhi và Thạch Côn thì bỗng chấp một cái, tiếp theo liền trở nên âm hàn vô cùng. Mau chạy, Thạch Côn cảm ứng được thần niệm kia có biến hóa, lúc này sắc mặt đại biến, quát khẽ một tiếng, hoàng quang chợt lóe không chút do dự che giấu hóa thành một đạo hoàng quang bay đi. Về phần Liễu Thúy Nhi thì cũng không nói hai lời, hóa thành một đạo quang hà đồng dạng phá không bay đi. Lần này, không riêng gì kim sắc ám thú nhưng ám thú bình thường và cao dai cũng đều phát hiện ra hai người, lúc này đàn thú có chút tao động. Hàn quang trong mắt kim sắc ám thú chợt lóe, một cỗ sát khí trực tiếp bắn ra, khóe miệng vừa động, bộ dáng như sắp ra lệnh gì đó. Nhưng sau một khắc, thân sắc con thú này vừa động quay đầu nhìn về hướng kim sắc ám thú vừa mới bỏ chạy lúc trước, phát ra một tiếng hú dài. Tiếng hú chẳng những vô cùng rõ ràng mà tựa hồ còn ẩn chứa một cỗ uy lực khó tin. Ám thú gần đó nghe được tiếng hú này, cấp bậc bình thường thì nằm dạp xuống đất không dậy nổi, mà đám cao dai thì thân hình hoảng loạn một trận, phảng phất như không thể đứng vững được. Mà tiếng hú này chỉ vang lên một lát, từ phía xa truyền đến một tiếng hú dài khác. Tiếng hú này thoạt nghe qua thì có chút lãnh khốc, bộ dáng đầy tức giận. Vừa nghe được tiếng hú này, kim sắc ám thú hiện ra vẻ cực kỳ dữ tợn, đồng thời trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng giống trầm thấp. Nguyên bổn đàn thú đang tao động lần nữa cuồn cuộn chạy về trước. Bất quá, Ám thú vương thống lĩnh này không hề để ý đến hai người Liễu Thúy Nhi và Thạch Côn, nó quay người lại phát ra vài tiếng gầm gừ với những ngân mục ám thú bên cạnh. Nhất thời vài con ngân mục ám thú cung kính gầm nhẹ một tiếng, thân hình vừa động liền hóa thành mấy đạo ngân sắc kinh hồng đuổi theo hai người Thạch Côn. Mà bản thân đầu ám thú vương thì đứng lên, lần nữa nhắm hướng con kim sắc ám thú lúc trước đuổi theo. Trong nháy mắt, đàn thú phảng phất như bị một cơn lốc đảo qua, tất cả đều biến mất. Hàn Lập vẫn đứng yên bất động trong đại thụ cho đến một lúc lâu sau sau khi xác định gần đó không còn ám thú nào cả thì hắn mới giải trừ hóa thanh phù và hắc xa lại. Hóa thanh phù hiển nhiên có hạn chế về thời gian, mà hắc xa thì cũng tiêu hao không ít pháp lực, hiển nhiên hắn cũng không thể không thu hai bảo vật lại được. Thanh quang chợt lóe, Hàn Lập liền biến ảo lại hình dáng đầu ám thú lúc trước rồi mới từ trong đại thụ hiện ra. Hắn quay đầu lại, lạnh lùng nhìn về phía đàn thú và đám người thạch côn, sau khi tự định giá thì khẽ thở dài một hơi. Hắn hé miệng phun ra một thanh sắc tiểu kiếm, sau khi xoay tròn liền hóa thành một mảnh thanh quang hạ xuống. Sau đó một đạo thanh hồng bắn ra, đuổi theo đám người kia. Lúc đầu thanh hồng hào quang trói mắt nhưng chỉ một lát sau thì trở nên ảm đạm vô quang, cuối cùng biến thành màu xanh nhạt nhưng độn tốc không hề giảm chút nào. Độn quang cực kỳ nhanh nhưng mà sau hơn nửa ngày đuổi theo vẫn không thấy được bóng dáng hai người Liễu Thúy Nhi ở đâu cả. Nếu lúc trước không phải bọn họ đã dự dùng bí thuật luyện chế một kiện bảo vật có khả năng định vị lẫn nhau thì sợ rằng có thể đã mất dấu đám người Liễu Thúy Nhi. Xem ra Liễu Thúy Nhi và Thạch Côn đang tận lực đào tẩu cho nên cho dù lấy độn tốc của Hàn Lập mà khoảng cách không chút rút ngắn được bao nhiêu, mà mấy đầu ngân mục ám thú kia dĩ nhiên truy sát không tha, cho nên hai người bọn họ không thể coi thường được vẫn duy trì tốc độc không dám giảm sút chút nào. Tâm niệm Hàn Lập nhanh chóng chuyển động, thầm cắn răng một cái, cuối cùng thân hình đột nhiên chớp động ngân quang, lần nữa biến ảo thành hình người. Sau khi thu tấm ra thú lại, hai tay bắt quyết, bỗng nhiên tiếng sét ầm ầm nổi lên, một đôi cánh trong suốt hiện ra sau lưng chương 1683, Tân Nguyên Tử Sơn. Hàn lập lại đem phong lôi xí mở ra, đôi cánh hơi động, ở mặt ngoài hai cánh cùng lúc ẩn hiện hồ quang màu trắng xanh, ngay khi thân hình hàn lập vừa động liền biến thành một tia sáng trắng xanh rồi bắn ra. Tia sáng này trước mắt đã phóng ra xa bảy, tám chục trượng, hơn thế trực tiếp từ trong khoảng không xuất hiện ở cuối chân trời không chút tiếng động. Độn tốc nhanh chóng quỷ dị như thế, cũng chẳng hơn kém thánh tộc là mấy, đủ để xưng hùng đối với thánh tộc trở xuống. Sau một hồi truy đuổi, hàn lập cuối cùng cũng sắp đến gần chỗ hai người Liễu Thủy Nhi đã bỏ chạy phía trước. Cũng may tất cả ám thú ở gần đó dường như đều bị con ám thú vương gọi về, bởi thế nên dù có cả gan phi độn như thế này cũng không bị những con ám thú khác chặn lại. Hơn một canh giờ sau, rốt cuộc hắn cũng đuổi kịp mục tiêu, từ xa xa cũng thấy được thân ảnh của hai người phía trước. Thật ra thì cũng không thể nói là đuổi theo được, bởi vì khi hắn chạy tới thì hai người Liễu Thủy Nhi và Thạch Côn đã vội dừng lại độn quang đang cùng vài con ngân mục ám thú giao chiến ác liệt, hai mắt Hàn lập nhíu lại, từ cách xa ngoài mấy dặm hắn đã thấy rõ ràng hết thảy. Thạch Côn lúc này khoác lên một chiến giáp tỏa hào quang ánh vàng lấp lánh đang đứng vững vàng bất động trong không trung, trong tay hắn có thêm một đôi chùy lớn màu đỏ sẫm, sau khi huy động, liền xuất hiện vô số ngọn lửa cỡ nắm tay quay cuồng không ngừng, từng luồng khí hừng ngược dưới sự dẫn dắt của đôi chùy lớn liền hóa thành một con hỏa dao màu đỏ sẫm, như ẩn như hiện không ngừng quanh quẩn ở cạnh bên, đang không ngừng nhe răng trông có vẻ dữ tợn dị thường. Ở trên đỉnh đầu đại hán có một bình ngọc sắc hồng đang không ngừng chuyển động quay tròn, phun ra từng chùm sáng đỏ ngầu, hướng bốn phía không ngừng điên cuồng công kích. Đây là chân chính thần thông của Thạch Côn nhưng lại không phải là công pháp thổ thuộc tính, mà là thần thông công kích hỏa thuộc tính mạnh nhất. Cái này thực sự khiến Hàn Lập có chút bất ngờ. Ba con ám thú ngân mạc đang vây quanh Thạch Côn cũng không cam chịu yếu thế liền thả ra tất cả phân thân, hóa thành hơn 10 đạo bóng đen khó lòng nhìn rõ từ bốn phương tám hướng không ngừng điên cuồng tấn công. Vô số hắc mang cùng với hồng quang tranh đấu với nhau, không ngừng phát ra những âm thanh kịch liệt. Uy lực của hai chùy của thạch côn khó có thể đỡ, nhưng thân pháp của ngân ảnh này nhanh nhẹn dị thường, mãi mà không cách nào đánh chúng được nó, chỉ có thể cố hết sức bảo vệ mình trước. Huống chi, ba con ngân mục ám thú không những tự mình tham gia tấn công mà con mắt thứ ba thì thỉnh thoảng lại phóng ra những ánh sáng màu bạc vô cùng nguy hiểm. Thạch côn tuyệt không dám để cho thứ đó xuyên thấu qua phòng ngự của bản thân, vừa đến trên người liền dùng hai chùy ở trong tay đón đỡ lập tức theo như hàn lập thấy ánh sáng màu bạc do con mắt của ám thú thả ra này sau khi đánh lên cái chùy lớn màu đỏ trong nháy mắt trên chùy liền xuất hiện một mảng màu xanh đen ngay đến những chỗ khác có thể đẩy lùi nó lại cũng phải một lúc lâu sau mới có thể miễn cưỡng khiến cho chùy lớn khôi phục lại như thường cũng may là ngân mục ám thú không thể nào liên tục thả ra thứ ánh sáng này ba con dù liên thủ cũng không tài nào mạnh mẽ phá vỡ phòng hộ của thạch côn cùng với thạch côn tạm thời rơi vào thế rằng co Liễu Thủy Nhi bên kia cùng bốn con ngân mục ám thú giao thủ, tình hình lại rất khác biệt. Nàng này chẳng biết từ khi nào tế ra bộ ngân toa chói mắt, tuy chỉ dài hơn một xích, nhưng một lớn bảy nhỏ, ngân quang chuyển động nhấp nháy liên hồi, ở trong đếm tối nơi này giống như là ngân tinh xuất hiện, thanh thế vô cùng kinh người. Mà ngoại trừ bảo vật này, sau lưng Liễu Thủy Nhi cũng hiện ra một pháp tướng màu bạc mơ hồ, nhìn như một cô gái thanh tú mặc ngân giáp, nhưng hai cánh tay liên tục huy động, hiện ra hình ảnh của vô số cánh tay, nhìn như Phật Quan Âm nghìn tay nghìn mắt vậy. Dưới sự huy động của những cánh tay này, mỗi lần trong tay đều mơ hồ hiện lên một ngụm ngân sắc trường kiếm, liên tục phóng ra từng đạo bạch sắc kiếm khí. Cứ như vậy, dưới sự huy động của những cánh tay của pháp tướng, vô số kiếp khí hào ảo tuôn ra, cùng với bộ ngân toa kia sau khi biến thành ngân tinh kết thành một mạch, đem phạm vi hơn trăm trượng tất cả đều bao phủ lấy. Bốn con ngân mục ám thú mặc dù thế đến như chấp giật, bộ dạng không vượt qua là không ngừng biến thành phân thân đánh tới, nhưng vẫn hoàn toàn bị chặn ở bên ngoài. Nàng này có vẻ như đang tạm thời chiếm thượng phong, Hàn Lập thấy cảnh này, trong lòng đồng thời nhẹ nhõm, cũng khẽ thở dài một hơi. Hai vị này lúc trước cũng luôn miệng nói, nếu đối mặt ba con ám thú bình thường trở lên sẽ không nắm chắc thủ thắng. Kết quả hiện tại đồng thời đối mặt với con ám thú ba mắt còn cao cấp hơn còn có thể một đánh ngang tay, một hơi chiếm thượng phong, rõ ràng điều lúc trước nói tự nhiên không thể nào tin được. Bất quá điều này cũng không kỳ quái chút nào, cho dù là hắn lần đầu tiếp xúc với người lạ, cũng tuyệt đối sẽ không lộ bài tẩy của mình chút nào. Con kim sắc ám thú mặc dù nhìn thấu tu vi cảnh giới của hai người thạch côn, nhưng tuyệt không nghĩ đến hai người vốn không phải luyện hư hậu kỳ bình thường, nên chỉ phái ra vài con ngân mục ám thú đuổi theo mà thôi nếu thực sự chỉ là luyện hư hậu kỳ bình thường, chắc rằng không thể nào ngăn nổi mấy con ngân mục ám thú này liên thủ. Dĩ nhiên tình hình trước mắt cũng không thể nói thần thông của Liễu Thủy Nhi cao hơn Thạch Côn một bậc, hay là mấy con ngân mục ám thú này không bằng hai người. Bất kể là ám thú hay là hai người Liễu Thủy Nhi cũng đều chưa mang hết toàn lực ra, mà mặc dù nhìn như đang công thủ kịch liệt nhưng thực ra đang tìm kiếm cơ hội một kích tiêu diệt gọn đối phương. Đến thời điểm sinh tử như vậy, mới có thể thực sự thấy được thần thông của mình ra sao. Bất quá, dưới linh mục thần thông, Hàn Lập thấy thần sắc Thạch Côn cùng Liễu Thủy Nhi đều ngưng trọng, mơ hồ có một chút lo lắng. Cái này cũng khó trách, ở đây chính là trung tâm của ám thú xâm lâm, mặc dù có vẻ như tất cả ám thú đều bị ám thú vương mang đi rồi, nhưng ai biết đối phương lúc nào đó lại đột nhiên quay lại thì sao, đến lúc đó dưới một bầy thú liên thủ tấn công, bọn họ dù có ba đầu sáu tay cũng nhất định ngã xuống không nghi ngờ gì. Bất quá bây giờ mà liều mạng thì đối với lực liên thủ của bảy con ngân mục ám thú vốn không kém các nàng bao nhiêu, ngay cả bọn họ lật bài tẩy ra để giết chết đối phương, bản thân cũng sẽ tổn hao nhiều nguyên khí, thân chịu trọng thương. Tình huống như vậy ở ám thú xâm lâm, sẽ không thể nào tránh được những đuổi giết tiếp sau đó. Hai người liễu thủy nhi trong lòng mẫu thuẫn, tự nhiên không khỏi lo lắng trong lòng. Hai người chỉ còn cách chờ hàn lập có thể sớm đuổi theo, ba người liên thủ mới có thể tăng thêm phần dễ dàng thủ thắng. Tâm niệm hàn lập chuyển động thật nhanh, trong nháy mắt hiểu được tình cảnh quẫn bách của đám người thạch côn. Cần phải tốc chiến tốc thắng, quyết không để những con ám thú này dây dưa thêm nữa, nếu còn chậm thì tất sẽ sinh biến. Mặt hàn lập không đổi sắc, tay áo bảo run lên, bàn tay trong đó vừa lột, một vật bỗng nhiên xuất hiện trên tay. Cổ tay run lên lần nữa, một vòng tròn đen thui bắn ra, chớp mắt đã trực tiếp biến vào hư không không thấy bóng dáng, đồng thời lòng bàn tay khác của hắn trong nháy mắt liền trở nên đen như mực, từ đầu ngón tay xuất hiện những sợi tơ nhỏ. Toàn thân kim quang lóe lên, ngoài ra thịt hiện lên kim sắc lân phiến, đem phạm thánh chân ma công vận hành tới cực hạn. Tiếp đó, một tay giơ lên, một khối lụa đen bắn ra, quay một vòng, liền quay lại quấn quanh người. Thân hình hắn ngay lập tức trở nên trong suốt vô hình, biến mất tại chỗ vô tung vô ảnh. Một lát sau, ở nơi thạch côn đang chiến đấu, một con ám thú đang điên cuồng huy động móng vuốt vây bắt kiếm quang cùng ngân quang dày đặc, đột nhiên công kích chậm lại, trong mắt hiện lên một tia kinh nghi, nhưng vào lúc này, ở khoảng không phía sau bóng xuất hiện ba động, một thứ trơn nhẵn màu trắng ngoài ý muốn xuất hiện, hướng con thú này bắn thẳng đến. Con ngân mục ám thú này cũng phản ứng cực nhanh, đầu còn chưa quay lại, liền ngay lập tức đem móng vuốt quơ về phía sau. Hắc mang nhất thời chấp động, mấy đạo hắc sắc chảo mang đồng thời bắn ra. Âm một tiếng, hắc sắc chảo mang nhọn hoắt cùng tia bạch quang do thứ đổ màu trắng kia phun ra sau khi đánh nhau cũng phát ra tiếng bạo liệt kinh người. Nhân cơ hội này, con thú này mới uyển chuyển quay đầu lại, rốt cuộc cũng thấy rõ thứ đánh lén từ đằng sau đến đó là một con thú dài tới mấy trượng bên ngoài thân thể lân phiến trong suốt trắng nõn lại tỏa ra hàn khí kinh người hai mắt nhìn con ám thú này không chút nào cảm tình con ám thú này thấy vậy tự nhiên vô cùng tức giận nhưng còn chưa chờ nó chọn lựa xem tiếp tục làm gì trên đầu của nó đột nhiên hiện ra một ngọn núi lớn chừng một tấc sau khi xoay tít một vòng liền biến thành lớn hơn trăm trượng không một chút tiếng động rơi xuống mặt ngoài núi này rõ ràng có mấy ký hiệu lớn như cái đấu là ấn ký dùng ngân khoa văn ghi lại bởi vì núi này xuất hiện quá mức quỷ dị cộng thêm khi rơi xuống không hề phát ra một tiếng cho đến khi rơi xuống con ám thú phía dưới mới đột nhiên phát hiện mà lúc này bạch sắc cự mãng phía đối diện há miệng phun ra một thanh lam sắc ngọc phiến hướng về phía ám thú một mảnh hàn quang lam sắc từ đó hiện ra lao thẳng về phía đối diện con thú này lúc này kinh hãi thất sắc hai con ám thú khác vừa thấy cảnh này liền gầm lên giận dữ lập tức bỏ qua thạch côn vồ về hướng bên này thạch côn cười lớn một tiếng bay ra, hai chùy màu đó trong tay đột nhiên rời khỏi tay bắn ra, đầu chùy huyễn hóa lớn thành gần một trượng, hùng hổ hướng phía hai con thú bắn đi. Còn chưa kịp rơi xuống, hai cỗ lực vô hình đã bọc xuống, kiềm giữ thân hình hai con thú, khiến chúng chỉ có thể quay người lại miệng phun hắc quang, trước hết ứng phó với một kích chí mạng trên đỉnh đầu, mà con ám thú bị núi lớn đè chúi xuống bất đắc dĩ ra lông trên người đột nhiên dựng đứng, hóa thành hắc mang tua tủa, gào thét hướng lam hà phía trước bắn ra. Tiếp đó nó ngẩng đầu, một đạo hắc quang thô to hướng đáy cự sơn liền bắn ra. Con thú này căn bản không trông cậy vào một kích vội vã này có thể đỡ được giáp công từ hai phía, nhưng chỉ cần trì hoãn thế tấn công của hai người một chút thì nó mười phần có lòng tin tránh được kiếp này. Sau một khắc, bên ngoài ám thú hắc quang đại phóng, thân thể nó tản ra, phân thành hàng trăm hắc sắc hồ điệp, hướng bốn phương tám hướng chạy đi. Hắc sắc quang trụ sau khi đánh vào trên núi lớn, quả thực cũng làm cho núi này dừng lại đôi chút, mà trong khoảnh khắc này hắc sắc hồ điệp chạy ra được cỡ hai, ba mươi trượng, chớp mắt một cái liền thoát khỏi bao phủ của núi lớn. Nhưng lúc này, một tiếng ngừ lạnh từ trong không trung phát ra. Nhìn không gì lạ, nhưng những con hắc sắc hồ điệp kia nghe thấy lại không tự chủ được, loạn trọn ngã, thiếu chút nữa từ trong không trung ồ ạt rơi xuống. Ngay lúc đó, ký hiệu màu bạc ở mặt ngoài núi lớn màu đen cũng đột nhiên lóe sáng lên. Tiếp đó hôi quang phía dưới lóe lên, một âm thanh như xé gió, từ trong núi vô số hôi ti bắn ra chỉ thấy phía dưới quang mang nhấp nháy, vô số hồi ti liền xuyên thủng qua người lũ hồ điệp như đang ngây ngốc. chương 1684, sơ hiện thần thông. Hắc điệp nhất thời run lên giống như gặp phải khắc tinh mà lần nữa tan biến thành từng điểm hắc quang. Lúc này ngọn núi chậm rãi xoay tròn phát ra một tiếng vù vù, một cỗ hấp lực thật lớn hóa thành một mảnh hôi sắc quang hà bay ra đem toàn bộ hắc sắc quang điểm toàn bộ hút vào. Con ám thú này đã bị nguyên từ thần sơn thôn vệ hoàn toàn, về phần sống hay đã chết thì chỉ có trời mới biết được mà số lông mau biến ảo hắc mang đang công kích thạch côn ở phía xa xa sau khi bản thể biến mất thì cũng lóe lên tiêu thất. Lúc này, hai con ám thú gần đó vừa dùng miệng phun ra quang trụ đối phó với hỏa trùy, thấy cảnh này hiển nhiên vừa sợ vừa giận. Lúc này, hai con thú chợt liếc mắt nhìn nhau một cái, trong miệng gầm nhẹ một tiếng, đồng thời ngoài thân đại phóng hắc quang, hình thể bất chợt cuồng trướng. Trong nháy mắt, nguyên bản hình thể lúc đầu chỉ cao bất quá mấy trượng nhưng sau khi cuồng trướng thì biến thành hơn 10 trượng, đồng thời ra lông chuyển sang ngân sắc, khí tức từ trên người chúng tỏa ra so với lúc đầu gần như gấp đôi. Hai đầu ám thú này sau khi biến thân thì thần thông cũng tăng lên nhiều, hình thể đồng dạng cũng lớn hơn phân nửa. Vừa thấy cảnh này, thạch côn sắc mặt khẽ biến nhưng lập tức không cam lòng yếu thế hét lên một tiếng, hoàng sắc chiến giáp trên người hoàng quang đại phóng, cánh tay lại nhấc lên hướng hai hỏa trùy gần đó điểm ra một chỉ. Hai hỏa trùy nguyên bản đang xoay quanh hắn người giống như hai con hỏa dao, bỗng nhiên từ trong miệng phát ra một tiếng thanh minh nhưng hỏa quang ngoài thân đột nhiên thu lại, sau đó song trùy hỏa quang đại phóng, hướng nhị thú mà kích tới. Song trùy chưa tới mà hỏa diễm đã cuồn cuồn cuốn tới. Nhị thú sau khi biến thân, lực lượng cuồng tăng, tự nhiên sẽ không có chút mảy may sợ hãi sợ hãi nào, khóe miệng khẽ hử lạnh một tiếng hướng về phía xa xa đánh ra một chảo. Sau vài tiếng phốc suy xé gió phát ra, chảo mang dài bốn trượng bắn ra xa, sau đó hào quang chợt lóe lên rồi hợp thành một đạo hắc sắc ám nguyệt dài mấy trượng. Ám nguyệt này chợt lóe lên liền dễ dàng ngăn cản hỏa diễm, đồng thời chạm tới hai xích sắc cự trùy phía trên không. Oanh một tiếng kinh thiên động địa phát ra, hắc quang cùng với hồng mang đan vào nhau, bộ dáng rằng co, ngang tải ngang sức. Hai đầu ám thú này lúc này lại hé miệng phun ra lưỡng đạo hắc sắc quang trụ, đồng thời huy động mấy hắc sắc hóa thân nhân cơ hội này mà hướng thạch côn cuồn cuộn kéo đến. Thạch côn lại càng không yếu thế, mở miệng cười nanh ác một tiếng, hai tay bỗng nhiên nắm chặt thành quyền, phân biệt tỏa ra một đoàn hoàng quang trói mắt, sau đó cánh tay vừa động, nhất thời vô số quyền ảnh tuôn ra hướng hắc sắc quang trụ cùng hắc sắc hóa thân mà đánh tới. Ngay thời điểm nhị thú cùng thạch côn tranh đấu, bạch sắc cử mãng bên ngoài thân bạch quang chợt lóe đột nhiên biến ảo thành một thân ảnh thon thả, đôi mắt đẹp tựa tranh vẽ nhưng anh khí bừng bừng. Nữ tử này vừa hiện thân, ngay lập tức hướng chuôi của lam sắc ngọc phiến đánh ra một chảo, ngọc phiến bỗng run lên liền bị nhiếp tới trong tay nữ tử. Bàn tay mềm mại vừa động, lam sắc ngọc phiến lập tức hướng về phía nhị thú liên tiếp qua tới. Một lát sau, một cỗ làm hà bay cuộn ra trước sau liền mạch cuối cùng cũng hóa thành một cỗ cự lãng lam sắc hơn mười mấy trượng hùng hổ hướng về phía nhị thú cuốn tới cùng lúc đó ngọn hát sắc tiểu sơn đang huyền phủ giữa không trung cũng nhoáng lên một cái liền vô thanh vô tức tiêu thất nhưng ngay sau đó không trung phía trên đầu nhị thú hôi quang chợt lóe hát sắc tiểu sơn quỷ dị hiện ra hát sắc tiểu sơn nhanh chóng xoay tròn phóng ra hôi sắc quang hà minh mông chụp xuống đầu nhị thú nhị thú vừa rồi đã chứng kiến kết cục của đồng bạn thì như thế nào lại không phòng bị đánh lén Lúc này, mấy tiếng giận dữ từ trong miệng phát ra. Nhị thú hắc quang chấp động liên hồi rồi bỗng nhiên nhảy lên không chung một cái. Một màn quỷ dị xuất hiện, hai cự thú hắc quang đại phóng, ở trên không trung tức thì dung hợp làm một, hóa thành một đầu song thủ ngân sắc ám thú. Sau khi dung hợp xong, hình thể cao chừng 20 trượng, con mắt thứ ba trên trán so với lúc trước còn lớn hơn mấy lần, phảng phất như hai ngọn ngân đăng. Mà cự thú sau khi hiện thân, hai con mắt thứ ba bỗng nhiên mở ra, bắn ra hai đạo ngân quang. Một đạo ngân quang này bắn về phía Lam Sắc Cự Lãng, một đạo bắn về phía Hắc Sắc Tiểu Sơn trên không trung. Ngân quang chợt lóe liền phân biệt đánh về hai phía, nhìn ngân quang có vẻ như nhỏ bé nhưng lại có thần thông khó tin, Lam Sắc Cự Lãng và Hắc Sắc Tiểu Sơn sau khi va chạm với ngân quang liền đột nhiên đại chấn, tiếp theo dừng lại giữa không trung không hề động đậy chút nào. "Gì?" Một thanh âm có chút kinh ngạc từ gần đó truyền ra. Cự thú thấy thần thông của mình đã có hiệu quả nhưng sau khi nghe được thanh âm kinh ngạc gần sát bên người thì ánh mắt lập tức trầm xuống, ngay lập tức hướng về phía thanh âm kia đánh ra một chảo. Lấy hình thể to lớn của con thú này, mặc dù chỉ là móng vuốt nhưng cũng lớn gần trượt, chảo mang chấp động bao phủ khu vực gần đó, đồng thời cự thú quay đầu lại một cái, ngân mục trên tránh chợt lóe lên, thêm một đạo ngân quang nữa lại xuất hiện. Sau khi hai đầu ngân mục ám thú dung hợp thành cự thú hai đầu, yêu mục thứ ba hóa ra lại có thể phun ra ngân quang liên tục. Nếu người nào đối đầu với nó, không kịp đề phong với thủ đoạn này thì thật đúng là một kích chí mạng. Một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền tới, nguyên bổn tại một vị trí trên không nhìn như bình thường bỗng nhiên hiện ra một thân ảnh kim quang chói mắt, bàn tay kim sắc thân ảnh thả ra một ngân sắc đại ấn, sau khi quay cuồng liền hóa thành một mảnh ngân quang dễ dàng đón đỡ lấy cự trảo của cự thú hai đầu. Nhân ảnh đối mặt với ngân quang chợt lóe kia thì chỉ khẽ hừ lạnh một tiếng, trước người bỗng nhiên hiện lên một tiểu thuẫn trong suốt, sáng long lanh tiểu thuẫn này chỉ lóe lên liền biến thành hơn hơn một trượng che kín phía trước người. Ngân quang sau khi tiếp xúc với thủy tinh thuẫn bài thì chợt quỷ dị lóe lên mà tách ra, sau đó hướng bên cạnh nhân ảnh mà vòng qua, xem ra ngân quang này không có chút tác dụng nào. Thấy cảnh này, cự thú hai đầu không khỏi thoáng chút ngẩn ngơ. Kim sắc nhân ảnh kia tự nhiên là hàn lập vừa mới giải trừ hắc xa, mà bạch mãng kia thì chính là thông linh khôi lỗi hoa hoa. Hắn vừa rồi thấy cự thú đánh ra một trào liền thả ra bảo vật Thiên Cương ấn mà chính mình mới thu được gần đây, mượn cơ hội này thử xem uy lực của nhất kiện bảo vật này như thế nào. Hiện tại thấy ấn này dễ dàng đỡ được một kích khi nãy trong lòng tự nhiên vui vẻ không khỏi khẽ cười một tiếng. Sau đó hai cánh phía sau lưng đột nhiên khẽ vỗ một cái, cả người liền biến thành một đạo thanh bạch điện quang biến mất tại chỗ. Cự thú cả kinh, sáu con mắt cuồng thiểm quét quanh không ngừng. Nhưng kết quả lại khác hẳn so với dự đoán của nó. Bỗng nhiên không gian phía trên đầu cửa thú đột nhiên truyền ra một tiếng sét đánh, thân hình Hàn Lập quỷ dị xuất hiện phía trên hắc sắc tiểu sơn. Hắn lạnh lùng nhìn bảo vật phía dưới chân, bỗng nhiên vươn một ngón tay chỉ xuống phía dưới. Nguyên bổn ngọn tiểu sơn này đang phiêu phù bất động, lúc này chợt lóe ngân sắc phù văn, tiếp theo cuồng trướng gấp 10 lần, phảng phất như lộ ra bản thể. Cơ hồ trong lúc nhất thời, ngọn núi bỗng nhiên trầm xuống, hư không gần đó đột nhiên vặn vẹo, tiếng xé gió truyền ra. Thân ảnh Hàn Lập và ngọn núi đột nhiên lần nữa biến mất, bỗng nhiên bên ngoài thân cư thú hôi quang quỷ dị chợt lóe lên, ngọn hắc sắc tiểu sơn nguyên bản ở phía trên không trung nhưng đột nhiên bỗng hiện áp lên thân thể rắn chắc của cự thú. Song thủ cự thú hét lên một tiếng kinh hãi nhưng nó chưa kịp làm gì thì đã bị ngọn tiểu sơn đè xuống, cả thân thể như lưu tinh rơi thẳng xuống mặt đất. Ở trên đường rơi xuống, phía bên ngoài ngọn tiểu sơn bỗng nhiên có ngân sắc phù văn chợt lóe lên, cả ngọn tiểu sơn và cự thú đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng nhưng ngay sau đó phía trên mặt đất bỗng nhiên truyền đến một tiếng oảnh kinh thiên động địa. Ngọn hắc sắc tiểu sơn giống như đã thi triển thuấn di bí thuật mà hiện ra ở nơi đó. Cùng lúc đó, một cái hố đường kính hơn trăm trượng xuất hiện phía dưới ngọn tiểu sơn. Song thủ cửa thú đang bị đè chặt trong hố, chỉ lộ ra hai cái đầu to lớn nhưng trên mặt thất khiếu chảy máu, bộ dạng không thể nhúc nhích mảy may. Hàn lập một chân đang dẫm lên trên chỗ cao nhất của ngọn tiểu sơn, thấy vậy hàn quang trượt lóe, đột nhiên ống tay áo bảo run lên nhất thời hai khẩu phi kiếm dài một tấc theo cổ áo bay ra nhoáng lên một cái liền hóa thành cự kiếm tám trượng cự kiếm chợt lóe lên liền bay xuống phía dưới ngọn tiểu sơn thanh quang chợt lóe lên hai cái cự thủ nhất lượt đồng loạt rớt xuống nhưng quỷ dị chính là ở chỗ cắt ra chỉ thấy một mảnh đen xì không có một giọt máu nào chảy ra bất quá sắc mặt hàn lập lại không chút biểu tình nào lại giơ chân lên giẫm một cái xuống tiểu sơn phía dưới chân oanh một tiếng nữa truyền ra ngọn tiểu sơn nhoáng lên hạ xuống một cái làm cho cái hố to phía dưới đột nhiên hạ sâu xuống thêm ba phần, miệng hố cũng mở rộng ra thêm vài phần. Về phần thân thể của cự thú thì sau khi ngọn núi ép xuống thêm lần nữa thì tất tắc, tắc vỡ vụn ra, vô số phiến hắc sắc quang điểm nháy mắt hướng bốn phương tám hướng tản ra. Nhưng phạm vi 10 trượng xung quanh đó đã bị ngọn tiểu sơn thả ra một đám hôi sắc quang hà bao vây lấy đám hắc sắc quang điểm, sau đó lấp lấp bị nhiếp vào trong ngọn tiểu sơn. Thạch Côn thấy cảnh này liền sửng sốt một chút, vội vàng đem xong trùy thu lại rồi nhìn về phía hàn lập phía dưới, ánh mắt không khỏi toát ra vẻ hoảng sợ, đương nhiên cũng thoáng nhìn thấy hoa hoa. Nhưng hàn lập lại khẽ cười, vẫy tay về phía hoa hoa một cái. Nhất thời thông linh khôi lối liền thu lam sắc ngọc phiến lại, hóa thành một đạo bạch quang, sau một lần chấp động liền biến thành một bạch xà chui vào tay áo hàn lập. Sau khi hàn lập thu khôi lối về, không chút do dự vỗ hai cánh, hóa thành một đạo điện hồ bắn ra, sau một tiếng sét đánh hắn liền xuất hiện phía trên bầu trời của trận chiến còn lại, trong mắt lộ ra hung quang nhìn xuống phía dưới. Hoàn cảnh trận chiến bên này khác hoàn toàn so với trận chiến của Thạch Côn. Nguyên bổn Liễu Thúy Nhi đang chiếm thượng phong nhưng lúc này lại đang lâm vào tình trạng nguy cấp. Bốn con ngân mục ám thú giờ phút này đã hợp thành một đầu ngân sắc cửa thú bốn đầu, hình thể to chừng bốn năm trục trưởng, khí tức cường đại cỡ thánh giai. Chương 1685, hợp kích bí thuật. Đệ tam nhãn của cửa thú bốn đầu đang thả ra ngân tuyến, ngân tuyến lấy tốc độ như chớp giật bắn đi, bộ dáng không chút ngừng lại. Ở trong phạm vi công kích của ngân tuyến, Liễu Thúy Nhi chỉ có thể xuất ra bảo vật ngân toa để đón đỡ, ngoài ra Liễu Thúy Nhi cũng thả ra một mặt kim sắc tiểu cổ. Bạch phiên do ngân toa tỏa ra hóa thành một đoàn bạch hà, bên trong phù văn quay cuồng, thiểm động liên tục. Mà kim sắc tiểu cổ thì xoay tròn tại chỗ, một phiến kim sắc ba lãng bỗng chốc hình thành nhanh cuốn về phía cự thú. Về phần Liễu Thúy Nhi, trừ bỏ pháp tướng sau lưng ra thì hơi thở tràn ngập mùi đàn hương từ trong miệng liên tục phun ra hóa thành từng đóa lam sắc quang liên, mỗi một đóa quang liên đều trong suốt, sáng long lanh, diễm lệ phi thường. Những đóa băng liên này hiển nhiên có uy năng to lớn, thật sự không phải tầm thường. Một bên tấn công, một bên phòng ngự, ngẫu nhiên có một vài ngân tuyến xuyên qua được tầng tầng phòng ngự thì đều bị những đóa băng liên này ngăn cản lại, sau khi va chạm thì cả hai đều biến mất vô ảnh vô tung xem ra việc thi triển những đóa băng liên này thật sự đã làm khó Liễu Thúy Nhi. Nữ tử này mỗi lần phun ra một đóa băng liên thì sắc mặt cũng tái nhợt đi một phần, mà trong khoảng thời gian ngắn phun ra trên trăm đóa băng liên, quang mang ngoài thân của nữ tử này thậm chí bắt đầu có dấu hiệu lung lay sắp đổ. Cũng do là Liễu Thúy Nhi mắt thấy Hàn Lập đã đến thì mới có thể duy trì chịu đựng, nếu không thì Nga lúc tứ thú dung hợp thành cự thú tứ thủ nàng đã sớm quay đầu bỏ chạy rồi. Lúc này, vừa thấy Hàn Lập và Thạch Côn thật sự chạy đến chỗ nàng thì sắc mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, trong miệng vội vàng quát to. Nhị vị đạo hiếu, cự thú này thật sự lợi hại, mau thi triển hợp kích bí thuật. Nguyên bản Hàn Lập đang định ra tay đối phó với cự thú phía dưới, vừa nghe được lời này thì hơi ngẩn dây nhưng ngay lập tức hướng phía dưới điểm một cái. Một ngọc thủ đen thui bắt đầu bắt quyết, sau lưng minh mông hồi quang bỗng nhiên phóng lên cao hóa thành một mảnh minh mông quang mang. Thạch côn bên kia, sau khi hơi do dự một chút thì cũng đồng dạng mở miệng quát khẽ một tiếng, ngoài thân linh quang chợt biến thành hắc sắc quang mang, mười ngón tay đen như mực hé ra, vô số hôi sắc quang ti bắn ra. Mà Liễu Thúy Nhi hai tay cũng bắt đầu bắt quyết, pháp tướng sau lưng đột nhiên tán loạn biến mất thay vào đó là một vòng hôi sắc quang luân xuất hiện từ từ trồi lên cao. Hôi sắc quang luân thế xoay cực nhanh, hơn nữa bên trong quang luân có vô số phù văn lớn nhỏ tuôn ra, tắc tắc vỡ vụn, sau đó đám phù văn này tức thì tổ hợp lại thành một phù văn vô danh thật lớn ở trung tâm của Quang Luân, dần dần hình thành. Sau khi phù văn thật lớn được hình thành, Liễu Thúy nhìn mục quang lóe lên, trong miệng truyền ra một loạt chú ngữ huyền ảo tối nghĩa. Tứ thủ cự thú vừa thấy cảnh này, tựa hồ đã cảm giác được chút không ổn, lập tức giống lên một tiếng phẫn nộ, để tam nhãn trên bốn cái đầu lập tức phun ra các đạo ngân quang thô to hơn so với lúc bình thường không ít, sau khi bay ra một đoạn thì lập tức lóe lên mà dung hợp lại một đạo quang trụ nhắm thẳng Liễu Thúy Nhi đánh tới. Đồng thời hơn 10 hóa thân đen thui của tứ thú cũng đột nhiên chia ra làm hai hướng hung hăng hướng về phía Hàn Lập và Thạch Côn đánh tới. Đám hóa thân chưa tới gần thì từng đạo quang trụ từ trong miệng hùng hổ phun ra, sau đó đám hóa thân lập tức biến thành một hắc sắc đại võng hướng từ đỉnh đầu hai người mà chụp xuống. Nhưng bất quá chỉ là hóa thân của đám ngân mục ám thú mà thôi, tự nhiên không được Hàn Lập để vào trong mắt. Cười lạnh một tiếng, một đoàn ngân sắc hỏa diễm từ trên người hắn tự hành bay ra, sau khi quay cuồng một trận liền cuồn trướng lên biến thành một ngân sắc hỏa cầu tầm một trường. Hỏa cầu này xoay tròn một cái liền bạo liệt bắn ra vô số ngân sắc hỏa cầu lớn nhỏ bắn ra bốn phương tám hướng. Hắc phóng do đám hắc sắc quang trụ hình thành đang bay thẳng về phía Hàn Lập thì bỗng nhiên một tấm thủy tinh thuẫn hiện lên chặn lại, sau đó chợt lóe lên mà tách ra hướng bên cạnh hắn mà qua. Cự võng còn lại chưa kịp chụp xuống thì đã bị một đám ngân sắc hỏa cầu đánh tới kết quả liền bị ngân sắc hỏa diễm bao vào bên trong, lát sau đã biến thành một đám hắc khí nhẹ nhàng tán vào trong không khí. Về phần thạch côn bên cạnh, tuy rằng không nhẹ nhàng giống như hàn lập dễ dàng giải quyết đối thủ nhưng bỗng nhiên hé miệng phun ra một mặt xích sắc tiểu kính. Kính này hơi run lên, từ bên trong tiểu kính liền phun ra một đám tam sắc quang diễm. Quang diễm này chẳng những đem hắc sắc quang trụ dễ dàng đánh tan mà còn có thể ngăn hắc phóng không thể hạ xuống được chút nào. Mà Liễu Thúy Nhi đối mặt với đám ngân sắc quang trụ sắc mặt hơi đổi nhưng không nói hai lời đơn thủ đánh ra một pháp quyết cổ quái, ngọc thủ còn lại hướng về phía ngân sắc quang trụ mà điểm ra một chỉ. Hôi sắc quang luân sau lưng đột nhiên phát ra một tiếng vù vù, sau đó trực tiếp bay ra đánh thẳng về phía ngân sắc quang trụ. Ngân sắc quang trụ hơi chấp động một cái liền hung hăng đánh thẳng vào cự đại phù văn ở trung tâm của quang luân. Cự đại phù văn trong quang luân cấp tốc chuyển động, cuối cùng trở nên mơ hồ rồi biến mất. Một chuyện quỷ dị xảy ra. Quang trụ sau khi đánh vào phù văn ở giữa quang luân phảng phất như một đi không trở lại, chợt lóe liền biến mất. Mà một khắc sau, ngay phía trước người cự thú quang hà chợt lóe lên, tiếp theo là một cự sắc phù văn hiện ra, mặt ngoài phù văn đại phóng quang mang, một ngân sắc quang trụ thô to từ trong đó bắn thẳng đến cự thú. Mới vừa rồi Liễu Thúy Nhi đã thi triển một loại thần thông khó thể tin được, trực tiếp xé rách hư không hút quang trụ vào rồi sau đó đưa nó chui ra theo hướng ngược lại. Bất quá công pháp này hiển nhiên tiêu hao rất nhiều pháp lực. Nguyên bổn khuôn mặt tái nhợt của Liễu Thúy Nhi lúc này hiện ra một tia đỏ tươi không bình thường nhưng thân hình vẫn vững vàng đứng vững. Hơn nữa tia đỏ tươi này chỉ chợt lóe liền biến mất. Cự thú mắt thấy công kích của mình bị phản ngược lại, sau khi ngẩn ngơ một chút liền trở nên vô cùng kinh sợ nhưng lúc này đã trễ, ngân quang trong mắt chợt lóe liền phát ra bốn đạo quang trụ bắn thẳng về cự đại ngân sắc quang trụ. Âm một tiếng, hai cổ ngân quang đụng vào nhau, một đoàn quang mang bạo liệt ra, cự đại ngân lãng tán đi khắp nơi làm cho không gian gần đó có chút vặn vẹo, đồng thời phát ra tiếng xé gió không ngừng. Nhưng chỉ một chút thời gian này, Liễu Thúy Nhi lại búng ra 10 ngón tay. Từng đạo pháp quyết màu sắc khác nhau bắn ra, sau khi chấp động một cái liền chui vào trong tầng hôi sắc quang mang không thấy bóng dáng. Đi, Liễu Thúy Nhi quát khẽ một tiếng, ngón tay lại điểm một cái lên hôi sắc quang luân trước người. Quang luân chợt run lên, ở giữa chợt hiện ra phù văn hóa thành một đạo hôi sắc quang trụ bắn ra. Mà lúc này vẻ mặt của Thạch Côn và Hàn Lập cũng không chút thay đổi, đồng dạng thúc dục pháp quyết. Hôi sắc quang hà cùng hôi sắc ti quang thuấn di bắn về đỉnh đầu cự thú. Ba người chợt lóe liền đứng gần lại, hợp sức tạo thành một ngân quang cầu đường kính hơn 10 trượng, hôi quang chớp động, bề ngoài hiện ra vô số hành văn lớn nhỏ, chớp động quang mang chói mắt. Tiếp theo là một tiếng nổ vang lên, quang cầu bỗng nhiên vỡ vụn ra, phù văn từ bên trong giống như thủy triều tràn ra. Ba người Hàn Lập vừa thấy cảnh này thì lập tức bắt quyết một cách thuần thục, trong miệng niệm chú. Phía bên trên cao xuất hiện một màn quỷ dị, phù văn trong quang cầu chấp động, lập tức bắn xuống cự thú phía dưới như mưa rào. Mỗi một phù văn đều mang theo khí thế bất phàm, cự thú bên dưới hiển nhiên cũng có thể cảm ứng được lực lượng to lớn trong phù văn, nó gầm lên giận dữ, bốn cái đầu đột nhiên mở to, tỏa ra hắc quang. Trong hắc quang một cự thú so với trước còn dữ tợn hơn hiện ra. Con thú này chẳng những trên đầu có hai cái sừng giống như sừng của sơn lộc mà còn có thêm hai cái răng nanh rất dài, hàn quang lập lòe giống như hai cự nhận. Nhưng càng làm người ta hoảng sợ chính là trên chán con thú này bất ngờ có đến bốn con mắt đặt song song, không ngừng quét về bốn phía. Đối với phủ văn trên không, bốn con mắt trên chán nó đồng thời nhìn lên, ngân sắc quang mang trong mắt lưu chuyển lập tức từ trên đỉnh đầu hiện ra vô số ngân sắc quang cầu, mỗi một khối chỉ vừa hiện ra lên đã lập tức hóa thành vô số ngân mang bắn lên trên không. Đồng thời con thú này hít một cái, lập tức há miệng phun ra một quang cầu đen như mực quang cầu này vừa xuất hiện liền lập tức cuồng chướng hóa thành một hắc sắc quang mạc đem thân hình nó bao vào trong quang mạc dày đặc như thực chất đồng thời mặt ngoài chớp động ám mang không ngừng có vẻ quỷ dị hàn lập đang đứng trên không thấy cảnh này hai mắt không khỏi híp lại một đoàn hàn mang bắn ra mà lúc này ngân mang và phù văn đã va chạm trên không sau đó đều tự bạo liệt tan biến trong lúc nhất thời nguyên khí gần đó trở nên hỗn loạn linh ám kích động hình thành một cơn lốc cao hơn trăm trượng Điên cuồng khuếch tán về bốn phía, phảng phất như muốn thôn phệ tất cả. Cho dù là Liễu Thúy Nhi hay Thạch Côn thì cũng không khỏi biến sắc, đều bắn ra xa hơn 10 trượng, lấy bảo vật phòng ngự ra chắn trước người. Bất quá lúc này, Nguyên Bổn Hàn Lập đang lơ lửng trên trời cao đột nhiên hai cánh sau lưng khẽ vỗ một cái, hóa thành một đạo thanh bạch điện hồ biến mất tại chỗ. Sau một khắc, không gian bên dưới hắc sắc quang mạc chợt ba động, Hàn Lập quỷ dị hiện ra. Trong quang mạc, cửa thú gầm nhẹ không ngừng, bốn mắt chớp động quang mang trên người bắt đầu sinh ra hắc sắc lân phiến, hai bên hông mọc ra hai cái xúc tu thật lớn, hơn nữa cái đuôi nguyên bổn đang nhỏ dài thì lúc này lại biến thành vô cùng to lớn, phảng phất như kỳ lân linh thú. Hắc quang trong miệng nó chấp động, một khí tức đáng sợ mơ hồ phát ra làm cho người khác nổi da gà. Trong lòng Hàn Lập có chút ngẩn ra nhưng nét mặt không chút biểu tình, đột nhiên thân hình chợt lóe kim quang, một hư ảnh ba đầu sáu tay hiện ra. Nhân ảnh vung tay lên, một kim sắc tàn nhận nhẹ nhàng chém một cái về phía hắc sắc quang mạc. Cách trận chiến của đám người Hàn Lập không biết bao nhiêu vạn dặm, một kim sắc thú ảnh dẫn theo mười mấy con tam mục ám thú đi bay đi, đột nhiên kim quang trên người nó chợt lóe, dừng lại trên một nhánh cây, xoay đầu nhìn về phía sau, trong mắt hiện lên một tia kinh nghi. Chương 1686, truy sát. Ngay sau đó, đầu ám thú vương này quay đầu lại nhìn về phía một đầu tam mục ám thú phía sau, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ có vẻ tức giận. Con tam mục ám thú này lập tức gầm nhẹ một tiếng đáp lại, cung kính lui ra sau, thân hình vừa động liền bắn nhanh về phía sau. Sau vài lần chớp động, nó liền biến mất vào trong bóng đêm, ám thú vương thấy vậy thì mới quay đầu tiếp tục phi đi. Đối với nó mà nói những người từ bên ngoài xông vào ám thú xâm lâm hiển nhiên cực kỳ đáng giận nhưng so với việc truy đuổi mục tiêu thì không quan trọng bằng. Cho nên mặc dù cảm ứng được có vài đầu ngân mục ám thú đã bị chảm sát nhưng nó vẫn truyền lệnh, bố trí một đầu tam mục ám thú quay lại còn bản thân thì không có chút ý tứ quay về. Trở lại trận chiến bên kia, Mới vừa rồi bởi vì thanh thế do nguyên từ hợp kích bí thuật và ngân mang do cự thú thả ra tạo thành quá lớn, cộng thêm việc Hàn Lập mới vừa rồi thuấn di quá nhanh cho nên hai người thạch côn không thể thấy được Hàn Lập đã ra tay giải quyết cự thú trước mắt như thế nào, chỉ có thể mơ hồ thấy có một đạo kim quang chợt lóe lên, tiếp theo ngay cả hắc sắc quang mặc hộ thân của cự thú cũng không thể ngăn cản được kim quang, bị chém thành hai nửa mà chết. Khí tức của cửa thú này cơ hồ không dưới thánh tộc sơ dai, bị chém chết như vậy thì không khỏi rất khó tin hơn nữa mới vừa rồi trong phút chốc kim quang chấp lên hai người cảm ứng được thiên địa nguyên khí gần đó phảng phất như bị cự lực gì đó xé rách tất cả đều tuôn về phía kim quang tiếp theo cùng với kim quang biến mất điều này làm cho hai người trong lòng không khỏi hoảng sợ một chân có thể điều động được thiên địa nguyên khí thì cũng không phải là việc đáng ngạc nhiên gì nhưng ngay cả khi những tồn tại như bọn họ mà muốn điều động thiên địa nguyên khí thì phải bắt buộc phải bắt quyết một lúc thì mới có thể miễn cưỡng làm được thậm chí còn có thể thất bại nhưng sự thật thì đối phương lại dễ dàng làm được giống như là ăn cơm vậy chẳng lẽ thần thông của đối phương lớn đến mức có thể so sánh với sư phụ của bọn họ nếu thật sự là như vậy thì không tránh khỏi quá nghịch thiên a à. liễu thúy nhi và thạch côn đều tự định giá trong lòng ánh mắt nhìn về phía hàn lập không khỏi có chút mất tự nhiên nhưng hàn lập thì lại thản nhiên nét mặt không chút dị sắc nào mới vừa rồi hắn điều động pháp tướng dùng huyền thiên tàn nhận chém chết cự thú thì đã nhanh tay thu lại pháp tướng căn bản không để cho hai người nhìn thấy chút gì Hàn Lập sở dĩ không tiếc tổn hao một chút pháp lực để dùng Huyền Thiên Tàn Nhận là vì sau khi tinh luyện pháp tướng, hắn muốn thử xem uy lực khi dùng tàn nhận này như thế nào. Không biết Huyền Thiên Tàn Nhận tiêu hao ít hay là vì pháp tướng có thể khống chế pháp lực tiêu hao mà thiên địa nguyên khí thu nạp để chém chết cự thú này chẳng những dễ dàng hơn trước mấy lần mà tiêu hao lại chưa tới một phần ba lúc trước. Mặc dù trong quá trình này hắn cố ý khống chế uy lực của Huyền Thiên Tàn Nhận còn một nửa nhưng kết quả vẫn làm Hàn Lập hài lòng không thôi. Bởi vì lần trước vận dụng huyền thiên quả thực một lần đã khiến cho pháp lực hắn tổn hao không ít, nếu không phải mất mấy năm khôi phục thì không thể khôi phục được, nếu không phải rơi vào hiểm cảnh thì cũng không dám vì tiện sử dụng. Tâm niệm hàn lập chuyển động nhanh chóng, bàn tay chảo về phía thi thể của cự thú một cái, nhất thời một phiến hôi quang bay ra, đem thi thể kia quét sạch không còn một mảnh chỉ trừ lại bốn viên ngân châu thật lớn. Đúng là nội đan của tam mục ám thú, hàn lập nhíu mày, đang muốn thu nội đan lại thì từ trong tay áo chuyển đến một tiếng gầm nhẹ đầy hưng phấn hắn có chút ngẩn ra nhưng sau đó tay áo liền run lên. Một đạo kim ảnh hóa thành mấy đạo tàn ảnh từ trong tay áo bay ra, sau đó hợp lại hiện ra một đầu tiểu thú ngoài thân trải rộng kim văn. Đúng là báo lân thú, con thú này từ sau khi tiến dai lên hóa thần kỳ thì một mực ở trong túi linh thú của Hàn Lập Khổ Tu, cùng với việc ăn vô số linh đan rượu dược thì nó đã sớm tiến lên hóa thần trung kỳ, thậm chí đã gần đạt đến hóa thần học kỳ. Bất quá ngay cả như vậy, lấy thần thông hiện tại của nó thì cũng không giúp được Hàn Lập bao nhiêu. Những trận tranh đấu gần đây hắn vẫn không gọi nó ra nhưng hiện tại nó lại hưng phấn như thế, Hàn Lập hiển nhiên thả nó ra. Báo lân thú sau khi hiện thân thì lập tức bay đi, chỉ thấy tàn ảnh hiện ra liền nuốt trọn bốn khoản nội đan của tam nhãn ám thú vào trong bụng, sau đó xoay người bay vụt trở về rơi xuống bên cạnh Hàn Lập, sau đó nó dùng lông mau trên đầu nhẹ nhẹ cả vào Hàn Lập vài cái, khẽ kêu lên có vẻ cực kỳ thân thiết đối với Hàn Lập. Hàn Lập thấy cảnh này, thần sắc vừa động, bàn tay lật lại, ngân quang chợt lóe trong lòng bàn tay bỗng nhiên có thêm ba viên châu giống những viên ngân châu mà báo lân thú nuốt vào lúc trước hai mắt của tiểu thú nhất thời sáng ngời cơ hồ không cần suy nghĩ gì thêm thân hình nhoáng lên một cái lần nữa hóa thành một đám tàn ảnh nuốt ba nội đan vào trong bụng sau đó gầm nhẹ không thôi tựa hồ đầy vui mừng hàn lập mỉm cười mặc dù không biết vì sao nó coi trọng nội đan của đám ngân mục ám thú như thế Lúc trước không chút phản ứng nào với nội đan của ám thú bình thường nhưng đối với việc nuốt vào một lúc nhiều nội đan của đám ngân mục ám thú như vậy thì hiển nhiên chỉ có lợi chứ không có hại. Hàn Lập không nói gì, tay áo lần nữa run lên, một mảnh thanh sắc quang hà bay ra bao lấy tiểu thú, thân hình tiểu thú thoáng một cái liền quỷ dị biến mất trong thanh quang, lần nữa bị thu vào trong linh thú hoàn. Về phần nội đan gì đó có hiệu dụng hay không thì hiển nhiên phải chờ nó tiêu hóa xong thì mới biết được. Mà lúc này liễu thúy nhi và thạch côn sau khi thấy báo lân thú nuốt đám nội đan thì nhìn nhau một cái rồi rốt cục cũng bay về phía hàn lập đến khi cách hàn lập vài trượng thì mới dừng lại áo choàng nữ tử cười duyên nhẹn nói đa tạ hàn huynh ra tay nếu không những đầu ám thú này khó chơi như thế lại còn có thể tự do hợp thể thì ta và thạch côn đạo hữu sợ rằng chỉ có thể táng mạng tại đây không sai thần thông của hàn huynh to lớn như thế thật sự làm hai người chúng ta cảm thấy xấu hổ không thôi nếu không phải giới này tuyệt không cho phép tồn tại ngoài thánh giai tiến nhập thì thạch mỗ thật sự nghĩ rằng đạo hữu là một vị tiền bối nào đó chứ. Vô luận là liễu thúy nhi hay thạch côn thì đều có thần thái mang theo vẻ kinh ý. Hàn lập thấy cảnh này thì chỉ nhìn hai người cười nói. Hai vị đạo hữu cần gì phải nói như thế, nếu không có hai vị phân tán hơn nửa sự chú ý của chúng thì hàn mỗ như thế nào có thể dễ dàng đắc thủ được. Bất quá, nếu tất cả bọn chúng đã chết thì chúng ta không nên ở lâu, có lẽ tiếp theo sẽ có truy binh đuổi tới, chúng ta nên rời đi thật nhanh thì tốt hơn. Lời Hàn Huynh không sai, mau lên đường thôi. Liễu Thúy Nhi nghe vậy thì sắc mặt khẽ biến nhưng lập tức đồng ý nói. Thạch Côn hiển nhiên càng không có ý kiến gì, cuống quyết gật đầu. Năm ngày sau, ở một chỗ nào đó trong ám thú xâm lâm, Hàn lập mặt không chút biểu tình, hai tay bắt quyết, bên cạnh là hơn 10 khẩu thanh sắc phi kiếm hóa thành một đóa thanh sắc quang liên bắn về phía một con tam mục ám thú, thanh sắc kiếm quang chấp động, trong nháy mắt đã chém con thú này thành vô số mảnh sau lưng hắn, Hoa Hoa đang dùng lam sắc ngọc phiến vỗ về phía một đám ám thú bình thường khác. Từ trong ngọc phiến, cuồn cuộn tuôn ra lam sắc quang hà, sau vài lần chớp động đã biến đám ám thú này cùng hai đạo hắc ảnh hóa thân của chúng thành một ngọn lam sắc ban sơn, không thể nhúc nhích mảy may. Mà ở phía xa cũng không ngừng truyền ra tiếng oanh minh, Liễu Thúy Nhi cùng Thạch Côn cũng đang đại triển thần uy diệt sát mấy con ám thú còn lại. Sau hôm diệt sát bảy đầu ngân mục ám thú, khi bọn họ rời khỏi trung tâm ám thú xâm lâm thì lại gặp rất nhiều đợt phục kích của ám thú, mỗi một đợt ít thì 5-6 con nhiều thì khoảng 8 con. Trong đó cũng không có thêm một đầu ngân mục ám thú nào nữa, nhiều lắm thì chỉ có một con ngân mục ám thú dẫn đầu nên không thể hợp thể biến thân. Kể từ đó hiển nhiên không thể là đối thủ đám người hàn lập, tất cả đều bị giết không còn một mảnh. Bất quá cũng bởi vì vậy mà tốc độ của đám người hàn lập hiển nhiên không khỏi chậm lại. Mà lúc này có chút bất đồng, mười mấy con ám thú hợp lại thành một đội, nếu không phải là đám người Hàn Lập dùng một số thần thông tương khác khác thì sợ rằng đúng là không thể thủ thắng được. Hàn Lập giơ một ngón tay ra, thanh sắc quang liên phát ra tiếng vù vù, một lát sau liền hóa thành hơn 10 khẩu thanh thi bắn nhanh ra, chỉ một lần chấp động đã xuyên thủng qua lam sắc băng sơn kia cả ngàn lỗ. Sau đó hắn chuyển ánh mắt về phía trận chiến bên kia, tiếng xé gió lần nữa vang lên, vô số thanh tỷ lần nữa bắn nhanh đi. Mười ngày sau, ngày rìa của ám thú xâm lâm, ba đạo nhân ảnh mơ hồ lơ lửng giữa không trung, không nhúc nhích nhìn rừng cây phía đối diện. Ở nơi đó có hơn 30 đầu ám thú, trong đó tam mục ám thú chiếm hơn phân nửa. Sắc mặt Liễu Thúy Nhi và Thạch Côn đều ngưng trọng mà Hàn Lập thì có chút nhíu mày. Chương 1687, không hẹn mà gặp. Nhiều ám thú như vậy, cơ hồ mỗi con đều có thần thông đáng sợ không dưới luyện hư kỳ, một chỗ mà tụ tập đông như vậy cũng khiến cho trong lòng ba người Hàn Lập đều trầm xuống. Hàn Lập thì không sao, hắn có nhiều cách để đối phó. Nếu nhất định phải đánh thì vô luận là phệ kim trùng hay là huyền thiên quả thực, giết đám ám thú này hiển nhiên không thành vấn đề. Hắn có chút chấn định nhìn Liễu Thúy Nhi và Thạch Côn, biết rằng hai người kia tuyệt đối không thể liều mạng. Nếu không thì cho dù có thắng cũng không toàn thân trở ra, thậm chí nguyên khí đại thương thì không thể tìm ra được cấm chú chi địa gì đó mà bài trừ cấm chế thu lấy bảo vật được. Cũng may, đám ám thú này mặc dù muốn ngăn chặn đám người Hàn Lập nhưng sớm biết nhiều động bọn đã táng thân trong tay ba người này, cho nên bộ dáng cũng như lâm phải đại địch, không có ý tứ chủ động ra tay. Chúng thầm nghĩ, tạm thời giữ bọn họ lại, muốn chờ thêm nhiều ám thú khác đuổi đến. Liễu Thúy Nhi hơi trầm ngâm, môi khẽ nhúc nhích truyền âm. Hàn Lập và Thạch Côn nhất thời nghe thấy tiếng nữ tử này truyền âm đến. Hai vị đạo hiếu, hiện tại chúng ta cách lối ra ám thú xâm lâm không xa, không cần phải liều mạng, chúng ta tạm thời chia nhau phá vòng vây, chờ đến khi ra khỏi rừng rậm thì lần nữa tụ hợp lại. Được, cứ theo ý của tiên tử, Thạch Côn cũng có ý định tương tự, không chút trần chờ gật đầu đồng ý nói. Ánh mắt Hàn Lập chấp động, thản nhiên gật đầu, tựa hồ nhìn ra sự khác thường của ba người, một đầu tam mục ám thú hình thể to lớn vượt xa đồng bọn bỗng nhiên khẽ gầm nhẹ một tiếng. Đám ám thú tao động một trận, đột nhiên khí thế hung hăng há miệng phun ra 10 đạo hắc sắc quang trụ, vô số chảo mang hiện lên giữa không trung đem thân hình ba người Hàn Lập hoàn toàn bao lấy. Hơn 10 ám thú liên thủ công kích, hiển nhiên thanh thế cực kỳ kinh người. Nhưng trước kia ba người Hàn Lập đã giết rất nhiều ám thú, lần công kích này đã sớm có đối sách. Linh quang ngoài thân ba người chợt lóe, cùng thi pháp độn quang. Hàn lập bắt quyết, sau lưng bỗng hiện ra một đôi cánh trong suốt, nhẹ vỗ một cái liền hóa thành một đạo thanh bạch tế thì bắn nhanh đi, sau vài lần chấp động đã xuất hiện trên trời cao phía sau đàn thú, sau đó liền chấp động lần nữa rồi biến mất vô ảnh vô tung. Liễu Thúy Nhi thì đơn giản hơn, há miệng phun ra một lam sắc tinh cầu, đồng thời bạch quang chợt lóe, ngọc bội trong suốt nọ lần nữa hiện ra quang mang phát ra, nữ tử này liền biến thành một đạo lam bạch quang đoàn bắn đi. Khi bị hắc sắc quang trụ đánh lên quang đoàn này thì giống như tê ngư xuống biển, một đi không trở lại. Tiếp theo tiếng suy suy vang lên, lam bạch quang đoàn mơ hồ một cái liền bắn ra hơn trăm trượng nhằm hướng khắc phá không mà đi. Về phần thạch côn thì có vẻ bá đạo hơn nhiều, hắn chỉ hư lạnh một tiếng, linh quang trên chiến giáp đại phóng, hai tay hợp lại trước ngực vỗ một trường. Sau một tiếng nổ, bốn phía xung quanh người hắn hiện ra từng đoàn quang điểm, trong nháy mắt cuồng trướng hòa hợp thành một, hóa thành một tầng quang mạc quỷ dị bao phủ lấy thân hình hắn. Sở dĩ nói quang mạc này quái dị bởi vì mặt ngoài quang mạc hiện ra vô số phù văn, hắc sắc quang trụ khi đánh lên quang mạc liền phát ra tiếng oanh long long, tiếp theo đám phù văn bị bắn tung ra. Thạch Côn Nhân cơ hội này liền chìm xuống đất, tốc độ phi độn cực nhanh không kém hơn Liễu Thúy Nhi bao nhiêu. Nhưng ám thú hiển nhiên không thể dễ dàng để cho ba người Hàn Lập dễ thoát như vậy. Đầu Tam Mục ám thú cầm đầu gầm lên một tiếng giận dữ, đàn thú liền chia làm ba hướng phân biệt đuổi theo ba khí tức ba người hàn lập. Hàn lập không chút cố kỵ, toàn lực thi triển độn tốc kinh người thì hiển nhiên đám ám thú phía sau chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Qua thời gian một bữa cơm, hắn đã dứt khoát bước được đám truy binh phía sau. Nhưng bởi vì độn quang của hắn trên không trung quá bắt mắt cho nên trên đường có vài ám thú bay lên muốn công kích hắn nhưng hắn chỉ cần phất tay một cái, tất cả dưới 10 đạo thanh quang đều bị chém thành vô số mảnh vụn. Cho dù có vài ám thú phản ứng nhanh, dùng móng vuốt phát ra chảo mang ngăn cản nhưng với uy năng của thanh trúc phong vân kiếm thì chỉ trong nháy mắt tất cả đều đi đời nhà ma. Vì thế, trên đường đi Hàn Lập không tiếc pháp lực, rốt cục phi độn liên tục nửa ngày, cuối cùng mới hoàn toàn ra khỏi ám thú xâm lâm. Phía trước cảnh vật sáng ngời, xuất hiện một thảo nguyên xanh minh mông, ngay cả hiện tại là ban đêm nhưng vẫn có mùi cỏ xanh đập vào mặt nhưng không phải vì thế mà hắn có ý dừng độn quang lại, thanh bạch quang ti chấp động liên tục phá không bay về phía trước. Sau khi bay một hơi gần 10 vạn dặm, phía trước hiện ra một đụng cát cao vài chục trượng, thanh bạch quang ti rốt cục cũng hạ xuống. Độn quang chợt lóe hiện ra thân hình hàn lập, làm mang trong mắt hắn chợt lóe, nhìn khắp nơi một vòng. Địa hình trống trải như thế này, linh mục thần thông hiển nhiên có thể phát huy đến mức tận cùng. Trong nháy mắt, phương viên chăm dặm đều lọt vào trong đầu hàn lập. Sau một tiếng xét đánh, hàn lập thu lại đôi cánh phía sau lưng lại. Tiếp theo, hắn quay đầu lại, hai mắt híp lại nhìn về phía ám thú xâm lâm vài lần, khoảng cách xa như vậy, ngay cả khi ám thú tức giận thì cũng không thể tiếp tục truy sát hắn được. Bất quá chúng thật sự đuổi theo thì Hàn Lập cũng không ngại giết hết tất cả những con nào to gan. Lúc trước trên đường đi sỡ dĩ không muốn cùng chúng dây dưa không phải vì hắn sợ mà là không muốn bị nhiều ám thú phía sau đuổi theo, bị vây công mà thôi. Hàn Lập chắp hai tay sau lưng, đứng không nhúc nhích, từng trận gió mát thổi qua trên người làm cho vạt áo tung bay, phảng phất như thần tiên hạ phàm. Đột nhiên bàn tay hắn lật lại, trong tay bỗng nhiên hiện ra một kiện hồng sắc pháp bàn phía trên mơ hồ chấp động ngân ti. Ánh mắt Hàn Lập chấp động nhìn pháp bàn trong tay một lát, nhướng mày thầm một tiếng. Nếu hai người đã tới chỗ hội họp thì cũng không cách nơi này quá xa, tại sao không lập tức đến đây? Chẳng lẽ gặp phải phiền toái gì? Hàn Lập thì thào một vài câu, sau đó thoáng một cái vật trong tay bỗng nhiên biến mất. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía xa, đột nhiên thân hình hắn chợt lóe thanh quang, bỗng nhiên hóa thành một đạo thanh hồng bay lên trời, sau khi bay một vòng liền bắn về phương hướng phía xa. Mặc dù độn tốc không nhanh như lúc trước nhưng tuyệt đối cũng không tầm thường. Chỉ một lát sau, Hàn Lập liền phi độn ra ba ngàn dặm, tới bầu trời một chỗ khác trên thảo nguyên. Hàn Lập trong độn quang lam mang trong mắt thiểm động, trên mặt hiện ra một tai a dị sắc. Sau khi thanh hồng dừng lại, Hàn Lập liền xuất hiện trên hư không, mặt không chút biểu tình nhìn về phía trước. Cách hắn hơn trăm trượng có bốn người chia làm hai bên đang đối mặt, một bên là đám người Liễu Thúy Nhi và Thạch Côn. Trong mắt Liễu Thúy Nhi chấp động quang mang không ngừng, bộ dáng vô cùng cẩn thận. Còn trên mặt thạch côn thì lại ẩn hiện nụ cười lạnh lùng, hai tay nắm lại, chiến giáp trên người chợt sáng chợt tối, phảng phất như nóng lòng muốn đánh nhau. Còn bên kia lại là một nam một nữ sóng vai mà đứng. Nam tử thì nửa người trên là một kiện ngân sắc lân giáp, tay cầm một kiện tam xoa kích có vẻ vô cùng khí phách, nữ tử thì mày liễu mắt đen, da thịt trắng nõn, trên người mặc một bộ áo tím, tô điểm thêm vóc dáng đầy đặn làm người ta phải động tâm nhưng quỷ dị chính là nửa dưới thân hai người lại bị một tầng bạch khí bao phủ, mơ hồ phát ra tiếng nước chảy. Hải vương tộc, cơ hồ chỉ cần nhìn lướt qua một cái hàn lập liền nhận ra lai lịch của hai người kia, thần sắc hơi đổi, khẽ nói một tiếng. Hải vương tộc mặc dù không tiếp giáp với thiên vân 13 tộc nhưng mọi người đều biết tộc này có quan hệ liên minh với giác si tộc. Khó trách hai bên vừa gặp mặt liền dương cung bạt kiếm. Vừa lúc thấy hàn lập đã đến, đôi mày liếu của liếu thúy nhi lộ ra vẻ vui mừng, trong lòng nhất thời trở nên bình tĩnh, còn Thạch Côn thì cũng không cần biết suy nghĩ như thế nào nhưng cũng hướng Hàn Lập cười cười, khách khí bắt chuyện. Nam nữ hải vương tộc phía đối diện thấy vậy thì ánh mắt phát lạnh, dùng ánh mắt bất thiện đánh giá Hàn Lập nhưng sau khi thấy Hàn Lập chỉ là một gã thượng tộc tu vi khoảng thất sai thì hai người không khỏi kinh ngạc nhìn nhau một cái, từ trong mắt đối phương nhìn ra sự kinh nghi bất định. Các hạ cũng là tộc nhân của thiên vân tộc, tên nam tử kia mở miệng, thanh âm rõ ràng vô cùng. Trước mắt mà nói thì cứ tạm xem như vậy đi hai vị đạo hữu ở đây chẳng lẽ là muốn động thủ với hai đồng bạn của tại hạ sao? Thần sắc hàn lập như thường, lạnh nhạt hỏi ngược một câu. Động thủ với bọn họ, nếu thật sự như vậy thì hai người bọn hắn còn có thể đứng đây được sao? Nam tử hải vương tộc cười lạnh một tiếng, có chút châm chọc nói. Ngươi nói cái gì, khẩu khí khá lắm, hắc hắc. Thạch mỗ bất tài nhưng cũng muốn lãnh giáo một chút thần thông của quý tộc được xưng là một trong tam đại thủy tộc. Thạch côn nghe vậy thì không khỏi cười rộ lên, thân hình thoáng một cái liền đi nhanh về phía trước, âm trầm nói. Trường 1688, Huyền Thiên Thánh Khí Nam tử Hải Vương tộc thấy cử động của Thạch Côn như vậy, trên mặt chợt lóe sát khí, bàn tay hư không đánh ra một chảo, nhất thời Lam Quang chấp động, tam xoa kích phía sau lưng liền quỷ dị xuất hiện trong tay. Tiếp theo tiếng xé gió vang lên, từng đạo ngân bạch sắc điện hồ trên binh khí hiện lên, tản ra khí thức cực kỳ kinh người. Chậm đã, Thạch Huynh, dừng tay, Cơ hồ cùng một lúc nữ tử Hải Vương tộc cùng Liễu Thúy Nhi đều cả kinh nói. Tiếp theo trong tai nam tử Hải Vương tộc lập tức vang lên tiếng trong trẻo của đồng bạn. "Huynh trưởng, người đã quên mục đích của chúng ta đến đây sao? Hiện tại không phải là lúc tranh đấu, chúng ta còn có trách nhiệm trong người. Chỉ cần thả cửu mục thánh kình ra, ba người kia làm sao mà địch lại chúng ta?" Nam tử Hải Vương tộc dừng lại một chút nhưng môi khẽ nhúc nhích truyền âm trở lại, bộ dáng không đặt ba người thạch côn vào trong mắt. Mặc dù ta có thể giao tiếp với cửu mục thánh kình nhưng hiện tại không phải là lúc thả nó ra, nếu không vạn nhất cho nó thường xuyên ra tay thì có khả năng sẽ làm nó tức giận. Dù sao huyết mạch vương tộc trên người tiểu muội cũng không nồng hậu, chỉ có thể dùng năng lượng cường hành giao tiếp với thánh kình mà thôi. Huống chi mặc dù bổn tộc có liên quan tới giác si tộc nhưng cũng không phải là trực tiếp đối địch với thiên vân 13 tộc, không nhất định vì tộc kia mà phá hủy đại sự của bổn tộc được. Nữ tử hải vương tộc nhẹ giọng khuyên nhủ, việc này, Nam tử Hải Vương tộc nghe được lời này thì cũng có chút do dự không quyết. Cùng lúc đó, trong tai Thạch Côn cũng vang lên tiếng truyền âm của Liễu Thúy Nhi. Thạch Huynh, chúng ta vừa mới thoát khỏi truy kích của ám thú, pháp lực trên người cũng hao tổn không ít, hai người Hải Vương tộc này cũng không phải là dạng tầm thường. Ngay cả hiện tại có Hàn Huynh tương trợ thì cũng không có khả năng đánh thắng bọn họ mà không trả giá gì. Chúng ta đi chuyến này chủ yếu là vì bài trừ cấm chế ở cấm chế chi điện nọ, không nên gây thêm phiền phức không đáng có cho dù chúng ta không muốn động thủ thì cũng không thể tỏ ra yếu thế được. Sắc mặt thạch côn âm trầm, hư lạnh một tiếng nói. Việc này yên tâm, việc này cứ để tiểu muội giao thiệp với đối phương một chút. Nếu hai bên thật sự bất thiện thì chúng ta sẽ động thủ. Hai người chúng ta liên thủ với hàn đạo hữu thì hiển nhiên không cần sợ bọn họ. Tiếp theo, nữ tử này lại hướng hàn lập truyền âm vài câu. Hàn lập nghe xong, ánh mắt chấp động vài cái, chậm rãi gật gật đầu. Vì thế, Liễu Thúy Nhi liền hướng về phía đối diện khẽ cười một tiếng, nói. Thiên vân 13 tộc chúng ta tựa hồ cũng không có xung đột gì với quý tộc, cho nên hai bên chúng ta cũng không cần phải ngươi sống ta chết làm gì cả. Ta xem hai vị đạo hữu cũng không nắm chắc có thể hạ sát thủ được với chúng ta. Nếu vậy thì không bằng xem như chưa từng nhìn thấy đối phương đi, chúng ta đều tự làm chuyện của mình, nhị vị thấy thế nào. Tỷ tỷ nói rất đúng, hai huynh muội chúng ta cũng không phải là người của giác si tộc, hiển nhiên không cần phải vừa gặp mặt là đánh, nếu tỷ tỷ đã nói như vậy thì hai huynh muội ta xin cáo từ trước. Nữ tử Hải Vương tộc vừa nghe Liễu Thúy Nhi nói xong thì trên mặt tươi cười, miệng đầy đồng ý nói. Tiếp theo, nàng nháy mắt với nam tử Hải Vương tộc một cái, bạch khí dưới người đột nhiên nổi lên cuốn nam tử vào trong. Nam tử Hải Vương tộc sau khi hơi trần trừ một lát thì vẫn không phản đối, vì vậy bạch khí dưới thân hai người đồng thời liên kết lại, hóa thành một đoàn bạch quang phá không bay đi, chỉ vài lần chấp động thì đã đi rất xa, cuối cùng cũng biến mất ở cuối chân trời hàn lập đứng bất động tại chỗ mắt nhìn về phương hướng đối phương vừa biến mất lơ đãng nhíu mày một cái không biết vì sao trên người nữ tử hải vương tộc kia tựa hồ có một cỗ khí tức bất đồng mơ hồ làm cho hắn cảm thấy bất an cảm nhận được sự uy hiếp nghiêm trọng xem ra không phải nữ tử này tu luyện thần thông lợi hại gì mà trên người có mang theo bảo vật đáng sợ hàn lập không khỏi thầm nghĩ như vậy trong lúc nhất thời liền nghĩ tới linh thú dù sao thì ngoại trừ môn phái chuyên môn khu xử linh thú và linh trùng thì thần thông của linh thú so với chủ nhân thấp hơn không ít, chỉ có thể trợ giúp đánh nhau mà thôi nhưng ba người bọn hắn cũng không ở đây lâu, sau khi thương lượng liền khống chế độn quang bay về một hướng khác. Cùng lúc đó, trong đoàn bạch quang cách đó gần ngàn dặm, ánh mắt đôi nam nữ hải vương tộc kia ngưng trọng nói chuyện với nhau. Cái gì, tên thượng tộc thất sai kia còn nguy hiểm hơn cả hai tên còn lại. Vẻ mặt nam tử lộ ra vẻ kinh nghi bất định, không sai, đây cũng là nguyên nhân mới vừa rồi ta khuyên can tranh đấu, chỉ bất quá lúc nãy không tiện nói ra cho huynh trưởng biết thôi." Nữ tử khẽ vuốt tóc, hết sức khẳng định nói, "Ngươi nói như vậy thì khẳng định là có bằng chứng, không ngại thì nói ra cho ta nghe một chút chứ." Nam tử thu lại vẻ mặt, ánh mắt chợt lóe lên, truy hỏi nói, "Kiện phòng chế Huyền Thiên chi bảo Huyền Thiên thánh khí của ta mới vừa rồi có phản ứng." Nữ tử trầm mặc một chút nhưng vẫn nói ra, "Cái gì? Huyền Thiên thánh khí có phản ứng?" chẳng lẽ tên kia có huyền yêu thánh khí nam tử lần đầu tiên lộ ra vẻ giật mình trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ thất thanh nói có thể là vậy nhưng cũng không nhất định thánh khí của ta phản ứng hết sức kịch liệt tựa hồ chưa từng giống với những thánh khí khác trong tộc nữ tử chậm rãi nói không phải là thánh khí vậy chẳng lẽ là huyền thiên chi bảo không thể nào loại bảo vật này sao có thể xuất hiện trên người một tên thượng tộc thất sai ha ha chắc là tiểu muội cảm ứng sai rồi khóe mắt nam tử co quắp vài cái nhưng lại thản nhiên phá lên cười lớn. Uy lực của huyền thiên chi bảo ra sao, bản thân hai người là thành viên của vương tộc trong hải vương tộc sao lại không biết chứ. Cũng có thể là ta thao túng thánh khí chưa thuần thục, cảm ứng bị sai lệch. Dù sao thì các trưởng lão vì chuyến đi này nên mới ban cho vật chuyên dò xét huyền yêu thánh khí nhưng cho dù chỉ có một phần mười chính xác, vạn nhất đối phương thật sự có huyền thiên chi bảo trên người thì chuyện sinh tử của chúng ta nghĩ rằng huynh trưởng cũng rõ ràng. Nữ tử u oán thở dài một hơi tranh lệch giữa huyền thiên thánh khí và huyền thiên chi bảo căn bản là một trời một vực cho dù có cửu mục thánh kình tương trợ thì chúng ta cũng quyết không thể thủ thắng được nói như vậy mới vừa rồi ngược lại là chúng ta đã nhặt được cái mạng nhỏ trở lại a à. nam tử không khỏi cười khổ một tiếng nói điều này cũng không nhất định việc có được huyền thiên chi bảo và việc sử dụng nó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau nói đại khái thượng tộc không thể nào khu sử được huyền thiên chi bảo nhưng không loại trừ một số người có vài loại bí thuật hiếm thấy có thể ở cảnh giới này miễn cưỡng kích thích được một chút uy lực của Huyền Thiên Chi Bảo. Bất quá, thật ra ta cảm giác được đối phương không phải là có một kiện Huyền Thiên Chi Bảo mà là một kiện Huyền Thiên Thánh khí cực mạnh, khả năng này dễ xảy ra hơn. Nếu nói như vậy thì nếu cùng người này tranh đấu, đây không phải là lựa chọn khôn ngoan gì. Nữ tử Trần trừ một chút rồi nói ra, "Không sai, tình huống này dễ xảy ra hơn." Nam tử nghe vậy liền đáp, "Mặc kệ như thế nào, tên đó và chúng ta khẳng định là không cùng một mục đích." cho nên có thể xem như chưa từng gặp bọn họ. Hai người chúng ta cũng không cần suy nghĩ nhiều, nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ của bổn tộc giao cho, lập được đại công thì sau khi trở về sẽ có trọng thưởng. Mà cũng xem như chúng ta may mắn, toàn bộ số người mấy lần trước tiến vào nhiễm hàn giới thì chỉ có hai người chúng ta là có khả năng lập được đại công này. Nữ tử thản nhiên cười rộ lên, lời này không sai, tên đó cho dù có nguy hiểm thì cũng không liên quan tới chúng ta. Chúng ta cứ làm việc chính sự, nếu gặp mấy tên giác si tộc thì cũng làm bộ như không biết là được. Phương hướng bọn họ vừa đi hình như là phương hướng mà yêu vân nhân nguyên tiên bỏ chạy, bộ dáng không sai biệt lắm, không biết có gặp nhau không nhỉ. Nam tử sau khi tự định giá trong lòng, đột nhiên trên mặt lộ ra một tia cười quỷ dị. Điều này không ai biết được, bất quá nghiễm hàn giới rộng lớn như thế này, tỷ lệ tộc nhân hai bên gặp nhau hẳn là không quá lớn. Nhưng một khi đã gặp nhau thì sẽ không giống như chúng ta có thể dừng tay được nếu nói như vậy thì không chừng có thể biết được bảo vật của người kia như thế nào. Nữ tử khẽ nhếch miệng, hai mắt sáng ngời nói, hắc hắc, chúng ta không thể tự mình chứng kiến việc đó đâu. Đi thôi, chỉ cần hơn một tháng nữa là đến nơi rồi. Nam tử cười hắc hắc một tiếng, không đợi nữ tử nói gì liền đột nhiên thúc giục đột, nhất thời bạch quang lấy tốc độ còn nhanh hơn lúc trước ba phần, phá không mà bay đi. Nữ tử còn lại hiển nhiên không có ý kiến gì khác, linh quang ngoài thân chợt lóe, đồng dạng gia tăng độn quang bay theo sau hàn lập hiển nhiên không biết mấy tên hải vương tộc vừa gặp đã khám phá ra vài phần bí mật của hắn đương nhiên cho dù nữ tử đó có thật sự biết thì lúc ấy chỉ cảm ứng được kiện huyền thiên tàn nhận trên người hàn lập mà thôi về phần huyền thiên quả thực được phong ấn trong cánh tay của hắn thì không phải huyền thiên thánh khí của nữ tử này có thể cảm ứng được hiện tại hắn đang cùng hai người vừa bay vừa thương lượng ý hàn huynh là ở đây nghỉ ngơi mấy ngày sau đó tiếp tục lên đường sao điều này có lẽ không cần lắm mặc dù ở trong ám thú xâm lâm ta và thạch đạo hữu có tiêu hao một chút pháp lực nhưng chỉ cần độn tốc chậm một chút trên đường đi chậm rãi hấp thu linh thạch là có thể khôi phục được liễu thúy nhi có chút ngoài ý muốn nói với hàn lập liễu tiên tử nói vậy mặc dù không sai nhưng nhiễm hàn giới này tựa hồ hung hiểm hơn rất nhiều so với dự đoán chỉ mới một ám thú xâm lâm mà đã phiền toái như vậy mà lộ trình tiếp theo của chúng ta e rằng còn hung hiểm hơn nhiều có thể sớm khôi phục được pháp lực chừng nào thì hay chừng ấy huống hồ tiên tử không phải chỉ tiêu hao một chút pháp lực thôi Hàn Lập mỉm cười, thâm ý sâu sắc nói. Hàn Huynh thật sự tuệ nhãn như đuốc, nhưng nếu như thế thì sẽ làm trễ thời gian. Liễu Thúy Nhi có chút trần trừ nói. chương 1689, hung hiểm. Nghe Hàn Lập nói như vậy, Liễu Thúy Nhi nhíu mày một hồi lâu sau mới than nhẹ một tiếng đồng ý. Bất quá, hiện tại cách hai người hải vương tộc cũng không quá xa, đương nhiên không thể ở lại chỗ này mà điều tức khôi phục lại lượng pháp lực tiêu hao lúc trước nếu không vạn nhất hai người kia quay lại hoặc đưa tới mãnh thú và dị tộc gì khác thì ba người Hàn Lập sẽ gặp nguy hiểm. Vì thế, ba người lại phi hành về phía trước nửa ngày rốt cuộc thấy một ngọn núi xanh phía xa xa, linh khí bên trong cũng có chút nồng đậm. Vì cẩn thận, ba người hiển nhiên dùng thần niệm dò xét ngọn núi này một hồi. Kết quả khiến ba người không khỏi vui mừng. Núi này mặc dù không cao nhưng bên trong núi lại có một đám tiểu thú tu vi tất cả đều rất thấp, cơ hồ không quá chút cơ kỳ. Kể từ đó, ba người hạ xuống thấp, tùy tiện giết sạch sẽ đám yêu thú yếu nhược, mà đám thú này căn bản ở trong các động quật trông có vẻ không tệ mấy, linh khí phi thường tốt liền sản sinh ra một ít dị vật nhưng đều bị Liễu Thúy Nhi dùng pháp thuật thủy thuộc tính tẩy rửa một phen liền trở nên vô cùng thanh linh. Vì thế ba người chiếm luôn cái động quật này, khoanh chân ngồi xuống điều tức. Lúc Hàn Lập kết thúc một vòng đại chu thiên, tựa hồ cảm thấy áo choàng nữ tử nhìn mình, hắn mở mắt ra vừa lúc chạm với ánh mắt của nàng. Tinh quang trong mắt nữ tử này chợt hiện, hiển nhiên đã khôi phục hoàn toàn pháp lực chúc mừng tiên tử đã khôi phục xong. Hàn lập mỉm cười, thong dong nói, tiểu muội đa tạ Hàn huynh đã chiếu cố. Liễu Thúy Nhi thở dài một hơi, ôn nhu nói, ha ha, lúc trước trong ám thú xâm lâm, nếu không phải tiên tử một mình cầm chân bốn đầu cao dài ám thú thì ta và thạch đạo hữu sao có thể toàn thân trở ra được chứ. Hàn lập lãnh đạm cười, ha ha, Hàn huynh nói lời này quả thật là khiêm tốn khiến thạch mỗ xấu hổ lấy thần thông sâu không lường được của Hàn Huynh ra thì có lẽ một mình dễ dàng giết hết tất cả đám ám thú đó nhưng nếu thoát ra thì sợ rằng dư sức. Ta và Liễu Tiên Tử vốn định tổn hao một ít nguyên khí để xông ra nhưng không ngờ lại được đạo hữu ra tay giúp đỡ nên kết quả thực là ngoài mong đợi như thế. Ở một góc khác, Thạch Côn cũng đã mở hai mắt, cười to ngắt lời. Hai vị đạo hữu đã đề cao hàn mỗ rồi, tại hạ đích xác có chút thần thông lợi hại nhưng chỉ có thể đánh một kích mà thôi. Nếu bị nhiều ám thú bao vây thì có thể toàn mạng mà ra hay không thì lại là vấn đề khác. Hắc hắc, lấy thân thể mạnh mẽ của thạch đạo hiểu thì cũng không cần liều mạng thì cũng dư sức lao ra được. Hàn lập sờ sờ cầm, nhìn thạch côn cười nói, có lẽ là thế thật, nếu liễu tiên tử đã hồi phục pháp lực thì chúng ta nên xuất phát thôi, sớm tìm được cấm chế chi địa thì cũng có thể sớm được nghỉ ngơi. Thạch côn cười nhẹ một tiếng, vươn vai đứng lên nói. Hàn lập và liễu thúy nhi nhìn nhau một cái, không có ý kiến gì khác. Một lát sau, trong sườn núi bay ra ba đạo kinh hồng, sau khi xoay quanh một vòng liền phá không mà đi. Sáu ngày sau, ba người Hàn Lập bị một đám quái điểu miệng phun ra phong nhận bay lấy. Ba người Hàn Lập đều tự thúc dục bảo vật, vạn đạo quang hà hạ xuống, từng trận huyết phố từ trên không trung rơi xuống, sau một thời gian khoảng một chén trà liền chảm sát hết đám quái điểu này. Nửa tháng sau nữa, bên một bờ hồ thật lớn trên thảo nguyên minh mông, ba người Hàn Lập đang thu liếm khí tức, hóa thành hư ảnh lặng yên chậm rãi phi hành phía trên không hồ nước. Bên dưới hồ nước có một đám quái vật có hình thể giống như ngựa nhưng không phải là ngựa, giống cá mà không phải là cá đang lơ lửng trên mặt nước. Hình thể phảng phất giống như một ngọn núi nhỏ, từng cột nước từ trên mình chúng phun ra cứ chợt lóe lên mà biến mất. Ngẫu nhiên trong đám quái thú cũng có một vài con đánh lên trên mặt đất nhất thời nổ ầm ầm ra, vài cái hố đường kính hơn 10 trượng xuất hiện, quả thực là làm người ta sợ hãi không thôi. Cũng may, thuật ẩn nặc của đám người hàn lập cao minh mà đám cự thú đó hình như là đang chơi đùa cho nên cũng không phát hiện ra trên đầu chúng có ba con kiến bay qua. Cho nên ba người hàn lập cũng bình yên vượt qua được hồ nước này. Một tháng sau nữa, trên bầu trời một vùng hoang nguyên, ba người hàn lập và bốn tên cả người đen thui đang đối mặt với nhau, cơ hồ chuẩn bị khai chiến với nhau. Bốn phía quanh người hàn lập là vô số thanh sắc kiếm quang bay lượt. Bảo hộ bản thân nghiêm ngặt phá vỡ lãng ngân của hai tên giả tộc nhân nhưng hai tên giả tộc nhân còn lại lại thúc giục pháp quyết, Lãng Ngân tiếp tục khôi phục như lúc đầu lần nữa biến thành một đám hư ảnh công kích Hàn Lập. Mà phía bên kia, Liễu Thúy Nhi cả người lam quang chấp động, thân hình được bao phủ trong một đoàn chất lỏng thần bí, trong tay thúc dục ngân toa bắn ra tinh quang bao lấy một tên giả tộc nhân khác. Phía đối diện, đối thủ của nữ tử này xem ra cũng không nhỏ, cả người ẩn trong hắc khí tung ra một đoàn hỏa điều phối hợp với ngân lãng va chạm với ngân toa không chút nào rơi xuống hạ phong. Về phần Thạch Côn, giờ phút này hắn đã hóa thành một người khổng lồ cao hơn 10 trượng ngoài thân bao phủ một tầng hôi bạch sắc quỷ dị, lộ ra vẻ hung hãn, hai tay vung cự chùy đánh về phía một gã giả tộc nhân khác bức hắn liên tiếp lùi ra sau. Mặc dù tên giả tộc nhân kia đang ở hạ phong nhưng hai tay của hắn không ngừng huy động, một tầng hắc khí từ trên người hắn tán ra tạo thành một tấm hắc thuẫn che trước người miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình. Hàn huynh, thạch đạo hữu mau ra tay đi, đến tối xuống thì giả tộc nhân cũng giống như ám thú, thực lực tăng lên không ít, đến lúc đó thì thực sự phiền phức đấy. Liễu Thúy Nhi thấy nhất thời lâm vào rằng co thì trong lòng lộ ra vẻ lo âu, mở miệng cảnh tỉnh hai người Hàn Lập. Nghe vậy, Hàn Lập thần sắc vừa động, ngẩng đầu nhìn lên trời một cái, chỉ thấy lúc này trời đã gần đến nơi rồi. Hắc hắc, hiện tại mới nhớ đến thì đã muộn rồi, chỉ một lát nữa thôi, Lão Phu sẽ đối tốt với mấy người thiên vân các ngươi. Một trong hai gã giả tộc nhân đối diện với Hàn Lập đột nhiên phát ra tiếng cười vô cùng khó nghe. Một lát nữa, căn bản không cần lâu như thế, các người có thể lập tức biến mất trên thế gian này được rồi. Hàn lập thản nhiên nói, tiện thế vung tay lên, nhất thời hôi mông quang hà quang mang đại phóng ảo ảo tuôn ra. Cùng lúc đó, hai tay liếu thúy nhì bắt quyết, một hôi sắc quang luân hiện ra sau lưng, còn thạch côn thì thân hình xoay tròn một cái, mười ngón tay bắn ra hôi ti như đạn. Từ xa nhìn lại, chỗ đại chiến giữa ba người hàn lập với bốn tên giả dạ tộc nhân đột nhiên hiện lên một quang cầu vô cùng lớn, hôi quang chấp động vô số phù văn như ẩn như hiện. Lập tứ, hồi sắc quang cầu bạo liệt mà ra, vô số phù văn bắn ra như mưa, đem phương viên trăm dặm bao phủ lại. Bốn gã dị tộc nhân kinh hãi một trận, toàn bộ đều thi triển thần thông liều mạng ngăn cản nhưng mỗi phù văn lại có uy lực vượt xa tưởng tượng. Nhất thời, tiếng nổ kinh thiên động địa liên tục nổ ra không dứt, bốn gã dị tộc vì thế mà tan thành mây khói, phi hôi yên diệt. Sau khi kết thúc tất thảy, ba người Hàn Lập lúc này mới thu lại nguyên từ thần quang, đều nhìn nhau khẽ cười một cái. Ba tháng sau, trên bầu trời một dãy núi bất tận, Ba người Hàn Lập Hóa thành ba đạo kinh hồng bay giữa ngàn vạn yêu thú, liều mạng phi độn về phía trước. Phía sau bọn họ vài dặm là một đám ngân sắc vân vụ đang cuồn cuộn kéo tới như thủy triều, nơi chúng đi qua cây cối hay là các loại tiểu thú đều bị thôn vệ sạch sẽ, một ngọn cỏ cũng không lưu lại. Một lúc sau, số lượng thú chạy trối chết từ trong núi chạy ra càng ngày càng nhiều, tất cả đều kinh hoàng thất thố chạy trốn. Làm sao bây giờ, sớm muộn thì chúng ta cũng bị ngân triều đó đuổi kịp, nghe đồn loại trùng này không kém chút nào so với về kim trùng một khi nhận định được con mồi thì căn bản không buông tha. Giới này hóa ra lại sinh sôi nảy nở nhiều như vậy. Thạch côn sắc mặt cực kỳ khó coi, quay đầu nói với hai người hàn lập. Không sai, thế lực chiều trùng này thật kinh người, chỉ sợ chúng sẽ theo chúng ta mấy tháng cũng không thành vấn đề. Ngay cả thượng cổ mãnh thu đối mặt với ngân trù này thì cũng phải tránh lui ba thước. Thanh âm của Liễu Thúy Nhi hiện ra một tia bối rối. Cũng khó trách hai người có bộ dáng như thế. Cho dù là ai thì khi bị trăm vạn hung trùng đuổi theo ba ngày ba đêm, pháp lực cũng tiêu hao gần nửa thì không tránh khỏi kinh hoàng. Cách duy nhất là hy vọng có thể gặp vài thượng cổ mãnh thú, dẫn chúng tới đám hung trùng này mà thôi. Sắc mặt Hàn Lập cũng phát xanh nhưng chấn định nói. Theo như địa đồ ghi lại thì cách chúng ta gần đây có khu vực của mãnh thú, lộ trình khoảng một ngày. Nếu không còn cách nào thì chúng ta chỉ có thể đi đến chỗ nó mà thôi. Thạch Côn cười khổ trả lời. Hàn Lập nghe vậy, nhất thời không nói gì thêm. Nhưng vào lúc này, trên trời bỗng chuyển đến tiếng ầm ầm, tiếp theo lục quang chấp động tại chân trời, một đám lục sắc vân vụ phóng nhanh về phía ba người Hàn Lập. Thấy vậy, Hàn Lập hiển nhiên cả kinh nhưng lam mang trong mắt chợt lóe đã nhìn rõ bản chất của lục vân phía xa xa, là những con quái điệp cỡ nắm tay, cả người chấp động lục phấn, bộ dáng vô cùng dữ tợn. chương 1690, hung trùng chi chiến. Là hóa huyết điệp, chúng ta có cơ hội rồi. Hàn Lập từ lâu đã không còn là kẻ chân ướt chân giáo bước chân vào linh giới nữa, khi nhìn thấy hình dáng của đám lục điệp này thì thất thanh kêu lớn nhưng lập tức lại lộ ra vẻ mừng như điên nói thật sự là loại hung điệp này tốt quá loại điệp này là thiên địch với đám trùng kia liễu thúy nhi cũng thi triển bí thuật sau khi nhìn kỹ hình dáng của lục điệp thì đồng dạng mừng rỡ đích xác là có cơ hội chạy thoát rồi nhưng phải cẩn thận ngàn vạn lần đừng để bị dính vào tràng tranh đấu của chúng nếu không thì tiểu mệnh khó mà giữ được Thái côn cũng phấn chấn lên nói lúc này ba người chúng ta nên chia ra nếu mục tiêu quá lớn thì rất có thể đều là mục tiêu của hai loại hung trùng này dù sao thì hiện tại chỉ còn cách cấm chế chia địa khoảng một nửa lộ trình chúng ta đều đã biết đường đi không bằng cứ chia ra chạy trốn chết hai tháng sau sẽ gặp tại gần cấm chế chia địa nọ hàn lập bình tĩnh nói nghe hàn lập nói thế hai người còn lại không khỏi ngẩn ra một chút nhưng thạch côn lập tức đồng ý nói hàn đạo hữu nói có lý lúc này mục tiêu càng nhỏ thì đúng là càng dễ trốn chỉ có thể như vậy thôi Liễu Thúy Nhi cũng không trần trừ chút nào, sau khi tự định giá một lát thì cắn răng gật đầu nói. Vì thế ba người vội vàng truyền âm vài câu sau đó phân ra mà chạy trôi chết. Lúc này, Lục Vân phía xa đã tới gần, cho dù không vận dụng thần thông thì bằng vào mắt thường cũng có thể thấy rõ bộ dáng phô thiên cái địa của Lục Điệp. Hung Điệp này không nói hai lời chia ra làm hai, một phần xông thẳng vào đám ngân chiều, một phần đuổi theo đám người Hàn Lập và đám thú đang bỏ chạy phía dưới mặt đất ngân chiều phía sau thấy cảnh này cũng không chút yếu thế một phân thành hai phần lớn nhỏ phần lớn nghênh chiến lục phân số còn lại điên cuồng đuổi theo đám thú phía dưới hàn lập và đám thú chạy trốn chết phía dưới nhưng bên trong đám thú này lại có không ít linh thú có linh trí cao biết cơ hội chạy trốn đã tới vài dị thú tu vi cao nhất điên cuồng hét lên tất cả đàn thú giải tán hóa thành yêu khí cuồn cuộn tản ra bốn phương tám hướng chạy trốn chết đi hàn lập không cũng không do dự quát khẽ một tiếng phong lôi xí sau lưng hiện ra đôi cánh khẽ vỗ nhẹ một cái, cả người liền hóa thành một đạo thanh bạch quang ti bắn đi. Cùng lúc đó, Liễu Thúy Nhi và Thạch Côn cũng gia tăng độn quang bay về hai hướng khác nhau. Lấy tốc độ toàn lực của phong lôi xí, chỉ cần mấy lần chấp động liền bỏ xa đám thú, đảo mắt một cái đã biến mất ở cuối chân trời, sau đó hắn mới quay đầu nhìn lại đám thú ở phía sau. Kết quả khiến cho hắn không khỏi phát lạnh một trận, chỉ thấy hơn trăm dị thú ở phía sau bởi vì hành động hơi chậm, kết quả bị quấn vào trong đại quân của hai loại hung trùng kia chỉ thấy Lục Vân và Ngân Triều ào ạt kéo đến, cổ họng di thú chưa kịp kêu lên thì đã biến mất không thấy, ngay cả hải cốt cũng không lưu lại chút nào. Lúc Lục Vân và Ngân Trùng lao vào nhau, vô số lục điệp đột nhiên vỗ cánh về phía đối diện. Nhất thời một cỗ lục phong quỷ dị từ trong đàn điệp bay ra, khí thế hung hăng ập vào Ngân Triều. Tiếng chi chi quái dị liên tiếp vang lên, không ít Ngân Trùng rơi xuống như mưa rào. Tiếp theo Lục Vân hạ xuống thôn vệ hết đám ngân trùng đang rơi xuống. la mang trong mắt Hàn Lập chấp động, Cảnh tượng trước mắt hiện lên rõ như ban ngày. Đàn điệp sau khi cắn nuốt ngân trùng thì bất ngờ ngoài thân hiện lên một vài chấm đỏ. Bất quá ngay cả khi độc phong của hóa huyết điệp lợi hại nhưng ngân sắc phi trùng thật sự là quá nhiều, hơn nữa không ít phi trùng mạnh mẽ có sức kháng cự với độc tính. Kết quả sau khi độc phong trôi qua, ngàn vạn ngân trùng lại bắt đầu lao vào Lục Vân, cuối cùng ngân triều và Lục Vân hoàn toàn đan vào nhau đánh nhau sống chết. Tiếng vù vù phát ra, lục điệp và ngân trùng giống như mưa từ trên cao rơi xuống sau đó lại bị Lục Vân và Ngân Triều lao tới thôn vệ sạch sẽ. Rõ ràng là năng lực thôn vệ của Ngân Sắc Phi trùng lớn hơn nhiều so với Lục Điệp nhưng bản thân hung điệp lại mang kịch đột, chỉ cần vỗ hai cánh là đã khiến đối thủ mất đi năng lực chống cự. Hai bên đều là hung trùng hung ác vô cùng, không thèm quan tâm đến tính mạng của mình, trong lúc nhất thời lâm vào thế rằng co không ngừng. Về phần đám hung trùng đuổi theo đàn dị thú, khi thấy đàn thú bỏ chạy tứ tán thì cũng hóa thành vô số đám nhỏ, đồng dạng chia ra mà đuổi theo sau hai loại trùng này tựa hồ hành động rất ăn ý tuyệt không tha cho con mồi không ít dị thú không chạy được xa liền bị hai loại hung trùng này đuổi theo cho nên không thể không liều mạng được trong lúc nhất thời tiếng thú kêu tiếng côn trùng vang lên đan sen lẫn nhau không dứt hàn lập hai mắt hiếp lại mắt thấy liễu thúy nhi và thạch côn đã phi độn ra cực xa nhưng phía sau vẫn còn một đám ngân trùng và lục điệp đang truy sát phía sau bất quá hắn cũng chỉ xem đến đây bởi vì hắn thoáng nhìn thấy một đám ngân trùng đang đuổi theo vài dị thú trực tiếp đuổi đến đây. Bộ dáng ngân trùng có đến cả ngàn con, hàn lập hít sâu một hơn, hai cánh sau lưng vỗ lên một cái, hóa thành quang ti bắn đi. Lúc này đây, hàn lập một hơi bay hơn nửa canh giờ mới quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy phía sau đã không còn bóng dáng của trùng ảnh nhưng hắn lại không vui mừng mà ngược lại khẽ cao mày. Mấy ngày trước lúc ba người bọn hắn bỏ chạy cũng đã thi triển tốc độ cực nhanh, bỏ xa đám hung trùng nhưng không biết đám hung trùng này có thần thông quỷ dị gì mà chỉ cần bọn họ hơi chậm lại thì một lát sau chúng liền đuổi tới. Vô luận là có dùng loại bí thuật ẩn nặc nào thì cũng không có hiệu quả là mấy. Thần sắc Hàn Lập thoáng âm tình bất định, đột nhiên bỗng ngử lạnh một tiếng, trên người chợt lóe hắc quang, một tầng hắc xa hiện lên, thân ảnh biến mất. Sau khi ẩn nặc thân hình, hắn mới không chút hoang mang bay về phía trước. Nhưng sau nửa canh giờ, Hàn Lập đột nhiên cảm ứng được điều gì đó, sắc mặt chợt biến đổi quay đầu lại. Kết quả một lát sau, cuối chân trời truyền đến tiếng vù vù, chỉ thấy một đám ngân sắc cự trùng đường kính mấy trượng đột nhiên hiện ra. Cự trùng này vỗ cánh một cái liền thuấn di đi hơn trăm trượng, bắn thẳng đến chỗ Hàn Lập ẩn nặc. Sắc mặt Hàn Lập hơi đổi, dùng thanh minh linh mục nhìn rõ diện mục đám trùng này. Rõ ràng là hơn một ngàn ngân sắc phi trùng hình thành nên một quái vật thật lớn. Mặc dù không biết vì sao ngay cả hắc xa cũng không che giấu được hung trùng này nhưng Hàn Lập rất rõ ràng, nếu không giết chết chúng thì đừng nghĩ tới việc bình an rời khỏi. Bất quá đám ngân trùng đáng sợ này ngoại trừ số lượng thì bản thân nó cũng có chút khó chơi. Thân thể chúng chẳng những cứng vô cùng, có thể chống đỡ được công kích của bảo vật bình thường mà răng của chúng còn có thể dễ dàng xé rách bảo vật phòng ngự. Nếu lấy bảo vật bình thường ra đối phó với chúng thì sợ rằng không có tác dụng. Trong lòng tự định giá như vậy, mắt thấy cự trùng sắp đến, Hàn Lập đột nhiên vung tay lên, nhất thời một tiếng vù vù bay ra, hàng trăm đóa kim hoa bay vù ra, sau đó đột nhiên kim quang cuồng trướng hóa thành một đám giáp trùng lớn nửa thước. Cả người kim quang trói mắt, đúng là phệ kim trùng thành thục. Đi, Hàn Lập cơ hồ không cần suy nghĩ, quát khẽ một tiếng, tay chỉ về phía ngân sắc cự trùng phía trước. Nhất thời phệ kim trùng vù một cái bay thẳng về phía cự trùng. Nguyên bổn ngân sắc cự trùng đang lấy khí thế hung hãn dị thường nhưng ngay khi vừa thấy phệ kim trùng xuất hiện thì toàn thân đều run lên một cái, lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương, bỗng nhiên quay đầu lại chạy trôi chết. Nếu Hàn Lập đã thả ra một lần nhiều phệ kim trùng như vậy thì hiển nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng. Cơ hồ cùng lúc đó, sau lưng vang lên tiếng sét đánh, cả người liền biến mất trong thanh bạch điện hồ. Sau một khắc, bầu trời phía trên ngân sắc cự trùng chợt lóe thanh bạch điện quang, thân ảnh Hàn Lập quỷ dị hiện lên, không nói hai lời lật tay lại, một ngọn hắc sắc tiểu sơn bay ra hóa thành một ngọn núi cao hơn 10 trượng nện xuống cự trùng phía dưới bảo vật vừa ra liền xoay tròn một cái, toàn thân tiểu sơn tuôn ra một mảnh hôi quang hình thành một tầng quang mạc bao lấy toàn bộ đám ngân sắc phi trùng. Hai cánh sau lưng phi trùng vừa động, cự trùng nhất thời run lên, cả người bị nguyên từ thần quang vây khốn. Một tiếng the thé giận dữ phát ra, thân hình cự trùng bỗng nhiên đại phóng quang mang, chỉ một lát sau cự trùng đã trở lại thành hơn một ngàn đầu ngân sắc phi trùng, sau đó như ong vỡ tổ hung hăn cắn nuốt quang hà. Tầng quang mạc do nguyên từ thần quang hình thành bốn phía, lấy mắt thường có thể thấy được đang dần mỏng đi nhưng Hàn Lập lại xem như không thấy, không lộ ra vẻ lo lắng gì cả bởi vì chỉ cần một chút thời gian này, hơn trăm vệ kim trùng đã bay tới phía dưới hắc sắc tiểu sơn. chương 1691, lôi bằng khôi lỗi. Chỉ thấy kim quang chợt lóe lên, vệ kim trùng đối với quang hà phía trước nhìn như không thấy mà vọt vào, ngay sau đó cùng hơn một ngàn con ngân sắc phi trùng cắn xé lẫn nhau số lượng phệ kim trùng bất quá chỉ bằng một phần mười ngân sắc phi trùng mà thôi nhưng hình thể lại lớn hơn đối phương mấy lần. Hơn nữa vô luân là về trình độ mạnh mẽ của thân thể hay là năng lực thôn vệ thì lại viễn siêu đám đối thủ này. Ngân trùng vô luận là cuồng chảo hay là giang nhanh dù có hung hăng cắn lên trên vỏ phệ kim trùng thì một tia dấu vết cũng không lưu lại. Mà phệ kim trùng chỉ cần cắn xé vài cái là đã dễ dàng đem đối thủ cắn nát thành vô số mảnh, sau đó thuần thục đen nuốt vào trong bụng theo số lượng thì cơ hồ là mấy con ngân trùng đồng thời công kích một con vệ kim trùng nhưng đảo mắt một cái, hơn phân nửa ngân trùng lại biến mất không thấy đâu cả. Số ngân trùng còn sót lại rốt cục cũng mất hết súng khí, xoay người mà chạy nhưng đang ở trong sự bao phủ của nguyên từ thần quang thì làm sao có thể chạy thoát được, nhất tề đều bị vệ kim trùng đuổi theo, nhất nhất bị cắn nuốt. Đến khi chỉ còn lại một con ngân trùng cuối cùng thì trên con phi trùng này lại đột nhiên hào quang chợt lóe rồi tự động bạo liệt ra chỉ thấy ngân mang chợt lóe rồi một đạo hư ảnh nhạt như không thấy từ giữa chợt bắn ra, sau đó lặng yêu phi độn mà đi. Nếu là tồn tại bình thường thì hơn phân nửa không thể phát hiện ra tung tích quỷ dị của hư ảnh này nhưng trên trời cao, trong mắt hàn lập lam mang chợt lóe rồi một bàn tay không chút do so dự chộp xuống phía dưới. Năm ngón tay trắng noãn như ngọc chia ra, một cỗ ngũ sắc hàn diễm bắn nhanh xuống, lấy thế xét đánh không kịp bưng tay lao xuống đem đạo hư ảnh mới chạy được hơn 10 trượng kia bao ở trong đó thân hình hư ảnh chấn động nhất thời hiện nguyên hình nhưng lại bị trói cứng không thể nhúc nhích mảy may đúng là một đầu ngân ảnh nhân diện trùng đang ở trong hàn diễm liều mạng dãy ruộng bộ dáng dữ tợn dị thường hàn lập vừa thấy cảnh này thì sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống năm ngón tay nhìn như tùy ý hơi co lại nhất thời phía dưới hàn diễm hóa thành vô số ngũ sắc quang ti nhất để hướng về phía trung tâm bắn nhanh đi hư ảnh ngân trùng không thể động đậy mảy may trong nháy mắt bị quang ti cuốn vào trong đó tiếp theo số quang ti này dùng sức thắt lại hào quang đại phóng rồi mạnh mẽ đem hư ảnh bị bao vây trong đó cắt thành vô số mảnh nhỏ. Thần sắc hàn lập lúc này mới buông lỏng vung tay lên. Ngũ sắc quang ti trượt lóe, tiếp theo hắn lại lao xuống chỗ đàn phệ kim trùng. Nhất thời phệ kim trùng hóa thành hơn trăm đóa kim hoa hướng về phía này bắn đi. Sau mấy cái chấp động thì chúng nó đều chui vào tay áo không thấy bóng dáng. Hàn lập một tay chộp xuống, hắc sắc tiểu sơn cũng chợt thu nhỏ lại rồi bay vào trong tay áo, lúc này hắn mới thở ra một hơi. Thời gian từ lúc thả ra phệ kim trùng đến lúc chúng nó một hơi cắn nuốt tất cả hung trùng và lập tức thu hồi bất quá chỉ là một khắc công phu. Cho nên ngay cả lần này thả ra một lượng không ít phệ kim trùng nhưng hao tổn thần niệm cực nhỏ, chưa tạo thành nhiều ảnh hưởng đối với hắn. Đương nhiên trong lúc thả ra phệ kim trùng trong lòng hắn cũng đã sớm có quyết định. Nếu không thể trong thời gian ngắn diệt sát được đám phi trùng kia thì tự nhiên không chút do so dự đem chúng nó thu lại, tuyệt không để cho thần niệm hao tổn quá nhiều. Nếu không liền mất nhiều hơn được, bất quá Tựa như đoán trước, phế kim trùng quả nhiên là lợi khí tốt nhất để đối phó với đám hung trùng này, trong nháy mắt liền diệt sát không còn một mảnh. Vận dụng bảo vật khác mà nói cũng không có nắm chắc có thể làm sạch sẽ lưu loát như thế. Hàn lập ngẩng đầu nhìn về phương hướng lưỡng trùng hung trùng đại chiến, sau khi liếc mắt một cái thì bên ngoài thân thanh quang chợt lóe rồi hóa thành một đạo thanh hồng phá không mà đi. Sau mấy cái chấp động liền biến mất phía chân trời không thấy bóng dáng. Cơ hồ đồng thời trong lúc đó, cách nơi xảy ra ngân chiều hơn 10 vạn dặm, một con cự trùng màu bạc hình thể to lớn hơn xa ngân trùng bình thường đột nhiên ngẩn đầu nhìn về hướng hàn lập liếc mắt một cái. Ở trên đầu ngân trùng rõ ràng có một khuôn mặt nam tử già nua. Hắn trao mày, trên mặt hiện ra một tia kinh nghi. Gương mặt nam tử ngóng nhìn về hướng hàn lập trong chốc lát sau đó xoay chuyển ánh mắt hướng về ngân vân phía trước. Ở vài dặm phía trước, ngân sắc phi trùng rậm rạp tạo thành thủy triều đang cùng lục vân cuồn cuộn đan vào nhau, bộ dáng nhất thời vẫn không thể phân ra thắng bại nhận diện trùng do dự trong chốc lát rồi cuối cùng vẫn phát ra một tiếng thét dài chói tai nhất thời ngân trùng phụ cận như nổi điên nhằm hướng phát ra thanh âm sắc bén nọ cuồn cuộn kéo tới trong nháy mắt lấy con trùng to lớn làm trung tâm mà ngưng tụ ra hình thể của một con ngân sắc cự trùng nhưng không ngừng cuồng trướng lên không lâu sau tất cả ngân sắc phi trùng phụ cận đều trở thành hư không thì một con cự trùng dài hơn trăm trượng đột nhiên hiện lên cự trùng này khẽ vỗ hai cánh một cái nhất thời dưới thân sinh ra hai cơn lốc gào thét rồi thân hình khổng lồ cứ như vậy mà bay lên trời, nhằm thẳng đến phía trước bay đi. Hàn Lập tuy rằng không biết lai lịch của nguyên thần vừa rồi bị hắn diệt sát cụ thể ra sao nhưng tự nhiên cũng không cần biết, xuất hiện việc này cũng không phải là chuyện tốt gì. Bởi vậy sau khi vừa ly khai chỗ cũ, hắn lại liên tiếp thay đổi phương hướng phi độn mấy lần, cũng vận dụng thái nhất hóa thanh phù ẩn nấp một đoạn thời gian rồi mới chính thức yên tâm tiếp tục lên đường. Tuy rằng hiện tại chỉ còn lại có một mình Hàn Lập nhưng hắn tự nghĩ cho dù bây giờ mình có đụng phải hợp thể so dai thì cũng có lực liều mạng nên thật ra cũng không sợ hãi lắm. Hàn Lập biến thành độn quang lần nữa theo lộ tuyến đã chọn tiếp tục hướng về một chỗ khác trong nghiễm hàn giới phi độn đi. Hai tháng sau, trên không trung một sa mạc mênh mông bão cát vàng tại nghiễm hàn giới bỗng nhiên hào quang chấp động rồi ba cái thanh sắc chiến xa kiểu dáng cổ xưa quái dị bí mật mang theo từng đạo thanh sắc hồ quang từ xa xa bắn nhanh đến. Chính sau mấy cái chấp động, ba cái thanh sắc chiến xa này liền chợt lóe lên rồi đã tới chỗ phụ cận sau khi đến phía trên cơn bão cát chừng hơn trăm trượng thì bỗng nhiên chỉnh tề ngừng lại lúc này mới thấy được rõ ràng bộ dáng thực sự của mấy cái chiến xa này chỉ thấy ba cái chiến xa kiểu dáng phong cách cổ xưa hoa văn tinh mỹ hơn nữa phía trên còn có thanh quang chấp động và một đám phù văn màu xanh lớn nhỏ không đồng nhất chấp động không thôi ở phía trước chiến xa hai bên tả hữu có hai con quái thú hình dáng như châu mặc thanh sắc giáp y đang đứng, Quái thú này có hai con mắt cực lớn, bên trong đỏ đậm như máu hơn nữa từ trong lỗ mũi thỉnh thoảng phun ra một làn khói nhẹ. Làn khói nhẹ này vừa phiêu tán đi đã làm cho nhiệt độ không gian phụ cân lập tức tăng vọt lên, đồng thời làm cho người ta có một cảm giác nóng rực khác thường. Mà ở trên ba cái chiến xa này, mỗi cái đều có hai đạo nhân ảnh thấp bé cùng một con khôi lỗi cao lớn đang đứng, khôi lỗi này đồng dạng được một lớp thanh sắc chiến giáp bao bọc nghiêm mật dị thường. Khôi lỗi này cao chừng hai trượng, bên hông có đeo một thanh đao đặc biệt, sau lưng cắm hai cây đoạn thương màu bạc óng ánh, hai tay cầm lấy một cái dây cương trực tiếp nối đến quái thú hình châu, từ trong mặt nạ màu xanh lộ ra hai con mắt, bên trong mắt có hồng quang chớp động quỷ dị. Về phần bóng người thấp bé trên xe cũng mặc chiến giáp, trên lưng có đeo một cái pháp luân thật lớn hàn quang lóng lánh, trên mặt hắn lại có nhiều vệt màu xám, trong miệng răng nanh lộ ra ngoài, bộ dáng xấu xí dị thường. Hiện giờ, sáu cái bóng người thấp bé dừng ở một chỗ này, từ trên cao nhìn xuống bão cắt như đang không ngừng tìm kiếm cái gì, đồng thời thi thoảng lại cúi đầu thương lượng cái gì kết quả một lát sau mấy người này tựa hồ đã thương lượng xong một người trong số đó lại khoát tay rồi đột nhiên trong tay lại xuất hiện một cái thanh đồng cổ kính sau đó hắn ném cái kính này xuống chỗ bão cát trong bão cát gào thét cái gương đồng quay tròn vừa chuyển rồi một vòng sáng màu xanh từ mặt kính thượng dựng lên rồi theo bốn phương tám hướng nhanh chóng khuếch tán ra bão cát phía dưới giống như cuồng bão vô cùng nhưng khi bị thanh quang đảo qua thì lập tức gió dừng cắt rơi khung cảnh bên trong hiện ra rõ ràng dị thường ở bên trong xuất hiện một cái phế tích đền đài, quy mô của phế tích này rất lớn, đưa mắt nhìn mà không thể nhìn thấy điểm cuối. Vừa thấy cảnh này, trên không trung mấy tên dị tộc nhân thấp bé kia nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, sau khi nói với nhau vài tiếng thì lúc này định cùng thúc giục chiến xa dưới chân bay xuống nhưng vào lúc này, từ một phương hướng khác phía chân trời trở truyền đến tiếng sấm liên hồi. Tiếp theo có một tiếng sét đánh thật lớn vang lên rồi một đoàn thanh sắc lôi cầu đột nhiên hiện lên ở chân trời, chỉ thấy lôi quang liên tiếp bắn ra rồi chỉ sau vài tiếng sấm rền thì trên không trung chợt có ánh sáng màu xanh lóe lên, đạo ánh sáng màu xanh này kéo dài khoảng cách mấy trăm trượng trong nháy mắt đã tới phụ cận ba cái chiến xa. Sáu gã dị tộc nhân thấp bé cả kinh nhưng lập tức lại thấy rõ ràng gì đó trong thanh sắc lệ quang. Đúng là một con cự điểu khôi lỗi thân dài vượt quá 20 trượng, kim thân ngân đầu thanh vũ. Xem ra bộ dáng đúng là tồn tại đồng dạng với lôi bằng tiếng tam lừng lẫy nhưng làm cho người ta giật mình chính là mặt ngoài khôi lỗi này có nhiều vết thương, Lông chim thì dụng mất hơn phân nửa, thậm chí hai bộ móng vuốt thì một cái đã không cánh mà bay. Tuy nhiên ngay cả như thế thì mặt ngoài cự điều này vẫn phát ra một tầng thanh sắc kim hồ chói mắt, vẫn làm cho kẻ nào nhìn thấy trong lòng run sợ, tuyệt không dám coi thường mảy may. Sáu gã dị tộc thấp bé này tự nhiên trong lòng run sợ. Lúc này một người trong đó phát ra một tiếng thét dài, nhất thời ba cái chiến xa gào thét một tiếng rồi động dạng hóa thành ba đạo thanh quang trực tiếp lao về phía khôi lỗi chưa thực sự tiếp xúc với lôi bằng nhưng dây cương trong tay ba con thanh giáp khôi lỗi cao lớn bỗng nhiên đồng thời run lên sáu con quái thú hình dáng như trâu sau khi cùng giống lên một tiếng thì há to miệng phun ra một cỗ thanh sắc hỏa diễm sau khi phun ra nó hóa thành một biển lửa cuồn cuộn cuốn đi cơ hồ cùng lúc đó sáu gã dị tộc nhân thấp bé kia cũng quát khẽ một tiếng đầu vai khẽ run lên rồi sau cái ngân sắc pháp luân từ sau lưng cùng nhau bắn ra Bảo vật này sau khi bị pháp quyết thúc dục bỗng nhiên thể tích cuồng trướng mà hóa thành sáu cái vòng tròn sáng trói lọi từ trên không trung bay thẳng đến lôi bằng khôi lối kia, bộ dáng giống như vô kiên bất tối. Lôi bằng khôi lối kia thấy vậy, hai mắt ngân quang chợt lóe, trên người thanh hồ sáng người cuồng tăng mấy lần, cái cự chảo còn lại kia hướng lên không trung chộp lên. Một cái hư ảnh thanh sắc cự chảo che lấp cả thiên địa hiện lên trên trời cao rồi hướng về ba cái gương xanh chộp xuống. Đối với vòng tròn màu bạc và thanh sắc hỏa diễm đang cuồn cuồn lao xuống, nó một bộ như không nhìn thấy. Lần này làm cho sáu gã dị tộc nhân thấp bé kinh hãi, có chút thất kinh. Cũng may sáu người này luôn có thói quen liên thủ, bình thường sớm đã phối hợp thuần thuộc dị thường. Trong đó có một người kinh sợ kêu lên rồi sáu người cuống quyết giơ tay bấm pháp quyết rồi hướng lên không trung liên tục điểm ra. Nhất thời sáu cái vòng tròn kia kêu lên vù vù một tiếng rồi đồng thời hướng về phía thanh sắc cự trào tụ lại, trong nháy mắt đã hòa hợp thành một thể và hóa thành một cái vòng tròn thật lớn đường kính vài chục trượt, không chút yếu thế hướng lên trên không kích đi. Oanh một tiếng nổ vang lên, hư ảnh cự trảo cùng vòng tròn va chạm vào nhau cũng bộc phát ra hào quang hai màu xanh bạc chói mắt. Lúc này thanh sắc hỏa diễm cũng lao vào đem lôi bằng khôi lỗi bao phủ vào trong đó, sau đó cũng cùng hộ thể lôi hồ đan vào nhau, bên trong thỉnh thoảng truyền ra tiếng sét đánh trầm thấp. Chương 1692, ảnh tinh, hồ quang kia hiển nhiên là có uy năng không nhỏ, mặc cho hỏa diễm màu xanh thiêu đốt ào ạt nhưng chỉ chớp động lên không ngừng mà không bị sứt mẻ tí nào. Trên không trung, chảo ảnh thật lớn kia hơi cứng lại, hiển nhiên là không ngăn cản nổi vòng tròn do sáu kiện pháp luân kiên biến thành rốt cục ở trong ngân quang mà tất tất vỡ vụn ra. Không còn bị ngăn cản, vòng tròn kêu vù vù một tiếng rồi nhảm thẳng đến đầu khôi lỗi mà chém xuống. Vòng tròn còn chưa hạ xuống mà phía dưới đã xuất hiện linh quang chấp động khiến cho cả hư không vặn vẹo từng trận, từng trận dao động quỷ dị phát ra, giống như bị một chảm vỡ ra. Lôi bằng khôi lỗi thấy vậy thì hé miệng phun ra một đạo quang hồ to to màu xanh, sau khi bay ra thì hóa thành một con điện dao màu xanh dương nhanh múa vuốt bắn đi mạnh mẽ kích lên phía trên vòng tròn. Sau một tiếng nổ lớn, ngân quang và hồ quang đan vào nhau. Nhất thời vòng tròn màu bạc quay tròn chấn động mà phát ra tiếng gào thét, mặt ngoài hiện ra mấy cái khe. Sau đó hào quang chấp động và lại chia ra làm sáu kiện pháp luân, sau đó một lần nữa hướng về phía sáu gã dị tộc nhân thấp bé quay về. Tiếp theo, trên người lôi bằng khôi lỗi hồ quang đại phóng, thân hình nổ vang một tiếng rồi trực tiếp hóa thành một đạo hồ quang biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, trên ba cái chiến xa quang hồ chợt lóe, thân ảnh lôi bằng bỗng nhiên hiện lên sau đó hai cánh của nó run lên mà mang theo một cô ác phong lao thẳng xuống. Sáu gã dị tộc nhân thấp bé thấy vậy thì tự nhiên cả kinh nhưng động tác cũng không hốt hoảng. Sáu người đồng thời nhất tay, đem một bàn tay nhanh như chớp giật đặt lên trên người thanh giác khôi lỗi trước mặt. Trong mắt ba con khôi lỗi huyết quang chợt lóe, Bên ngoài thân thanh quang ảo ra, thân hình một chút cuồng trướng lên thật lớn. Trong nháy mắt cái mặt nạ khôi lối bị rơi ra, bên trong lộ ra thân hình cao hơn 10 trượng, mặt mũi hung tợn dị thường. Ba con khôi lối vung ra 6 đạo quỷ chảo to lớn, đồng thời hướng lên không trung đẩy ra, hơn 10 đạo chảo mang màu xanh đen chợt lóe lên rồi hướng lên lôi bằng trên không trung biên cuồng kích đến. Tiếp theo, mỗi con khôi lối lại đưa một tay đập vào sau lưng một cái, lập tức 12 thanh ngân sắc đoạn thương thật lớn cũng hóa thành 12 đạo ngân trụ chợt lóe lên lướt qua hư không mà biến mất. Trong nháy mắt sau đó, trong hư không nhất thời vang lên tiếng nổ mạnh như sấm sét. Lôi bằng thấy vậy, mặt không chút thay đổi hé miệng phun ra thanh hồ, đồng thời giơ chảo nhấn xuống một cái, nhất thời từ chảo mang sinh ra một cự lực vô hình đè xuống. Vào lúc này sáu gã dị tộc thấp bé vừa thu cánh tay lại, trong miệng lẩm bẩm rồi thân hình trượt cuồng trướng lên mấy lần. Tiếp theo liên tiếp hơn 10 kiện bảo vật các loại từ trên người họ phóng ra, sau đó hóa thành đạo đạo bảo khí tham gia vào vòng công kích thanh âm bạo liệt ở giữa không trung vang lên liên miên, vô số đạo khí lãng cuồn cuộn tản ra, các loại hào quang chợt hiện chợt tắt lóa mắt làm cho người ta cơ hồ không thể nhìn thẳng được. Trận tranh đấu này rằng có ước chừng một canh giờ thì tiếng bạo liệt chợt đình chỉ mà linh quang cuối cùng cũng tắt đi. Thân thể tàn liệt của lôi bằng khôi lỗi từ trên không trung rơi xuống rồi chìm sâu vào phế tích ở phía dưới quỷ dị biến mất. Ba cái chiến xa và ba con thanh giáp khôi lỗi đã khôi phục lại nguyên trạng đang huyền phù ở giữa không trung, trên người đồng dạng đầy vết thương thậm chí có một con khôi lỗi trong đó trước ngực xuất hiện một cái lỗ to chừng miệng bát, trực tiếp xuyên thủng chỗ trái tim mà qua. Nếu không phải là thân thể khôi lỗi thì thương tổn bực này nếu xảy ra trên người một gã dị tộc bình thường thì hơn phân nửa đã sớm ngã xuống mà chết. Về phần thân hình sau gã dị tộc nhân thấp bé cũng không tốt đẹp gì. Hơn 10 kiện bảo vật xoay quanh bọn họ đã bị hủy diệt hơn phân nửa, chiến giáp trên người nhiều chỗ cũng cháy đen, thậm chí là không ít chỗ còn bị đánh lõm vào mà trở nên gồ ghề, bộ dáng cơ hồ là hư hao không còn, chỉ có sáu con quái thú hình châu kia thì không có hao tổn sợi lông nào nhưng cũng mệt phờ, miệng mũi ảo ảo phun ra bạch khí, trên người mồ hôi ướt đẫm. Tóm lại thì trận chiến cùng lôi bằng khôi lỗi này, sáu gã dị tộc cố nhiên cuối cùng thắng lợi nhưng giết địch ba nghìn mà tự tổn hao tám ngàn, đông dạng hao tổn không ít. Bất quá, sáu gã dị tộc sau khi thấy lôi bằng khôi lỗi bị đánh rơi thì kẻ nào kẻ nấy sắc mặt đều vui mừng, lúc này thúc giục chiến xa nhằm phía dưới bay đi nhưng đúng này, một cái thanh âm lạnh lùng từ trong một đám mây cách đó không xa truyền ra. Đa tạ, chư vị hát nhau tộc đảo hiếu đem con khôi lỗi đánh bại cũng giúp bọn ta đỡ tốn một phen tay chân rồi. Vừa dứt lời, từ trong đám mây kia bỗng nhiên hào quang vạn đạo bắn ra rồi hơn 10 bóng người phục sức khác nhau hiện lên. Cầm đầu là một người mặc hoàng sắc trường bào, khuôn mặt bất quá mới hơn 20 tuổi nhưng trên trán có mọc ra ba cái sừng ngắn màu vàng, bề ngoài sừng sáng lẻ lẻ, cực kỳ đáng chú ý. Ở phía sau hắn có hơn 10 mấy người nam nữ lão ấu không đồng nhất đứng song song. Vừa thấy mấy người này xuất hiện, khuôn mặt của sáu gã dị tộc nhân thấp bé đồng dạng khó coi dị thường, trong đó có một gã thấp bé nhìn như kẻ cầm đầu trong miệng phát ra thanh âm khàn khàn khô khốc khó nghe dị thường nói. Giác si tộc, các người như thế nào lại tới đây, chẳng lẽ là một mực âm thầm theo dõi chúng ta? Theo dõi, bằng vào các ngươi mà cũng xưng ư, bất quá các người đã phát hiện ra nơi đây thì cũng đừng nghĩ muốn sống mà ly khai. Động thủ đi, gã thanh niên cười lạnh một tiếng nhìn đám đồng bạn phía sau phân phó một tiếng hơn 10 tên giác si tộc phía sau nhất tề giả ran một tiếng tuân mệnh, theo sau hóa thành độn quang sắp xếp đội hình theo hình quạt cùng nhau tiến lên bao vây. Chạy, sáu gã hắc nhau tộc kia tự nhiên thần sắc đại biến, gã cầm đầu lại kinh sợ gầm lên một tiếng. Dưới chân sáu con nghiêu thú phong hỏa chi lực cùng nhau phát động mà đột nhiên nhảy lên, ba cái chiến xa tùy theo hóa thành ba đoàn thanh quang hướng về một mặt khác bay vọt đi. Bên trong thanh quang ẩn hiện có hồ quang chấp động đồng thời cũng truyền ra tiếng nổ vang động, độn tốc thực kinh người. Bất quá, đám giác si tộc này lại có thần thông kinh người. Bên ngoài thân mười mấy người này, có kẻ linh quang chợt lóe mà trực tiếp hóa thành một đạo cầu vòng trói mắt đồng thời trong tay bắt quyết, thân hình nhoáng lên một cái đã biến mất không thấy. Còn có kẻ tay áo bảo run lên, bên trong nhất thời bay ra một con linh thú hoặc là bảo vật phi hành, thân hình nhoáng lên cái đã đứng lên trên rồi lấy tốc độ bất khả tư nghị mau chóng đuổi theo. Chỉ thấy tên thanh niên cầm đầu kia hai tay vẫn chắp sau lưng, huyền phù ở trên không trung không nhúc nhích, giống như tin tưởng mười phần với khả năng của những người này. Cũng khó trách hắn tự tin như thế. Hắc nhau tộc tuy rằng cũng là một chủng tộc không nhỏ trên lôi minh đại lục nhưng tộc người này lại không am hiểu phi độn thuật. Bình thường cùng người ta tranh đấu thì chỉ có thể dựa vào các loại phi xa do trong tộc luyện chế ra để giao chiến. Nếu là thời điểm bình thường hoặc là lúc cùng người ta tranh đấu mà chiếm thượng phong thì điểm khuyết thiếu này không tính là gì. Nhưng hiện giờ, đám dị tộc nhân thấp bé này vừa mới chịu đau khổ một hồi thì tân cường địch lại liền lập tức xuất hiện hơn nữa đây rõ ràng là thời điểm bọn hắn khó có thể địch lại được nên khuyết điểm kia tự nhiên trở thành nhược điểm chí mạng. Kết quả không sai biệt lắm, ba cái chiến xa mới ra được gần ngàn trượng thì phía trước bỗng nhiên xuất hiện vô số đoàn linh quang bạo phát ra rồi mấy đạo nhân ảnh chợt lóe lên hiện ra. Đúng là vài tên vừa rồi ở phía sau tiến nhập vào trong hư không mà thi triển thuật thuấn di quỷ dị của giác si tộc. Mấy người này vừa xuất hiện lập tức giơ tay lên, nhất thời lôi hỏa phô thiên cái địa tuôn ra nhằm về hướng ba cái chiến xa ập xuống sáu đầu nghiêu thú khống chế chiến xa hung hãn dị thường, thấy vậy nhưng cũng không lùi bước nào, miệng phun ra thanh diễm ngăn cản công kích từ trên không trung xuống. Trên chiến xa, sáu gã hắc nhau tộc thấy tình hình này thì trong mắt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng nhưng cho dù là như thế thì bọn chúng vẫn không cam lòng cứ như vậy mà thúc thủ chịu trói. Sáu người hò hét một tiếng rồi đưa một tay vỗ vào thành giáp khôi lỗi đầy vết thương trước người khiến cho chúng lại biến thân thành một yêu quỷ thật lớn, đồng thời trong tay bấm quyết, hình thể lại cuồng trướng lên, ngân luân phía sau lưng cũng phi ra, nhoáng lên một cái đã hóa thành hơn trăm cái vòng tròn màu bạc rồi đồng thời hướng ra bốn phương tám hướng kích bắn đi. Sáu gã hắc nhà tộc sinh lòng liều mạng nên trong lúc nhất thời cùng hơn 10 gã rác si tộc kia tranh đấu bất phân thắng bại. Bất quá, vô luận là giác si tộc hay là gì tộc nhân thấp bé trong lòng đều rất rõ ràng, loại tình hình này bất quá chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Một khi pháp lực của mấy tên hắc nho tộc kia tiêu hao hết thì đây chính là lúc mấy người bọn họ lập tức táng thân. Nhưng đám dị tộc này, thậm chí là thanh niên một sừng đang bao vây bọn họ kia cũng không biết nơi đây ngoại trừ hai tộc bọn họ ra thì còn một bên thứ ba đang ẩn nấp cách đó mấy trăm dặm trong một lầu các bị tàn phá và dùng một kiện bảo vật cổ quái mà quan sát chăm chú bảo vật này là một kiện bạch sắc thủy tinh trong suốt nhưng mặt ngoài có hình ảnh chấp động không thôi đúng là hình ảnh sinh tử đại chiến giữa hơn 10 gã rác si tộc cùng 6 gã hắc nhau tộc kia chỉ là hình ảnh có chút xa xôi giống như đang đứng ở cách đó hơn 10 dặm mà quan vọng lại mà ở trước mặt thủy tinh đang có hai người khoanh chân mà ngồi, một người thần sắc lạnh nhạt, một người trên mặt hiện lên vẻ kinh nghi bất định. Sao lại thế này, giác si tộc sao cũng tới đây? Chẳng lẽ cũng là vì di chỉ cấm chế ở nơi này mà đến sao? Biểu tình của người này đầy vẻ kinh nghi, dáng người thon dài thước tha, trên đầu trùm một cái áo choàng màu trắng, đúng là Liễu Thúy Nhi. Giọng của nàng vừa rồi rất bé, cơ hồ thấp không thể nghe thấy được nhưng rõ ràng là hướng sang người bên cạnh mà hỏi mà người còn lại tuổi còn rất trẻ, một thân thanh bào nhưng khuôn mặt bình thường, đây rõ ràng là Hàn Lập. Hàn Lập tuy rằng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, ánh mắt thản nhiên nhìn vào hình ảnh trong thủy tinh, sau khi nghe lời ấy thì khóe miệng hơi nhếch lên một chút, từ từ trả lời. Liễu tiên tử không cần quá lo lắng, chỗ gì chỉ phế tích to lớn như thế, sao lại có thể đúng dịp trùng mục tiêu với chúng ta như thế? Hơn nữa vị trí hiện tại của chúng ta còn cách cấm chế chi địa không biết bao nhiêu vạn dặm những người này nếu thật sự có chung một mục tiêu với chúng ta thì cần gì phải cùng đám hát nhau tộc tranh đấu. Bất quá về sau hành động gì thì chúng ta phải cẩn thận hơn, đừng làm cho đám giác si tộc này phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta. Hàn Huynh nói như vậy cũng có lý, như vậy thì tiểu muội yên tâm hơn. Chúng ta hay là trước tiên đổi chỗ ẩn thân đi, nên cách xa đám giác si tộc này hơn một chút. Sau đó đợi đến khi thạch đạo hữu chạy tới đây mà tụ lực lượng của ba người mà mở ra cấm chế chi địa liễu thúy nhi sau khi hơi cân nhắc thì đề nghị nói ân như vậy cũng đúng bất quá trước đó chúng ta nên xác định rõ mục tiêu của đám giác si tộc kia nguyên bản việc này khó khăn như thải tiền bối trong tinh tộc có đưa cho tiên tử một vật đại danh đỉnh đỉnh ánh ảnh tinh có vật này thì cho dù ở cách xa địch nhân hơn ngàn dặm vẫn có thể nắm rõ hành động của đối phương như lòng bàn tay hàn lập nhìn tinh thạch rồi đưa tay sờ sờ cầm một lúc mới chậm rãi nói ánh ảnh tinh này tuy rằng có thuật ẩn nấp cực kỳ thần diệu thậm chí là thánh giai tồn tại cũng không dễ phát hiện ra được nhưng nó chỉ có thể phản ảnh được một ít cảnh thượng bình thường mà thôi. Một khi đối phương thi triển câm chế gì đó che đậy hành động thì ảnh tinh này cũng vô dụng. Liễu Thúy Nhi không khỏi nhíu mày nói, chương 1693, Thái Ất Thanh Quang. Cũng không biết có phải là trùng hợp hay là tên thanh niên kia thực sự là phát hiện được cái gì mà nữ tử này vừa dứt lời thì vốn đang lơ lửng bất động trên không trung bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên phía trên một chút, sau đó giơ tay lên, một cái ô hắc viên bát bay ra, sau khi xoay quanh một cái thì huyền phù ở giữa không trung. Tiếp theo thanh niên giác xi si tộc kia mồm lẩm bẩm, mười ngón tay nhắm hướng cái viên bát liên tiếp búng ra. Vô số đạo pháp quyết màu sắc khác nhau bắn ra, sau khi lóe lên thì đều chui vào trong cái viên bát. Viên bát sau khi kêu dài một tiếng thì bên ngoài thân hắc quang đại phóng rồi dường như cuồng trướng lên. Đảo mắt kích thước của nó đã biến thành hơn 10 trượng giống như một tòa nhà huyền phù ở phía trên không trung tiếp theo từ bên trong viên bát toát ra vô số hắc khí tối đen như mực nhầm bốn phương tám hướng điên cuồng tản ra. Trong nháy mắt nó đã đem cả thiên không che kín lại, khiến cho ngày bỗng nhiên biến thành đêm. Mảnh thủy tinh chứa mặt hàn lập và liễu thúy nhi nhất thời trở nên đen thui, rốt cuộc nhìn không rõ được vật gì nữa. Sắc mặt hai người đều biến đổi nhưng chưa kịp mở miệng nói chuyện gì thì trên thủy tinh hắc quang chợt lóe rồi mặt ngoài trong nháy mắt lại khôi phục như lúc ban đầu mà một lần nữa hiện ra hình ảnh tuy nhiên chỉ thấy hình ảnh này hết thảy đều khác lúc trước chỉ thấy xa xa có mấy đám mây trắng lơ lửng trôi đi còn đám rác si tộc cùng tên thanh niên kim rác kia nguyên bản đang huyền phù ở trên không trung lại biến mất không thấy bóng dáng trong mắt liễu thúy nhi mâu quang chợt lóe rồi giơ một ngón tay thon dài hướng về thủy tinh điểm ra một chỉ hào quang chớp động rồi mặt ngoài thủy tinh hình ảnh thay đổi lúc này trên đó đang phản chiếu hình ảnh phía dưới kết quả cũng chỉ thấy bão cát mênh mang mà đồng dạng không thấy bóng dáng đám rác si tộc đâu cả xem ra đối phương đã thi triển huyễn thuật để che đậy toàn bộ hành động của bọn chúng. Trừ phi chúng ta mạnh mẽ thao túng ảnh tinh phóng qua cấm chế nếu không là bất lực nhưng nếu làm như vậy thì hành tung của chúng ta khẳng định sẽ bại lộ không thể nghi ngờ. Lúc đó có chút mất nhiều hơn được, Liễu Thúy Nhi khẽ thở dài một hơi nói, tiếp theo tay áo bào của nàng hướng về phía thủy tinh phất một cái, phía trên thủy tinh hòa quang chợt lóe rồi mặt ngoài hiện ra một lớp xương mù nhẹ nhẹ màu trắng ngà, sau đó mọi hình ảnh lập tức giống như ảo ảnh tán loạn biến mất còn thủy tinh cuối cùng hóa thành một viên tinh thể màu trắng ngà nhìn như bình thường và bị hút vào trong cổ tay áo. Quên đi, nếu đám giác si tộc này cẩn thận như thế thì chúng ta cũng không cần kinh động tới chúng. Nhưng như thế mà xem thì việc bọn họ đang mưu đồ cũng không nhỏ, cũng không biết là có liên quan tới việc của chúng ta hay không, có ảnh hưởng gì không. Hàn Lập có chút suy nghĩ thì thào nói vài tiếng, mục tiêu của chúng ta mà nói thì chỉ cần một lát công phu là tới, tuy nhiên dù sao cũng nên phải có sự phòng thủ nhất định, Hàn Huynh có thượng sách gì không? Liễu Thúy Nhi trong lòng dùng mình chậm rãi hỏi, nhân thủ của đối phương khá đông, hơn nữa thần thông đều không kém gì bọn ta, biện pháp tốt nhất tự nhiên là không có, đến lúc đó chỉ có thể bày ra mấy tầng pháp trận mà che giấu động tĩnh phá cấm chế của bọn ta. Mặt khác đám giác si tộc này tuy rằng đã bày ra huyễn thuật che giấu hành động nhưng chúng ta cũng nên bố trí ở phụ cận ảo trận một số khôi lỗi hoặc là linh thú âm thầm giám thị, vạn nhất bọn họ thực sự có dị động gì thì bọn ta cũng có thể đề phòng một chút. Hàn Lập sau khi hơi cân nhắc thì nói, cũng chỉ có thể như thế, Liễu Thúy Nhi đồng dạng trầm ngâm trong chốc lát rồi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đồng ý nói. Nếu tiên tử cũng không phản đối thì chúng ta lập tức bố trí thôi. Nơi đây cũng không có phải chỗ ở lâu, mau đi đến cấm chế chi địa thôi. Hàn Lập không do dự nói, điều này là tự nhiên, không biết thạch đạo hữu khi nào thì có thể đuổi kịp tới đây mong rằng trên đường đừng xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Liễu Thúy Nhi ngưng trọng nhìn xuống phía dưới, khẩu khí có chút lo lắng nói. Nếu hai người chúng ta có thể thuận lợi đến đây như thế này, lấy thần thông của Thạch Huynh thì ta nghĩ là cũng sẽ vô sự thôi. Huống hồ hiện tại bất quá vừa qua kỳ hẹn hai tháng, vạn nhất Thạch Đạo Hữu đi theo lộ tuyến xa hơn thì đến chậm mấy ngày cũng là việc bình thường. Hàn lập cười khẽ một tiếng tựa hồ đối với Thạch Côn tin tưởng mười phần. Hy vọng là như thế, Liễu Thúy Nhi nghe Hàn Lập nói như thế thì tự nhiên là không có lời gì lo lắng nữa. Hàn Lập nở nụ cười, tay áo vừa động, nhất thời một đạo bóng trắng từ trong tay áo bay ra, sau khi xoay quanh một cái thì trong bạch sắc Hàn Quang hiện ra một nữ tử áo trắng mặt vô biểu tình đứng ở trước mặt. Đúng là thông linh khôi lỗi hoa hoa, đi đi, đi dám thị đám giác si tộc, không cần động thủ cùng bọn họ mà chỉ cần đứng xa xa coi chừng bọn họ là được. Hàn Lập thả nhiên phân phó một tiếng, hoa hoa vừa nghe lời này thì ánh mắt chợt lóe khẽ cử động như chuẩn bị bay lên trời thì trong lòng Hàn Lập vừa động rồi cất tiếng gọi nàng lại. Chậm đã, người đem bảo vật và phù triện này mang ở trên người thì cam đoan là không bị phát hiện. Hàn Lập nói xong thì lật tay lại, trong tay hào quang chợt lóe rồi bỗng nhiên có thêm một tấm lụa mỏng màu đen cùng một tấm phù triện. Cái phù triện kia có tử quang chấp động không ngừng, đúng là thái nhất hóa thanh phù. Trên mặt Hoa Hoa vẫn không nhìn ra dị sắc gì nhưng nghe nói thế thì liền vung tay đem hát xa cùng phù triện chụp lấy, tiếp theo bên ngoài thân bạch quang chợt lóe lên mà hóa thành một cái bóng trắng bay đi. Hàn huynh, người có vẻ yêu quý khôi lỗi này dị thường a, à, bất quá việc này cũng khó trách. Cao dài thông linh khôi lỗi như thế, cho dù là tiểu muội cũng cực kỳ hâm mộ. Liễu Thúy Nhi xem được một màn này thì thản nhiên cười nói. Hắc hắc, tiên tử nói đùa, lấy thân gia của đạo hữu nếu muốn mua một con thông linh khôi lỗi tốt nhất thì đâu phải là chuyện nhỏ. Nhưng nói lại, loại khôi lỗi này cũng có chút như có hoa không quả bình thường dùng không tốt bằng một con linh thú cùng dai. Một con này của ta cũng là do người khác tặng cho. Hàn Lập mỉm cười từ chối ý kiến trả lời nói. Điều này cũng phải, việc khu động loại khôi lỗi này đối phó với địch mà nói thì chỉ là rất tốn đỉnh dai linh thạch. Việc này đã đủ để cho người ta cảm thấy đau đầu. Nếu Hàn Huynh phái ra thông linh khôi lỗi thì ta cũng thả ra một con linh thú, đồng dạng phối hợp với khôi lỗi này đi dám thị đám giác si tộc kia. Liễu Thúy Nhi thấy Hàn Lập không muốn nói nhiều về thông linh khôi lỗi thì lập tức thức thời chuyển đề tài. Tiếp theo nàng đưa một tay ra khẽ nhấn vào chỗ eo lưng một cái. Đột nhiên một đạo ngũ sắc thải hồng chợt bắn ra, giống như lôi quang hỏa thạch một chút đã biến mất ở trên hư không không thấy bóng dáng. Cho dù Hàn Lập có linh mục mà cũng chỉ có thể ở trong phút chốc mơ hồ nhìn thấy đó tựa hồ là một con tiểu thú trông như mang xí tiểu điêu, ngoài thân phóng ra ngũ sắc quang mang. Hàn Lập bị độn tốc quỷ dị của tiểu thú này làm cho cả kinh không khỏi thâm ý sâu sắc nhìn nữ tử này liếc mắt một cái nhưng Liễu Thúy Nhi lại đứng dậy nói một câu. Chúng ta đi thôi, đến phủ cận cấm chế chi địa chờ thạch đạo hữu tới. Hàn lập tự nhiên không có phản đối, vì thế bên ngoài hai người linh quang chợt lóe hóa thành lưỡng đạo độn quang bay lên không nhằm hướng rời xa rác si tộc bay đi. Một đường đi, cảnh sát dưới đất thủy chung như một. Tất cả lọt vào trong tầm mắt đều là bão cát màu vàng. Tàn viên phế tích ở trong bão cát như ẩn như hiện từ mấy ngày trước Hàn Lập đã đi trước một bước tới đây đem phiến di chỉ này xem qua nơi này diện tích rất lớn bộ dáng chừng hai ba trăm vạn dặm trong đó có không ít địa phương rõ ràng có cấm chế tồn tại có vẻ nguy hiểm dị thường may mắn Hàn Lập trước đó đã được đám người thải lưu anh nhắc nhở nên đi xa xa né tránh được địa vự này nếu không loại thượng của cơ quan giống như lôi bằng tại khu vực này tuyệt đối lưu lại không chỉ một con về phần chỉ dẫn của đám người thải lưu anh thì cũng chỉ một nơi nguy hiểm nhất trong đó hai người sau khi cẩn thận phi hành mấy vạn dặm thì rốt cuộc rừng độn quang lại. Hàn lập hai mắt nhíu lại nhìn về phía trước, chỉ thấy xa xa phía dưới có một đạo bạch sắc quang hà dài hơn trăm trượng ở trong bão cát chậm rãi chuyển động. Mặc cho cuồng phong gào thét mà vẫn không chút sức mẻ nào. Hơn nữa bão cát vừa tiếp xúc với quang hà này thì đều lóe lên rồi chui vào, giống như bị cắn nuốt trong đó vô ảnh vô tung. Càng làm cho người ta mau cốt tủng nhiên chính là bốn phía quang hà đều bị phủ kín bởi từng đống xương thú, trong đó có hơn phân nửa đều bị các hạt cát màu vàng bao phủ trong đó. Bất quá trong đó có một số bộ xương cốt bị cháy đen lộ ra. Mặc dù không biết đã tồn tại bao nhiêu năm nhưng hầu hết đều trắng như phấn, chứng tỏ là hài cốt dị thú mới chết. Lúc này trong tay Liễu Thúy Nhi đã có thêm một cái pháp trận bàn cổ quái to cỡ bàn tay mà cẩn thận ngóng nhìn. Không sai, chính là nơi này, đây chính là cấm chế chi địa trong miệng ra sư cùng đoạn tiền bối. Sau một lúc lâu, Liễu Thúy Nhi mới thở dài một hơi tự nói một tiếng thoạt nhìn đích xác có một chút hung hiểm. Bất quá nếu nhị vị tiền bối đã mất đại khí lực đem ba người chúng ta tụ tập lại đây thì việc bài trừ cấm chế này khẳng định là có vài phần nắm chắc. Ánh mắt Hàn Lập nhìn lên đám xương thú này đảo qua vài cái có chút bình tĩnh nói. Hy vọng là như thế. Nghe ra sư nói cấm chế nơi đây tại thời điểm thượng cổ do Thái Ất Thanh Quang cùng bài danh song song với nguyên từ thần quang biến hóa hình thành. Để bài trừ nó cũng chỉ có cách dùng nguyên từ thần quang để khắc chế, cho nên tập hợp ba người có được nguyên từ thần thể như chúng ta hẳn là đủ để bài trừ cấm chế này. Liễu Thúy Nhi hai mắt nhìn vào cấm chế trước mắt, hiển nhiên so với Hàn Lập thì hiểu hơn không ít nên lại nói ra như vậy. Thái ất thanh quang, thần sắc nguyên bản đang thong dong của Hàn Lập nghe vậy thì không khỏi hô nhỏ một tiếng, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Như thế nào, Hàn Huynh đối với kỳ quang này cũng cảm thấy hứng thú. Liễu Thúy Nhi tựa hồ phát hiện ra dị sắc của Hàn Lập, mâu quang chợt lóe hỏi. Hàn Mỗ tự thân có được nguyên từ chi bảo nên tự nhiên đối với loại kỳ quang song song này có chút hiểu biết, nghe nói Thái Ất Thanh Quang có danh xưng là Hư Nhận. Nghe nói là nó sắc bén dị thường, một khi thả ra uy năng cơ hồ có thể sánh bằng vô hình kiếm khí đại thành, có thể chém giết đối thủ trong vô hình. Không biết có phải thực sự thần kỳ như thế hay không. Thần sắc Hàn Lập lập tức khôi phục như thường, nhẹ giọng nói: "Xem ra Hàn huynh đối với Thái Ất Thanh Quang này thực sự hiểu biết không ít. Ta nghe ra sư có nói qua." thanh quang này uy năng tuy không nhỏ nhưng cũng không giống như trong truyền thuyết làm cho người ta sợ hãi như vậy nhưng nếu dùng kỳ quang này mà hình thành cấm chế chia địa thì đích xác là vô kiên bất tối và khó lòng phòng bị. Nếu không lúc trước gia sư đã sớm liều mạng mạo hiểm mạnh mẽ phá vỡ cấm chế một lần và đắc thủ bảo vật mà quay về rồi. Hơn nữa thái ất thanh quang này rồng dạng không thể hậu thiên tu luyện mà thành, chỉ có thể dựa vào thiên địa tạo hóa chi lực thiên nhiên mà hình thành, ở linh giới chúng ta kỳ quang này so với nguyên từ thần quang càng thêm hiếm có. Tồn tại tu luyện nguyên từ thần quang ngẫu nhiên còn có nghe thấy còn tu luyện thái ất thanh quang thì từ thời thượng cổ đến giờ chưa từng nghe nói qua. Liễu Thúy Nhi giải thích nói, nói như thế, cấm chế phía dưới hẳn là có một vật có thể sử dụng thái ất thanh quang chi bảo hoặc là ẩn chứa kỳ quang này bên trong. Khóe mắt hàn lập chợt nhảy lên một chút, không khỏi hỏi lại một câu. chương 1694, tuyết hống tộc. Tuy ra xưa tuy không có nói tỉ mỉ nhưng hơn phân nửa là như thế. Liễu Thúy Nhi gật gật đầu nói, hảo không nghĩ tới lần này còn có thể kiến thức được thái ất thanh quang đại danh đỉnh đỉnh chuyến đi này ngay cả không lấy được bảo vật thì cũng không tính là tệ hàn lập khẽ thở ra một hơi khóe miệng bỗng nhiên nổi lên vẻ tươi cười nói mà liễu thúy nhi đang nhìn một đoàn bạch hà phía dưới trong mắt cũng lộ ra vẻ trầm ngâm đột nhiên một tay nàng vừa lật trong tay bỗng nhiên có thêm một cái phi xoa màu đỏ đậm chỉ thấy cổ tay nàng khẽ uốn rồi phi xoa đã hóa thành một đạo xích mang bắn ra chỉ chấp động một cái xích mang trong nháy mắt đã tới phía trên bạch sắc quang hà sau đó lóe lên mà chui vào trong đó. Đúng lúc này, xích mang bỗng nhiên run lên rồi phi xoa ngay sau gào lên một tiếng mà vỡ ra làm bảy tám mảnh giống nhau như bị bảy tám thanh thần binh vô hình đồng thời chạm tới, dễ dàng đem vật này chém nát. Mảnh vỡ của phi xoa càng rơi xuống thì lại càng gặp nhiều công kích, cuối cùng hóa thành vô số điểm xích quang hoàn toàn bạo liệt ra mà biến mất không thấy. Hàn lập thấy một màn này thì khóe miệng đang tươi cười chờ tắt ngấm, thần sắc có chút ngưng trọng. Vừa rồi thần niệm của hắn quét xuống nhưng không thể cảm ứng được hình thể của Thái Át Thanh Quang nhưng cũng may trước đó hắn đã vận dụng Minh Thanh Linh Mục nên ở trong đồng tử Lam mang chấp động, trong sát na phi xoa bạo liệt bị chém nát mơ hồ nhìn thấy mấy chục đạo hư ảnh chém lên trên. Mấy thứ này, cho dù là ở trong Linh Mục cũng mơ hồ dị thường, bộ dáng toàn thân trong suốt. Xem ra mấy thứ này là tướng mạo sẵn có của Thái Ất Thanh Quang. Thái Ất Thanh Quang này quả nhiên là quỷ dị liễu thúy nhi không biết dùng phương pháp nào mà giống như cũng có thể cảm ứng được hư ảnh quang này không khỏi thở dài một hơi nói hàn lập nghe vậy thì đuôi lông mày vừa động cánh tay vừa nhấc theo sau đó từ trong cỗ tay áo bay ra một đạo thanh quang thanh quang này đồng dạng xoay quanh một cái rồi nhằm phương hướng nọ rơi xuống đây rõ ràng là một thanh phi kiếm dài chừng một thước màu xanh một trong những thanh thanh trúc phong vân kiếm thế rơi của phi kiếm này cực kỳ mau lẹ chỉ thoáng một cái đã đến phía trên bạch hà vài chục trường trong mắt Hàn Lập Lam mang khẽ chấp chăm chú nhìn xuống phía dưới không nháy mắt. Kết quả chỉ thấy mấy chục đạo hư ảnh tế ti hiện lên bốn phía phi kiếm sau đó lóe lên mà cũng chạm tới trên phi kiếm. Một trận thanh âm va chạm chói tai phát ra, mặt ngoài phi kiếm thanh quang liên tục lóe ra, nó bằng vào sự cứng rắn của bản thân mà trong lúc nhất thời vẫn bình yên vô sự nên vẫn lao nhanh xuống. Mắt thấy nó sẽ tiếp cận đến Bạch Hà thì trong nháy mắt này số lượng hư ảnh bốn phía phi kiếm chợt tăng lên gấp mấy trăm ngàn lần rồi đồng thời nhằm phi kiếm cuồn cuồn lao tới. Đến lúc này thì thanh phi kiếm rốt cục đã không thể chống đỡ được, sau một tiếng vang trầm thất thì tất tắc, tắc vỡ vụn ra, hóa thành một đoàn thanh mang nổ tung ra. Hàn lập sắc mặt khẽ biến nhưng không nói gì mà lập tức giơ tay hư không đánh ra một chảo. Vô số điểm thanh quang trong tay liền hội tụ lại sau đó một thanh phi kiếm đầy đủ lại một lần nữa ngưng tụ ra. Liễu Thúy Nhi đứng bên thấy như vậy thì trong mắt dị sắc chợt lóe mà Hàn Lập thì lại lắc lắc đầu, vung tay lên, phi kiếm trong tay cứ như vậy mà biến mất không thấy bóng dáng. Tuy trong tay hắn còn nhiều bảo vật có tính năng phòng ngự hơn xa thanh trúc phong vân kiếm nhưng một khi đã bị hủy thì không thể hồi phục được nên tự nhiên là không thể mạo muội lấy ra thử cấm chế này. Bất quá ngay cả ngoài mặt tân lực bảo chỉ sự bình tĩnh nhưng trong lòng hàn lập lại âm thầm hưng phấn không thôi. Thái ất thanh quang đúng là chủ tài liệu luyện chế một tòa trong nguyên hợp ngũ cực sơn, thái ất thanh sơn. Tuy rằng trên thế gian dị bảo có được thái ất thanh quang đều không phải có hình trạng là thái ất thanh sơn nhưng nơi đây cấm chế nếu có uy năng lớn như vậy, hơn nữa từ thời thượng cổ đến hiện tại mà vẫn còn có thể bảo trì uy năng không thay đổi, tựa hồ vẫn cuồn cuộn không ngừng cung cấp thái ất thanh quang thì tựa hồ chỉ có thái ất thanh sơn mới có thể làm được điều này. Nếu như hắn có thể có được núi này thì tòa đệ nhị cực sơn chẳng phải là rất có khả năng. Hàn Lập âm thầm cân nhắc như vậy nên quay lại lạnh nhạt nói một câu với Liễu Thúy Nhi. Thái ất thanh quang này quả nhiên là sắc bén, không phải hai người chúng ta có thể bài trừ được. Hay là chờ Thạch Đạo Hữu đến đã, khi đó ba người liên thủ bài trừ cấm chế. Tiểu Ngụy cũng nghĩ như thế. Chúng ta bây giờ nên tìm một chỗ đặt chân ở phụ cận đá, trước tiên điều tức dưỡng thần, xúc tinh dưỡng tuệ một phen. Liễu Thúy Nhi mở miệng đồng ý nói. Vì thế hai người sau khi thương lượng vài câu thì lại hóa thành độn quang cùng nhau hướng về một phương hướng bắn đi. Sau một chút công phu sau thì hai người đã dừng lại cách chỗ cũ hơn ngàn dặm đồng thời đứng ở trên không trung nhìn xuống phía dưới. Nơi này bão cắt không nhỏ như Liễu Thúy Nhi vừa giơ tay lên tế ra một viên châu vào giữa đám cát vàng minh mông hạt châu này quay tròn vừa chuyển lập tức thả ra một phiến hoàng quang đem hàn lập cùng nàng đồng thời bao bọc ở bên trong. Toàn bộ bão cát chung quanh nhất thời bị quét sạch sành xanh. Hàn lập cùng Liễu Thúy Nhi chậm rãi hạ xuống, cuối cùng cũng dừng lại ở trong một cái điện phủ đổ nát đã sập hơn phân nửa, chỉ còn lại non nửa. Nửa tháng sau, phía chân trời có hào quang chợt lóe lên rồi một đạo độn quang hiện lên sau đó nhằm hướng nơi này kích bắn đến. Sau mấy cái chấp động thì dừng lại ngay phía trên chỗ hai người hàn lập ẩn thân, sau khi linh quang chợt tắt thì hiện ra một bóng người thân hình cao lớn. Đúng là gã thạch kiến tộc thạch côn kia, bất quá giờ phút này đại hán này sắc mặt có chút tái nhợt, hai mắt thần quang ảm đạm, bộ dáng tựa hồ nguyên khí tổn thương không nhẹ. Thạch côn cũng không vội vã hạ xuống báo cắt phía dưới mà cảnh giác dị thường quan sát mọi nơi một vòng, xác định phụ cận không có gì dị thường thì mới đảo tay lấy ra một cái pháp bàn. Hắn ngưng thần nhìn pháp bàn một lúc rồi bên ngoài thân hoàng mang chợt lẽ vô thanh vô tức hướng xuống phía dưới rơi xuống. Phía dưới, hoàng quang minh mông va chạm với hộ thể linh quang của đại hán thì phát ra tiếng kim trúc ma sát ken kết nhưng không cách nào ngăn trở được mảy may. Khi thạch côn rơi xuống đến dưới thì Hàn Lập và Liễu Thúy Nhi đã sớm chờ ở lối vào. Thạch huynh, khí sắc của người kém như thế, có phải trên đường đụng phải phiền toái gì không? Liễu Thúy Nhi sau khi thấy rõ bộ dáng của thạch côn thì có chút giật mình hỏi. Đâu chỉ là phiền toái, thạch mỗ lần này thiếu chút nữa là không giữ được cái tiểu mệnh này thạch côn vừa nhìn thấy hai người hàn lập thì thần sắc trước tiên là buông lỏng sau đó lại nở nụ cười khổ nói sau đó thân hình hắn chấp lên một cái rồi bỗng nhiên bay tới trước mặt hàn lập cùng liễu thúy nhi chẳng lẽ thạch đạo hữu lúc trước gặp phải đám hung trùng này hàn lập chậm rãi hỏi hắn nhớ rất rõ ràng lúc trước truy đuổi đại hán này là một đội hung trùng đúng là ngân trùng truy phía sau hắn nếu không phải hắn đã mạnh mẽ đánh chết sạch sẽ thì đích xác là rất khó thoát khỏi được Đám hung trùng này tuy rằng khó chơi nhưng nếu ta thi triển một loại bí thuật do so gia sư truyền thụ thì chúng nó còn không đến mức làm cho ta chật vật như thế. Ta ở trên đường đi đã đụng phải tuyết hống tộc, bị chúng nó đuổi giết ước chừng hơn nửa tháng mới thoát được. Đại hán có chút nghiến răng nghiến lợi nói, tuyết hống tộc chính là đám dị tộc có thể thi triển băng trúc tính thần thông kia, cũng cho rằng băng trúc mới là căn nguyên của hết thảy thần thông trên thế gian mà điên cuồng kỳ thị những chủng tộc tu luyện thần thông khác. Liễu Thúy Nhi có chút hoảng sợ nói, không sai, chính là đám điên này, đừng nhìn tộc này thực lực chỉnh thể bất quá cũng trung bình mà nhầm, kẻ nào kẻ nấy không thèm nói lý mà luận sự cứng rắn của thân thể cùng chiến lực thì không thua tồn tại cao giai cấp bậc hải vương tộc trong giác si tộc liên minh chút nào. Tộc này trước kia sinh hoạt tại cực bắc của lôi minh đại lục nhưng bởi vì nơi đó quá mức khẻo lánh, rất ít khi được nghe nói đến nhiễm hàn giới hay chuyện tiến vào nhiễm hàn giới nhưng không biết tại sao lần này lại không những tiến vào mà còn khiến ta đụng phải. Thạch Côn Oán hận nói Hàn Lập bởi vì đã xem qua điển tịch liên quan cho nên tự nhiên cũng biết đến Tuyết Hống tộc Nai, nghe vậy thì hắn và Liễu Thúy Nhi đều nhìn nhau liếc mắt một cái rồi chỉ có thể than đại hán này quả thực là xui xẻo. Lấy tình hình hiện giờ của đại hán này thì tự nhiên là không thích hợp lập tức cùng hai người hắn liên thủ phá cấm. Vì thế ba người sau khi thương lượng thì tiến hành chuẩn bị khoảng 5 6 ngày, chờ sau khi Thạch Côn khôi phục nguyên khí thì mới chính thức bắt đầu hành động. Đương nhiên Hàn Lập cũng thuận miệng đem chuyện giác si tộc cùng mục tiêu cách xa bọn họ đến mấy vạn dặm nói cho Thạch Côn. Đại hán này nghe vậy thì há mồm, bộ dáng có chút không biết nói gì. Năm sáu ngày nhoáng cái đã qua, trong lúc này, khôi lối của Hàn Lập và linh thú của Liễu Thúy Nhi vẫn không phát hiện ra đám giác si tộc này đang thi triển huyễn thuật bên kia có hành động gì dị thường. Giống như đám giác si tộc này sau khi bày ra ảo trận thì liền lặng lẽ hành quân đi mà không có hành động gì lớn. Đám người Hàn Lập cùng Liễu Thúy Nhi tuy rằng không biết giác si tộc này có cái chủ ý quỷ quái gì nhưng lại mong ước tình hình này cứ bảo trì đến cuối cùng để bọn họ có thể thuận lợi bài trừ cấm chế rồi lặng yên rời đi. Vì thế đến một ngày, ba người độn quang vô thanh vô tức bám theo mặt đất mà bay đi đến thẳng chỗ cấm chế chi địa. Một lát công phu sau, ba đạo độn quang đã hiện ra cạnh đoàn bạch sắc quang hạt kia, độn quang lóe lên rồi thân ảnh ba người hàn lập hiện ra sau đó thân hình lại trở nên mơ hồ quỷ dị tản ra tạo thành thế hình tam giác huyền phù ở trên không trung phía trên cấm chế. Như vậy các bước bài trừ ba vị đạo hữu đều đã nhớ rõ rồi chứ. Cấm chế phía dưới xác định mục tiêu đoạt lấy thái ất thanh quang là việc chính. Nơi đây tổng cộng chia ra làm ba tầng lớn, 11 tầng nhỏ, trong đó cứ một tầng sau lại lợi hại hơn tầng trước ba phần. Chúng ta phải một hơi phá vỡ toàn bộ nếu không thì chỉ cần một cái cấm chế nào bị cản trở khiến cho hành động hơi chậm một chút mà nói thì những cấm chế phía sau đã bài trừ lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Lúc đó thì thật sự là kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ. Ngay trước đoạn tiền bối lúc chưa tiến giai thánh tộc liền dựa vào sức mạnh phòng ngự kinh người cùng thân thể cường đại mà một hơi phát được 7 tầng cấm chế. Lúc này ba người chúng ta liên thủ, hơn nữa còn có nguyên từ thần sơn khắc chế thái ất thanh quang thì trên lý thuyết mà nói là đủ sức phá vỡ toàn bộ 11 một tầng một lúc bất quá cái này chỉ là phán đoán của gia sư còn cụ thể như thế nào thì chỉ có đến lúc đó mới biết được cho nên nhị vị đạo hữu vẫn phải cẩn thận vạn phần liễu thúy nhi nhìn hàn lập cùng thạch côn liếc mắt một cái vẻ mặt nghiêm nghị nói hiển nhiên việc bài trừ cấm chế đối với nàng này là việc chính hàn lập nghe liễu thúy nhi nói xong thì không khỏi nở nụ cười hỏi lại một câu ta cùng thạch đạo hữu mất bao sức lực mới đến được nơi này tự nhiên sẽ đem toàn lực sẽ không để cho việc này thất bại trong gang tấc nhưng ước định giữa ta và nhị vị tiền bối lúc trước liễu tiên tử cùng thạch đạo hữu hẳn là đều nhớ rõ ràng chứ hàn huynh cứ yên tâm hai người ta đều được sư tôn nói qua về chuyện hứa hẹn ngoại trừ bỏ mấy thứ ra sư cùng đoạn tiền bối phải có gì đó thì những bảo vật khác có phát hiện ra được hay không thì toàn bộ đều xem vào tạo hóa tuyệt không lấy thêm thứ gì khác thạch côn đứng bên nghe xong thì cũng cười ha ha gật đầu nói phải hàn lập nghe vậy thì sắc mặt lộ ra vẻ vừa lòng gật gật đầu chương 1695, phá cấm. Phía dưới, Liễu Thúy Nhi thấy Hàn Lập và Thạch Côn không nói gì liền đưa một tay vỗ lên vòng chữ vật một cái. Ngũ sắc quang mang chợt lóe lên rồi một cái ô nhỏ nhìn diễm lệ dị thường hiện ra trong tay. Cái ô này dài bất quá nửa thước nhưng phía trên phát ra năm loại ánh sáng, 10 loại màu sắc, nhìn rất đáng chú ý. Thạch Côn tựa hồ nhận ra bảo vật này nên thần sắc vừa động. Liễu Thúy Nhi ngưng trọng đem vật này ném lên không trung. Nhất thời bảo vật này hóa thành một đoàn ngũ sắc linh quang hướng lên trời cao bắn đi, sau mấy cái chấp động thì biến mất trên trời cao vô tung vô ảnh. Một lát sau, một mảnh ngũ sắc quang hà từ trên không trung dọi xuống đem hết thảy trong phạm vi 10 dặm bao trùm vào bên trong. Ở trong quang hà xuất hiện một đám phù văn lớn nhỏ không đồng nhất như ẩn như hiện, sau khi lóe lên vài cái thì tán loạn biến mất không thấy. Tiếp theo khắp nơi quang hà nhất thời như trong suốt mơ hồ rồi cuối cùng biến mất vô ảnh vô tung. Hàn Lập thấy vậy thì hai mắt nhíu lại dùng thần niệm đảo qua. Kết quả khi thần niệm vừa bay đến nơi Quang Hà biến mất thì liền lập tức bị một đạo lực lượng vô hình hất bắn ngược quay về. Có vẻ như một phương thiên địa này đều bị ngũ sắc tiểu tán kia cấm kế phong bế lại. Nhưng lúc này Liễu Thúy Nhi vẫn chưa dừng tay, trên người nàng hào quang chợt lóe rồi hơn 10 cân trận kỳ kim quang trói mắt từ trên người bay ra. Mỗi cây đều tinh xảo dị thường, mặt ngoài lấp lóe phủ văn dày đặc. Đám phù văn này sau khi xoay quanh một trận thì liền hóa thành kim mang chui vào trong hư không bốn phía. Nhất thời hơn 10 đạo kim sắc quang trụ phóng lên cao, lại chợt lé rồi biến mất không thấy, đồng thời trong không gian lại xuất hiện một đạo sóng dao động như có như không, mỏng manh dị thường. Thấy vậy, Liễu Thúy Nhi trong lòng buông lỏng, nhìn hai người Hàn Lập cười giải thích nói. Cái tị không tán này là một kiện chí bảo đắc ý nhất của gia sư, nó có thể che đậy toàn bộ linh áp dao động phát ra lúc bọn ta bài trừ cấm chế. Còn bộ trận kỳ tạo thành kim đô cấm linh trận kia là vật gia sư vì chuyến đi này mà luyện chế ra, đây là một kiện phòng ngự trận kỳ. Cho dù thánh giai sơ kỳ tồn tại công kích vào pháp trận này thì nó cũng có khả năng ngăn cản được nhất thời, nửa khắc. Hảo, nếu liễu tiên tử đã làm như thế thì thạch mỗ cũng sẽ bố trí thêm một ít tiểu vật. Thạch côn ánh mắt chợt lóe lên rồi cười nhẹ nói. Theo sau đại hán hé miệng phun ra hơn 10 đoàn hôi quang. Trong mỗi đoàn hôi quang có một viên hoàn màu đen, tổng cộng có 13 viên, sau khi vây quanh đại hán bay vù vù một trận thì cũng đồng dạng nhoáng lên một cái mà quỷ dị biến mất. Âm phách tử mẫu hoàn, đoạn tiền bối lại đem trí bảo này giao cho thạch huynh. Liễu Thúy Nhi liếc mắt một cái liền nhận ra đám viên hoàn này, ánh mắt chợt co rụt lại. Tử mẫu hoàn này không có công hiệu gì khác ngoại trừ khả năng chuyên đả thương hồn phát nguyên thần. Không kịp đề phòng thì ngay cả thánh tộc cũng bị trọng thương. Cái này vừa lúc phối hợp với tiên tử làm thành thủ đoạn bổ sung mà thôi. Thạch Côn bất động thanh sắc nói. Cũng tốt, như thế mà nói, nếu đám giác si tộc này thực sự lại đây quấy rối thì bằng những thủ đoạn này bọn ta cũng đủ sức ngăn cản một trận. Liễu Thúy Nhi sau khi im lặng một lát thì khẩu khí trở nên bình tĩnh nói còn hàn lập thì trong mắt hiện lên một tia đăm chiêu nhưng lại chỉ sờ sờ cầm, thản nhiên nói. Nếu nhị vị đạo hữu đã chuẩn bị tốt thì chúng ta nên lập tức bắt đầu bài trừ cấm chế đi. Không biết vì sao, ta vẫn cảm thấy được chúng ta nên hành động càng nhanh càng tốt, đỡ phải đêm dài lắm mộng. Hắc hắc, Hàn Huynh nói như vậy thực có đạo lý. Liễu tiên tử, động thủ đi. Thạch Côn cười hắc hắc liên thanh đồng ý nói. Nếu nhị vị đạo hữu đã đều chuẩn bị tốt thì tiểu muội bên này tự nhiên cũng không có vấn đề gì. Liễu Thúy Nhi nhẹ giọng cười nói. Tiếp theo một tay nàng lại nhoáng lên một cái, trên tay bỗng nhiên xuất hiện thêm một cái tiểu phiến màu đen khác. Mặt ngoài tiểu phiên này màu đen đồng thời phía trên ẩn hiện có nguyên từ thần quang phát ra. Nữ tử này cầm tiểu phiên trong tay hướng ra trước người ném đi đồng thời một tay bấm quyết, trong miệng lầm bầm thần chú. Sau một tiếng nổ oanh lớn thì một cái hôi sắc quang luân từ sau lưng hiện lên, phù văn bên trong hơi chuyển động thì quang hà theo đó bắt đầu quay cuồng khởi động. Cây tiểu phiên màu đen kia như có cảm ứng chợt trở nên run rẩy đồng thời phát ra thanh âm vù vù trầm thấp. Vừa thấy Liễu Thúy Nhi kích phát nguyên từ thần quang, Hàn Lập và Thạch Côn đều nhìn nhau liếc mắt một cái sau đó đồng dạng cùng thi pháp. Lúc này đây, bên ngoài thân Thạch Côn hôi quang đại phóng, tay áo bảo run lên, Bên trong có một cái bảo vật hình dáng như một cái lệnh bài bay ra. Lệnh bài này màu sắc u ám dị thường nhưng hai mặt trước sau có hai văn tự nguyên và quang. Lệnh bài từ từ chuyển động sau đó hình thể cuồng trướng biến thành lớn hơn một trượng. Đại Hán thấy vậy thì không chút do dự xòe tay, năm ngón tay chia ra đặt lên mặt trên của lệnh bài. Trên năm ngón tay linh quang chợt lóe, phía trên lệnh bài nhất thời hôi quang đại phóng, hai cái văn tự cổ mặt ngoài phát ra ánh sáng chói mắt. Về phần Đại Hán, bên ngoài thân hôi sắc quang hà quay cuồng thanh thế của nguyên tử thần quang cực kỳ kinh người. Lúc này Hàn Lập cũng đem một bàn tay tối đen như mực từ trong cổ tay áo thỏ ra. Thân sắc vừa động, năm ngón tay hơi hơi co lại rồi một ngọn núi cao tầm một tấc quỷ dị hiện ra trong lòng bàn tay. Đúng là nguyên cực từ sơn đã bị luyện chế qua, không chờ Hàn Lập dùng pháp quyết thúc dục, ngọn núi này đã tự động bay ra. Sau khi nhoáng lên một cái, tiểu sơn lập tức bành trướng lên biến thành hơn 10 trượng. Mặt ngoài ngọn núi ngân văn sáng ngời, đồng thời tầng tầng hôi sắc quang lãng toát ra. Cơ hồ đồng thời lúc đó hôi sắc quang luân từ sau lưng nữ tử chấn động rồi một đạo hôi sắc quang trụ chợt lóe lên bắn ra kích lên phiên kỳ gần đó. Nhất thời hôi sắc tán phiên chấn động, mặt ngoài phiên mở ra vô số phù văn hiện lên và một đạo quang trụ thô to từ trên phiên phun ra. Lệnh bài thật lớn trước người thạch côn hào quang lưu chuyển một trận rồi một chùm bụi ti từ trên lệnh bài bắn ra. Hàn lập mặt không chút thay đổi thúc dục pháp quyết, giơ một ngón tay điểm lên hắc sắc tiểu sơn. Nguyên cực từ sơn quay tròn vừa truyền rồi một phiến hôi sắc quang lãng từ đáy ngọn núi cuồn cuộn tuôn ra. Ba loại nguyên từ chi lực trong nháy mắt hòa hợp thành một thể sau đó lại hóa thành cái phù văn to lớn, đường kính vượt quá hơn 10 trường. Dưới sự điều khiển của Liễu Thúy Nhi phù văn to lớn toàn thân bụi hà này quay cuồng, sau khi chợt lóe lên thì liền lập tức chui vào trong bạch hà bên dưới. Một tiếng nổ trầm thấp truyền ra, bạch hà thanh quang đan vào nhau, bạch hà thoạt nhìn đang chậm rãi chuyển động nhưng lại trong nháy mắt bị phù văn dễ dàng một kích mà phá, hóa thành nhiều điểm linh quang biến mất không thấy. Nhưng lúc này phía dưới Bạch Hà lại hiện ra một quầng sáng màu xanh nhạt. Phù văn lúc này đang rơi xuống liền không chút trần chờ hung hăng nện lên trên thanh quang nhưng lúc này lại vô thanh vô tức không có thanh âm nào phát ra. Hồi sắc phù văn cùng thanh quang vừa tiếp xúc thì quầng sáng lại chỉ chợt lóe rồi bỗng nhiên biến mất giống như bị cắn nuốt rồi. Phù văn to lớn lại tiếp tục rơi xuống, phía dưới lại lập tức có vô số tinh ti đỏ đậm đan vào nhau lấp lóe, số lượng rất nhiều, chẳng chịt rậm rạp giống như một tấm mạng nhện thật lớn. Lúc này đây Phú Văn còn chưa tiếp xúc đến thì trên ti võng đã có hồng quang chợt lóe lên rồi một mảnh hồng vân hà cuồn cuộn toát ra hướng lên phía trên dâng lên. Phú Văn vừa lúc chui vào trong hồng vân nhưng tình hình lúc này so với lúc trước thì hoàn toàn tương phản, tiếng nổ từng đợt phong lôi liên miên vang lên. Tuy nhiên Phú Văn vẫn trầm xuống, hồng vân sôi trào quay cuồng nhưng cuối cùng vẫn bị hôi quang phá tan mà trở thành hư không tinh thi đỏ đậm bên dưới bị hôi quang chụp xuống giống như tuyết chảy mùa xuân nhanh chóng bị hòa tan biến mất. Phù văn hào quang chờ tắt rồi lại tiếp tục nhanh chóng rơi xuống, đánh sau vào đệ tứ tầng trong cấm chế. Chỉ là lúc này phù văn do nguyên từ thần quang biến thành so với lúc bắt đầu thì hào quang tựa hồ ảm đạm đi một ít. Thấy cái cấm chú phía trước dễ dàng bị bài trừ như thế làm cho đám người hàn lập đều có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản ba người nhất thời cố kỵ nhất là Thái ất Thanh Quang nhưng do bị Nguyên Tử Thần Quang khắc chế nên ngay từ đầu vẫn chưa thấy xuất hiện trực tiếp ngăn cản Phú Văn. Đây cũng là nguyên nhân có thể khiến cho việc bài trừ mấy cái trọng cấm chế dễ dàng như vậy. Trong nháy mắt, dưới ánh mắt của đám người Hàn lập, Phú Văn do Nguyên Tử Thần Quang ngưng tụ thành đã liên tiếp phá tan chín cái trọng cấm chế khác nhau nhưng giờ phút này uy năng của Phú Văn to lớn này rốt cuộc cơ hồ tiêu hao không còn. Sau một tiếng gào thét trần thấp thì mặt ngoài chợt xuất hiện vô số vết dạn nứt nhỏ sau đó tắc tắc vỡ vụn ra, có vẻ như sắp tán loạn biến mất. Nhị vị đạo hữu còn chờ gì nữa, còn không mau chuẩn bị một kích cuối cùng. Liễu Thúy Nhi bỗng nhiên quát lên một tiếng rồi hôi sắc quang luân phía sau trượt bắn ra, hóa thành một đạo quang trụ thô to chui vào trong phù văn sắp vỡ vụn. Vết dạn mặt ngoài phù văn vào lúc này trong nháy mắt lại khép lại như lúc ban đầu, hào quang lại đại phóng và lại hùng hổ lao xuống. Hàn Lập và Thạch Côn cũng đồng dạng phân biệt thi pháp, một cái lệnh bài thật lớn vỗ một cái liền giống như tên rời nỏ bắn vọt xuống. Một cái hắc sắc tiểu sơn bị một ngón tay đẩy khẽ liền không tiếng động rơi xuống. Hai cái một trước một sau hóa thành hai luồng hôi quang thật lớn giống như hai khỏa hôi sắc lưu tinh nhanh chóng rơi xuống. Đệ thập trọng cấm chế rõ ràng là một tầng do vô số hạt cát màu vàng sẫm tạo thành. Hôi sắc phù văn vừa tiếp xúc với màn cát này thì trong nháy mắt toàn thân hơi dừng lại. Ở dưới linh mục thần thông của Hàn Lập thì Thái Ất Thanh Quang nguyên bản vẫn bị nguyên tử thần quang áp chế đã bắt đầu xuất hiện ở phụ cận. Thanh quang này rốt cục chờ lúc uy năng nguyên tử thần quy nác chi lực của Phù Văn giảm đi thì mới thể hiện ra uy năng của mình. Nó tùy theo hướng lên trên chém tới. Phù Văn nhất thời kêu lên một tiếng muộn hưởng rồi hóa thành vô số mảnh nhỏ nổ tung. Quang hà màu xám run rẩy kích động một trận rồi lại ngạnh sinh đem thái ất thanh quang này biến thành hư ảnh trong suốt và tách ra làm hai mà đúng lúc này, hồi sắc quang hà do lệnh bài thật lớn cùng hắc sắc tiểu sơn biến thành cũng hùng hổ ập xuống. Sau hai tiếng ầm ầm thì thái ất thanh quang còn sót lại tuy rằng miễn cưỡng muốn ngăn cản một phần nhưng lại giống như châu chấu đá xe, bị hai cái đồng thời kích lên mà tán loạn đi, hồi sắc quang cầu thừa thế kích lên màn cắt phía dưới. Đám cát vàng óng ánh này sau khi chấp lên một trận thì tiếp theo mỗi hạt cát trong nháy mắt biến ảo thành cỡ nắm tay liều mạng nhắm về hướng hai kiện dị bảo vào tới. Bộ dáng muốn đem lệnh bài và cả tiểu sơn đè cho vỡ vụn. Đám cát màu vàng này hiển nhiên là một kiện bảo vật lai lịch không nhỏ gì đó, nếu là bảo vật bình thường thì căn bản là không thể ngăn cản được cự lực như thế đánh vào nhưng vô luận là nguyên cực từ sơn của Hàn Lập hay là kiện hôi sắc lệnh bài kia đều là trí bảo ẩn chứa nguyên từ chi lực. Tại lúc cát vàng đè xuống, tuy rằng quang hà có co rút lại nhưng hào quang lại càng thêm chói mắt. Cát vàng ngay cả thần diệu vạn phần nhưng sau khi va chạm với hôi sắc quang hà thì lại tựa như gặp lực cản lớn lao không thể tiến về phía trước một chút nào. Mà đúng lúc này, Ngân sắc phù văn mặt ngoài nguyên cực từ sơn cùng cổ văn trên lệnh bài thật lớn đồng thời lóe lên vài cái, lúc này uy năng chính thức mới thể hiện ra. Chương 1696, Thu Sơn, chỉ thấy mặt ngoài tiểu sơn vô số ký hiệu màu bạc biến ảo nổi lên sau đó vây quanh ngọn núi màu đen bay nhanh mà huyễn hóa thành một cái hắc động đường kính mới trượng. Bên ngoài hắc động có huynh quang xoay tròn cuốn ra, từ đó phát ra một luồng hấp lực thật lớn. Đám cát vàng phụ cận này bị quầng trắng mờ mờ cuốn đi không tự chủ được quay tròn vừa chuyển rồi liền một lần nữa khôi phục lại hình thể ban đầu hướng vào phía hắc động tuôn vào. Đám cát thật lớn gần đê tô một chút đã bị cuốn đi sạch sẽ. Lúc này hai chữ cổ văn phía trên lệnh bài chấp động thì cả lệnh bài chấn động rồi một đạo hôi mang thô to từ trên đỉnh kích bắn ra. Hào quang chợt lóe lấy cả lệnh bài lam chui, lấy nguyên từ thần quang làm mũi mà hóa thành một đạo kiếm quang màu xám thật lớn màu xám kiếm quang vừa đảo qua thì hư không phụ cận nhất thời vặn vẹo một trận chớp lên không ngừng hạt cát bốn phía đều lập tức vỡ vụn tán loạn kiếm quang này uy lực lợi hại như vậy hạt cát màu vàng ngay cả số lượng lên đến hàng trăm vạn nhưng sau khi hai kiện dị bảo đại triển thần uy thì hơn phân nửa đều bị nguyên cực từ sơn thu lại số còn lại hơn non nửa đều bị kiếm quang chấn vỡ biến mất để thập trọng cấm chế bị mạnh mẽ phá vỡ suốt cục trọng cấm chế cuối cùng đã hiện ra một bức họa lớn do nhiều quầng sáng màu xanh tạo thành cuộn tròn từ phía dưới hiện lên trong bức họa cuộn tròn thanh sơn xanh ngắt, vô số linh cầm cùng bướm trắng bay quanh đó, cảnh vật đúng là hữu tình vô cùng vô tận. Trong lúc đó, cùng với quá trình bức họa từ từ cuồn cuộn kéo lên thì một ngọn núi cao lớn màu xanh hiện lên nhưng ngay sau đó chỉ thấy hào quang chợt lóe rồi một đoàn linh quang nổ tung ra, kéo theo đó là điều ảnh đủ mọi màu sắc ở trong thanh quang như sống lại, hoặc là hai cánh giang rộng hoặc là nghiền cổ kêu dài, tất cả đều từ trong bức họa cuồn cuộn kéo ra. Trong đám linh cầm đó, có con há mồm phun ra một đoàn hỏa cầu đỏ đậm, có con hai cánh vỗ mạnh mà phát ra vô số phong nhận màu trắng. Có con từ song chảo phát ra tiếng lôi minh ầm ầm rồi từng đạo hồ quang màu bạc từ trên móng vuốt bắn ra. Vô số công kích trong lúc nhất thời giống như phô thiên cái địa từ các phương vào tới. Không chỉ vậy, trên ngọn núi màu xanh kia chợt có quang mang chấp động rồi hóa thành một cái hư ảnh mắt thường vô pháp nhìn thấy đi trước một bước hướng về ngọn núi màu đen cùng kiếm quang xám bắn tới. Lần này số lượng thái ất thanh quang nhiều hơn xa mấy cái trọng cấm chế phía trước nguyên cực từ sơn cùng kiếm quang khi bị hư ảnh áp tới thì quang hà màu xám có vẻ ảm đạm khá nhiều bộ dáng như bị khắc chế thái ất thanh sơn hàn lập không kinh sợ mà còn lấy làm mừng không cần suy nghĩ đoán gì liền lập tức biết ngọn núi đang chấp động trong bức họa kia chính là vật mà hắn đang tha thiết ước mơ bất quá ngọn núi này hiển nhiên đã bị dùng làm một loại chủ tài liệu để luyện chế thành bức họa cuộn tròn đồng thời cũng dùng chính bức họa này để tăng phúc lực do đó nên uy lực to lớn tựa hồ viễn siêu do với dự đoán trong lòng nghĩ như thế nên hắn thúc giục kiếm quang màu xanh phía trước thạch côn chỉ thấy hào quang đại phóng rồi lao chém xuống nơi nào kiếm quang đi qua thì cho dù là hỏa cầu hay là phong nhận đều giống như băng tuyết mùa xuân tan biến mất thừa thế kiếm quang trực tiếp chém lên đàn chim trong bức hỏa cuộn tròn kiếm quang chợt lóe hàng trăm điều ảnh lập tức bị một chảm tiêu diệt tuy nhiên ngay sau lại có vô số điều ảnh thân hình vừa động mà hóa thành một đoàn ngũ sắc quang diễm hướng về phía kiếm quang cuồng đánh tới tiếng nổ ầm ầm liên tiếp vang lên non nửa quang đoàn đi đầu ngay lập tức bị kiếm quang tiêu diệt nhưng càng lúc càng nhiều ngũ sắc quang diễm lao lên, rốt cuộc kiếm quang cũng vô pháp ngăn cản hết khiến cho quang mang chờ tắt và một lần nữa trở thành hình dáng cái lệnh bài như cũ, cũng gào thét một tiếng bị quang diễm kéo xuống mà rơi vào trong bức họa. Ngũ sắc quang diễm còn lại thừa thế dương uy tiếp tục hướng về phía ngọn núi màu đen trên không trung cuồn cuộn kéo đến. Hàn lập trong lòng dùng mình, không kịp nghĩ nhiều một tay bấm quyết rồi na hừng hướng nguyên cực từ sơn ngưng trọng điểm ra một chỉ trên ngọn núi chợt có tiếng như tiếng chuông trầm đục truyền ra rồi thể tích ở trong quầng sáng trắng mở lại cuồng trướng lên. Chỉ sau vài cái chấp động thì ngọn núi đã bành trướng lên thành mấy trăm trượt, mặt ngoài hiện ra vô số ký hiện màu bạc rồi cũng mang theo quang lãng màu xám đẻ xuống. Tuy rằng vừa rồi cự kiếm màu xám uy lực kinh người, sắc bén dị thường nhưng luận về số lượng nguyên tử thần quang thì lại vô pháp so sánh với ngọn núi thật lớn do nguyên cự từ sơn hóa thành được. Phía dưới, ngũ sắc quang diễm đang sông lên thì bị nguyên cực từ sơn dùng thế thái sơn áp đỉnh đè xuống, hai bên còn chưa kịp tiếp xúc thì quang diễm đã bị quang lãng màu xám tiêu diệt mà biến thành vô hình. Ngọn núi thật lớn thừa thế hùng hổ rơi xuống, mắt thấy sẽ lập tức ép đến bức hỏa cuộn tròn thì đúng lúc này, ngọn núi màu xanh trong bức hỏa cuộn tròn phát ra một tiếng thanh minh rồi hết thảy cảnh vật trong bức tranh, phô lơ là linh điểu hay hoa cỏ trùng mộc đột nhiên đều hóa thành linh quang màu xanh nhạt nhất tề hướng về phía ngọn núi kéo đến. Trong nháy mắt cả ngọn núi trở nên xanh biếc ướt át rồi từ trong bức hỏa cuộn tròn chậm rãi bay ra, hơn nữa hình thể của nó không ngừng chấn động mà thả ra thanh mang nhưng thanh mang sau khi bay ra thì lại ngưng tụ hóa thành một cây bích ti. Thái ất thanh quang bị ngọn núi này thúc giục rốt cục ở trên hư không đã trực tiếp hiện hình mà ra rồi đan vào nhau mà hóa thành một tầng bích võng hướng lên phía trên bắn đi. Quang lãng màu xám và bích võng trong nháy mắt công phu va chạm cùng nhau, thanh âm va chạm phát ra giống như tiếng kim trúc ma sát sắc bén chói tai. Hai toàn sơn phong cửa chiến, ở trên hư không nhất thời lâm vào thế rằng co. Hàn Lập thấy vậy thì hai mắt nhíu lại, linh lực trong cơ thể lưu chuyển không ngừng, đang tính toán rót thêm cho nguyên cực từ sơn để gia tăng thêm uy lực nhưng vào lúc này, trên trời cao bỗng nhiên xuất hiện âm thanh sét đánh ầm ầm một tiếng rồi vô số đạo hồ quang thô to màu xám từ trên không trung bắn xong, hung tợn đánh lên bích phóng. Bích phóng do thái ất thanh quang biến thành lúc này quang mang loạn hoảng không thôi. Hàn Lập trong lòng vui vẻ, ánh mắt đảo qua lập tức liền thấy rõ ràng từng đạo tia chớp màu xám dĩ nhiên là từ cây phiên kỳ trước người Liễu Thúy Nhi kia phát ra. Liễu Thúy Nhi thấy một trọng cấm chế cuối cùng chỉ bằng vào Hàn Lập và Thạch Côn thì không dễ dàng phá được nên rốt cuộc cũng thúc giục bảo vật trước người đến trợ giúp một tay. Bất quá ngọn núi màu xanh kia cũng thực sự không tầm thường, rõ ràng là Thái Ất Thanh Quang thả ra căn bản là không thể chống lại được nguyên cực từ sơn cùng tia chớp màu xám nhưng từ trên ngọn núi không ngừng ba ỉ những cây bích ti và không ngừng bù đắp cho đại võng đang có chút tán loạn. Chính vì vậy mà đại võng lâm vào thế hạ phong nhưng cũng không có lập tức bị hỏng. Theo đó, Mặc dù hai người Hàn Lập có thể chiếm được thượng phong nhưng lại vô pháp lập tức phá vỡ được trọng cấm chế này mà thời gian trì hoãn thì số cấm chế vừa bị phá trừ phía trước có thể khôi phục lại như lúc ban đầu, đến lúc đó thì có thể có đại phiền toái. Hàn Lập cùng Liễu Thúy Nhi tự nhiên đều biết đạo lý này nhưng cũng đều bắt đầu điên cuồng thúc giục bảo vật nhưng mặc cho quang lãng màu xám cùng tia chớp màu xám như mưa rền gió giữ mãnh liệt công kích thì bích phóng phía dưới được thái ất thanh quang liên tục chống đỡ lại thể hiện ra sự dẻo dai khó tin, mặc dù chật vật nhưng cuối cùng vẫn có thể chống đỡ được hai người hàn lập thấy vậy thì sắc mặt khẽ biến nhưng ngay tại lúc này thạch côn lại đột nhiên có hành động chỉ thấy đại hán này đột nhiên hít sâu một hơi thân hình đột nhiên hóa